cậu Trần, tổ trưởng của chúng ta tỉnh rồi, bây giờ cô ấy không thể rời khỏi thủ đô. Cô ấy nói, nếu cậu muốn biết chuyện gì thì đến thủ đô tìm cô ấy nhất định sẽ nói đúng sự thật. Vinh Dương nói lại nguyên văn lời của Bạch Thấm cho Trần Triệu Dương nghe. À, đúng rồi, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của tổ trưởng cho cậu, nếu cậu đến, có thể gọi cho cô ấy. Sau khi nói xong, Vinh Dương cúp điện thoại. Thủ đô. Sau khi Vinh Dương cúp điện thoại, ánh mắt Trần Triệu Dương hơi lóe lên. Nói thật, anh đã muốn đến thủ đô lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội. Lần này anh muốn biết rất nhiều chuyện, nên không tránh được phải tới thủ đô một chuyến. Cái gì, anh phải tới thủ đô? Có chuyện gì sao? Sau khi Trần Triệu Dương nói chuyện mình phải đến thủ đô với Nam Cung Yến, cô lập tức sửng sốt, lo lắng hỏi anh. Sống chung với nhau lâu như vậy, cô đã quen với sự tồn tại của Trần Triệu Dương rồi. Bây giờ đột nhiên Trần Triệu Dương nói muốn đến thủ đô, nhất thời cô không biết phải làm thế nào. Cô không thể nào tưởng tượng ra cuộc sống của mình không có Trần Triệu Dương thì sẽ thế nào. Không có chuyện gì cả, ở thủ đô có một bệnh nhân cần anh chữa bệnh, anh phải đến thủ đô khám cho người đó, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói. Anh không muốn Nam Cung Yến biết anh đến thủ đô làm gì. Dù sao đi nữa, lần này đến thủ đô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, anh không muốn Nam Cung Yến lo lắng cho mình. Vậy sao, vậy anh đi bao lâu? Khi nào anh về, Nam Cung Yến nhất thời có chút bất đắc dĩ, cô không có cách nào ngăn Trần Triệu Dương đi chữa bệnh. Chuyện này anh cũng không rõ nữa, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ cố gắng quay về sớm nhất có thể. Nếu như không khó chữa lắm thì sẽ về nhanh thôi, còn nếu khó chữa thì anh cũng sẽ về sớm, để bọn họ đưa bệnh nhân đến đây. Đương nhiên Trần Triệu Dương biết Nam Cung Yến lo lắng cho mình, anh đảm bảo với cô. Lần này Trần Triệu Dương không mang Nam Cung Yến đến thủ đô. Dù sao, ở thủ đô còn có gia tộc Mộ Dung, chỗ đó là đất của người ta, cho dù thực lực của anh có mạnh hơn nữa, thì cũng khó tránh khỏi những khúc sơ sót. Còn về mấy người Nam Cung Yến, bọn họ nên ở lại thành phố Nam Hải. Dù thế nào thì đây cũng là địa bàn của anh, huống hồ, còn có đám người Tật Phong ở đây nữa. Chỉ cần bọn họ không ra khỏi võ đạo tông sư, thì không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề an toàn. Lần này tới thủ đô, Trần Triệu Dương không mang ai khác theo ngoài Tăng Kim Lai. Mặc dù Tăng Kim Lai là người thành phố Vân Hải, nhưng lại hay đi đây đi đó, có anh ta bên cạnh, anh cũng được thuận lợi. Khi máy bay đáp xuống sân bay thủ đô, Trần Triệu Dương mở mắt ra, nhìn thủ đô sầm uất bên ngoài cửa sổ, ánh mắt anh xẹt qua chút hí lạnh. Mục đích lần này anh tới đây không đơn giản chỉ để tìm Bạch Thấm, anh muốn đi tới gia tộc Mộ Dung một chuyến để tìm kết quả. Mặc dù qua tài liệu cũng biết được chút ít, nhưng những tài liệu này đều là thứ nhà họ Mộ Dung muốn để người ngoài biết. Còn những chuyện bọn họ không muốn người ngoài biết, sợ rằng khó mà điều tra ra được. Anh Trần, chúng ta tới khách sạn trước nhé, đã có người tới đón chúng ta rồi, đi tới cửa đón khách, đã có người tới đón bọn họ, là người mà Tăng Kim Lai sắp xếp từ trước. Anh Tăng. Anh về khách sạn trước đi, để tài xế này đưa tôi đi cũng được, Trần Triệu Dương không muốn kéo dài nên trực tiếp nói với Tăng Kim Lai. Anh muốn đi tìm Bạch Thấm, xem có thể lấy được chút tài liệu có tác dụng nào không. Anh Trần, có cần tôi cùng anh đi qua đó không? Dẫu sao, vùng đất thủ đô này có dùng câu hang hùm miệng cọp để hình dung thì cũng không quá đáng, nghe thấy Trần Triệu Dương vừa xuống máy bay đã muốn đi làm việc, Tăng Kim Lai vội vàng hỏi. Không cần đâu, anh về trước đi. Tôi đi gặp bệnh nhân, gặp xong tôi sẽ tới khách sạn tìm anh. Được rồi, cứ vậy đi, Trần Triệu Dương khoát tay. Nếu như Tăng Kim Lai không gọi xe tới đón, Trần Triệu Dương cũng muốn đón xe đi. Trần Triệu Dương không chạy thẳng tới chỗ Bạch Thấm đang ở, mà tìm một quán cà phê gần đó, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn về phía căn nhà nhỏ màu đen kia. Vị trí Trần Triệu Dương ngồi rất đẹp, có thể thấy rõ ràng mọi động tĩnh từ tòa nhà đối diện. Đương nhiên Trần Triệu Dương không cần nhìn chằm chằm về phía cửa, đôi mắt xuyên thấu của anh đã nhìn xuyên vào trong tòa nhà đó rồi. Tầng 1 của tòa nhà không có gì đặc biệt, chỉ là tiệm đồ chơi văn hóa vắng tanh. Bình thường mà nói, những tiệm như vậy hẳn có rất nhiều người, nhưng cửa tiệm này lại không có khách hàng, cũng chỉ có một nhân viên, mà còn đang ngủ gật. Trần Triệu Dương nhìn giá trên những món đồ đó thì bừng tỉnh. Một cái hồ lô vỡ giá mấy chục nghìn, trách gì không ai ngó ngàng tới. Nhưng mà, đây hẳn cũng là thủ đoạn của Long Tổ, không muốn để quá nhiều người quấy rầy. Đôi mắt xuyên thấu quét qua tầng 2, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một phòng trà, một phòng ngủ. Nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của người Long Tổ.
nhưng mà anh lại cảm thấy Bạch Thấm không thể nào gạt anh được. Trước khi lên máy bay, Trần Triệu Dương đã gọi cho Bạch Thấm, cô ấy đã cho anh địa chỉ này. Tầng 3 càng không có gì cả, chỉ là một kho hàng, ngoài một ít đồ chơi văn hóa đã cũ, thì là một vài đồ dùng trong nhà đã cũ nát. Mặc dù Trần Triệu Dương có chút nghi ngờ, nhưng anh vẫn không nóng vội, tiếp tục quan sát. Đôi mắt nhìn thấu quét toàn bộ tòa nhà một lần, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Phía sau tòa nhà này có một cái sân nhỏ, trong sân cũng sập xệ vô cùng. Nếu chỉ nhìn qua, đương nhiên không, có vấn đề gì cả. Nhưng mà, cửa sau của sân sau rõ ràng có người thường xuyên ra vào. Chốt cửa, thậm chí là đá trên mặt đất cũng bị mài nhẵn bóng. Trần Triệu Dương dùng mắt nhìn thấy quét xuống phía dưới sân. Quả nhiên, cách cửa không xa có một chiếc cối xay, dưới đáy cối xay là cửa hang. Theo đó, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt nhìn thấu trực tiếp đi vào. Đi qua một hành lang thật dài, rốt cuộc gặp một cái thang máy. Thông qua đôi mắt nhìn thấu, từ thang máy nhìn xuống dưới, nhìn xuống khoảng mấy chục mét cũng không thấy được điểm cuối. Nhưng đôi mắt nhìn thấu của Trần Triệu Dương cũng có giới hạn, muốn xem thêm, chỉ có thể đi vào trong tiệm, nếu không thì không thể nào nhìn tới đáy. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương lập tức thanh toán, đi vào tiệm bán đồ cổ kia. Sau khi đi vào, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn nghĩ nhân viên kia sẽ gọi mình, không ngờ đối phương chỉ nhấc mắt nhìn anh rồi lại nằm xuống ngủ. Trần Triệu Dương vui vẻ, mục đích anh tới không phải để mua đồ. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương cầm một món đồ lên, giả bộ quan sát, nhưng đôi mắt nhìn thấu lại âm thầm quan sát bên dưới thang máy. Không ngờ, cái thang máy đó lại đi sâu vào lòng đất hơn 100 mét. Chẳng trách rất ít người có thể phát hiện, bí ẩn như vậy, lại cất giữ ở nơi sâu như thế, nếu không có người cố ý đi tìm, thì không ai có khả năng tìm được nơi này. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn xem xét thêm vài thứ, nhưng không ngờ sau khi thang máy đi xuống, nơi này chỉ còn lại chút phòng tuyến, căn bản không có bí mật gì cả. Điều này lập tức khiến Trần Triệu Dương thất vọng. Nhưng mà anh cũng lười quan sát tiếp, dù sao thì anh cũng không có ân oán gì với Long Tổ cả, sau này chưa biết chừng lại có thể hợp tác. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Bạch Thấm. Vài giây sau, cô ấy nhận điện thoại. Tôi vào tiệm rồi, lúc nào cô đến đón tôi, Trần Triệu Dương làm bộ như không biết gì cả, mở miệng nói. Anh chờ trong tiệm đồ chơi văn hóa đi, tôi sai người tới đón anh, Bạch Thấm không nói thêm gì với Trần Triệu Dương, trực tiếp cúp máy. Lúc này, nhân viên trong tiệm cũng bị Trần Triệu Dương đánh thức, mặc dù vẫn có vẻ lười biếng, nhưng trong mắt cũng lộ ra chút cảnh giác. Trần Triệu Dương chỉ liếc qua anh ta, trực tiếp rời một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, vắt chân lên, bắt đầu chơi điện thoại. Anh à, anh làm gì vậy? Nhân viên đó đi tới, mở miệng hỏi. À, anh cứ làm việc của anh đi, tôi không làm gì cả, chỉ ở đây chờ bạn thôi, người đó sắp tới rồi, Trần Triệu Dương cười rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Mặc dù nhân viên đó có chút nghi ngờ và cảnh giác, nhưng người ta cũng không làm gì nên anh ta cũng chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó, một người đàn ông trẻ trông rất đẹp trai, ăn mặc thời thượng đi vào. Nhân viên đó nhìn thấy người đi tới, trước mắt lập tức sáng lên, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi. Anh chính là Trần Triệu Dương. Đi thôi, đi với tôi, người đàn ông trẻ đó đi tới trước mặt Trần Triệu Dương, nói với anh vô cùng phách lối. Cậu là ai? Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn anh ta, nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng. Cái gì? Thấy Trần Triệu Dương nói chuyện như vậy, người đàn ông lập tức ngây ngẩn, sau đó mặt cũng sầm xuống, hung hăng nhìn Trần Triệu Dương, thằng kia, mày. Phải biết, đây là thủ đô, là địa bàn của bọn tao, ở đây đừng có mà ngang ngược với tao, biết chưa? Ồ, cậu trâu bò vậy hả? Người nhà cậu có biết không? Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, chất vấn anh ta. Mày tự tìm cái chết, người đàn ông đó thay đổi sắc mặt, hung hăng đánh một quyền lên mặt Trần Triệu Dương. Một quyền này nén giận mà đánh ra, dùng hết sức. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã bị quyền này đánh cho chấn thương sọ não. Ánh mắt Trần Triệu Dương trở nên lạnh lẽo, người này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong tiệm không được đánh nhau, ngay lúc Trần Triệu Dương định ra tay dạy dỗ người kia, lại có tiếng nói truyền tới. Người đàn ông kia vốn đang hung hăng, sau khi nghe. Xong, nắm đấm lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không ra tay nữa. May mà mày tốt số, nếu ra ngoài, mày nhất định sẽ bị đánh chết, anh ta hừ lạnh rồi xoay người đi ra khỏi tiệm.
anh cứu cậu ta một mạng rồi đấy. Trần Triệu Dương cũng không để bụng, sau đó quay về phía nhân viên trong tiệm, cười nói. Nhân viên đó há miệng, nhìn Trần Triệu Dương rời đi. Nhất thời, anh ta không biết nói gì cả. Người này đúng là đáng ghét, sớm biết vậy đã không cản rồi. Sau khi rời khỏi đó, Trần Triệu Dương thấy tên kia đang ngồi trên một chiếc xe ở trước cửa. Trần Triệu Dương không khách khí, trực tiếp mở cửa xe ngồi lên xe. Thằng kia, mày không sợ tao kéo mày đến chỗ vắng vẻ, đánh mày tàn phế luôn sao? Đoàn Thiên Thuy không ngờ Trần Triệu Dương lại cứ như vậy ngồi vào xe mình, có hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc hỏi. Cậu, ha, cậu dám sao? Trần Triệu Dương cười nhạo. Anh ta, sau đó chuyển xuống ghế sau, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khốn kiếp, mày cho là tao không dám à? Sắc mặt Đoàn Thiên Thuy vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh bẹp Trần Triệu Dương. Nhưng Trần Triệu Dương lại không trả lời, cứ như vậy nhắm mắt lại, trông rất bình thản. Nhìn bộ dạng rửng rưng đó của Trần Triệu Dương, Đoàn Thiên Thuy bị chọc tức. Anh ta đánh tay lái, đi về phía xa, vừa lái xe vừa quan sát Trần Triệu Dương qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng trong mắt lại hiện lên vẻ kỳ quái. Lái xe cẩn thận, đừng nhìn tôi đã kết hôn rồi, chưa? Kể, tôi cũng không thích đàn ông, Trần Triệu Dương nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau bỗng nhiên mở miệng. Đoàn Thiên Thuy đang nhìn trộm Trần Triệu Dương thì bị giọng nói của anh làm cho hoảng sợ, nhanh chóng rời tầm mắt. Không phải, anh có ý gì? Anh có thích đàn ông hay? Không thì liên quan gì đến tôi? Chết tiệt, nếu anh còn dám nói linh tinh, có tin tôi xé nát miệng anh không? Rốt cuộc Đoàn Thiên Thuy cũng phản ứng lại, sắc mặt lập tức đỏ lên, bươn bực nói. Lái xe cho tốt, đừng nhiều lời, dòng quá đấy, tại sao Bạch Thấm lại để một người nói nhiều như vậy đến đón tôi chứ? Đối với người này, Trần Triệu Dương vô cùng bất lực, ném đi cũng không được, đầu óc của anh ta thật sự quá đơn giản. Thành thật khai báo đi, giữa anh và Thấm Thấm của tôi có quan hệ gì? Đoàn Thiên Thuy nghe được Trần Triệu Dương nói liền nổi giận đùng đùng hỏi. Tôi nói này người anh em, cậu là quả bóng hơi sao? Một bụng toàn là khí, cậu chạy đến chỗ tôi là để xì hơi phải không? Trần Triệu Dương bị anh ta làm phiền, lúc này mới mở to mắt, bất đắc dĩ nói. Ai là anh em của anh? Đừng ở chỗ này lôi kéo quan hệ, tôi với anh không quen biết. Nhanh đi thôi, tôi muốn nhìn xem anh rốt cuộc là địch hay là bạn. Đoàn Thiên Thuy trưng ra vẻ mặt khinh thường nhìn Trần Triệu Dương. Tôi sao, tôi và Bạch Thấm là kẻ địch, cô ấy muốn giết tôi nhưng sau đó lại bị tôi bắt lại. Còn về phần cậu, tôi cũng không muốn biết, Trần Triệu Dương đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn đùa dốn anh ta, vẻ mặt mang theo ý cười nhìn thẳng Đoàn Thiên Thuy. Đoàn Thiên Thuy vẫn rất bình tĩnh cho đến khi nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, tay lái anh ta suýt chút nữa là không giữ vững. Phải biết rằng, thực lực của Bạch Thấm chính là tiên thiên đỉnh cấp, có thể bắt được Bạch Thấm thì thực lực của người kia phải mạnh đến mức nào. Vừa rồi mình còn dám lớn tiếng nói phải đánh người ta một trận, bây giờ nghĩ lại, như vậy không phải là mang thịt đến trước mặt hổ hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đoàn Thiên Thuy trở nên khó coi, bàn tay cũng không nhịn được mà run run. Này, cậu có thể lái xe cẩn thận không? Nếu cậu buông vô lăng ra thì có thể dẫn đến xe hỏng, người chết đấy. Thực lực của tôi cường đại, hẳn là không có việc gì, chỉ có thực lực của cậu yếu như thế, đến lúc đó nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhìn thấy người này có tố chất tâm lý kém như vậy, Trần Triệu Dương nhanh chóng mở miệng cảnh cáo. Nghe anh nói, Đoàn Thiên Thuy mới cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, nắm chặt tay lái, không để cho xe mất khống chế. Nhìn anh ta cuối cùng cũng thôi lại nhải, Trần Triệu Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm, người này chính là loại người có thể nói cả ngày không ngừng mà. Không đúng, nếu anh ta là kẻ thù thì tại sao Thấm Thấm lại để cho mình đến đây đón anh ta? Điều này không phải rất mâu thuẫn sao, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bị Trần Triệu Dương hù dọa, nhưng anh ta cũng phản ứng lại rất nhanh. Anh lừa tôi, Đoàn Thiên Thuy thật sự nổi giận, mấy lần trước đều có chút cường điệu, nhưng lần này, suýt chút nữa bị Trần Triệu Dương dọa cho tiểu ra quần, anh ta sao có thể không tức giận? Tôi không lừa cậu, hơn nữa, lừa cậu thì tôi được lợi gì? Trần Triệu Dương liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đoàn Thiên Thuy, nơi này chính là thủ đô, anh ta có thể dùng cái não như vật trưng bày đó để suy nghĩ một chút, ở thủ đô, nói dối anh ta thì anh có lợi gì? Được rồi, nhiệm vụ của cậu chỉ có một, đó là đưa tôi đến nơi cần đến, còn có điều gì không rõ hay nghĩ không ra thì đi hỏi Bạch Thấm. Từ giờ trở đi, không cho phép cậu nói thêm một câu nào nữa, nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không muốn biết hậu quả là như thế nào đâu. Trần Triệu Dương trực tiếp mở miệng uy hiếp. Đoàn Thiên Thuy vốn đang phẫn nộ,
sau khi nghe được lời nói của anh thì lập tức ngậm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời. Sau đó xe lại chạy vững vàng, dù sao Đoàn Thiên Thụy cũng biết, với thực lực của người này, nếu như muốn giết anh ta thì anh ta có chạy cũng không thoát, một khi đã vậy thì còn phải hốt hoảng, lo sợ cái gì. Tâm tình anh đang vô cùng bình tĩnh, nhưng Trần Triệu Dương nghĩ mãi không ra, Bạch Thẩm để cho anh đến cái tiệm đồ chơi văn hóa ấy là có dụng ý gì. Nếu như Bạch Thẩm không có ở trong tiệm đồ chơi văn hóa thì vì sao lại đưa địa chỉ nơi đó cho anh? Trực tiếp nói với anh địa chỉ cô đang ở là được rồi, sao còn phải làm điều thừa như vậy? Xem ra, bên trong Long Tổ chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Bạch Thẩm cũng sẽ không làm như vậy, tuy rằng làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Rất nhanh, xe đã tới tháp chuông gỗ, đây là một đoạn đường phồn hoa ở thủ đô, kẻ mua người bán tấp nập. Ở đây có những tòa nhà cao tầng, quán bar, ngõ nhỏ cùng tứ hợp. Viện, có thể nói đây là nơi quy tụ của tất cả mọi thứ. Xe dừng lại trước cửa một quán bar, đợi cho Trần Triệu Dương xuống xe, Đoàn Thiên Thụy mới xuống sau, đã tới nơi rồi. Đội trưởng Bạch của các cậu sẽ không phải là ở trong này chứ, nhìn thấy quán bar, Trần Triệu Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dù sao, theo lý mà nói, Bạch Thẩm cũng đội trưởng của một thành phố, địa vị cũng không thấp, sao lại chọn nơi như thế này làm chỗ dừng chân chứ? Nahuyenoai.ai, một lời khó nói hết, đi vào trước rồi nói sau, nghe Trần Triệu Dương nói, trên mặt Đoàn Thiên Thụy hiện lên vẻ phẫn nộ và khuất nhục, sau đó bất lực lắc đầu. Bi thôi, Trần Triệu Dương cũng mặc kệ đối phương đã trải qua những biến cố gì, anh chỉ cần có được tin tức mà mình muốn là tốt rồi. Rất nhanh. Bọn họ đã đi xuyên qua quán bar, lên tới tầng 2, đây là thời điểm quán bar vắng khách, dù sao thì chỉ vào. Buổi tối nơi này mới trở thành thiên đường giải trí. Theo thói quen, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát một vòng nơi đây, anh phát hiện ra quán bar. Này nhìn bề ngoài thì có vẻ lỏng lẻo nhưng thực chất bên trong lại tồn tại không ít các trạm gác ngầm, so với ở thành phố Long Hải, những người canh gác ở đây dường như còn có thực lực cường đại hơn. Lúc này... Bạch Thẩm đang ở bên trong căn phòng cuối cùng của tầng 2, nơi đó chắc hẳn là một văn phòng, sắc mặt cô ấy tái nhợt, tinh thần uể oải, có vẻ như là đang bị thương. Điều này làm cho Trần Triệu Dương cảm thấy kỳ quái, thời điểm mà anh bắt được Bạch Thẩm, cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, mới bao nhiêu lâu không gặp mà đã thành như. Thế này, Thẩm Thẩm, Trần.ans Trần tới rồi, đến cửa phòng Bạch Thẩm, Đoàn Thiên Thụy nâng tay lên gõ cửa, mở miệng nói. Anh ta đang muốn gọi thẳng tên của Trần Triệu Dương nhưng mà cái tên kia khủng bố như vậy, anh nhanh chóng thay đổi xưng hô. Vào đi, cậu ở bên ngoài canh gác, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, nhớ kỹ, là bất kỳ kẻ nào, giọng nói yếu ớt của Bạch Thẩm truyền đến. Được, yên tâm đi, nếu như có kẻ nào muốn xông vào, phải bước qua xác của tôi trước, nghe được lời nói của Bạch Thẩm, Đoàn Thiên Thụy mở cửa cho Trần Triệu Dương xong liền ngồi xếp bằng ở cửa, canh gác căn phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Triệu Dương bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó mới nhìn về phía Bạch Thẩm. Anh Trần, thực sự rất xin lỗi, lần trước tinh thần của tôi không tỉnh táo, suýt chút nữa đã làm anh bị thương. Bạch Thẩm nhìn Trần Triệu Dương tiến vào, câu đầu tiên là giải thích. Ha ha, cô nói là làm tôi bị thương, cô còn thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn đấy. Được rồi, tôi tới đây không phải là để nghe cô thích. Nói cho tôi tin tức về đồ vật kia đi, từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai, Trần Triệu Dương cười lạnh, căn bản là không có ý muốn chấp nhận lời xin lỗi kia. Tuy rằng lúc đó Bạch Thẩm bị người ta khống chế, nhưng mà cô ấy suýt chút nữa đã giết chết bà xã của anh, về điểm này, anh không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, trên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Thẩm lập tức hiện lên một tia tức. Giận, chỉ là rất nhanh sau đó bị cô che giấu đi. Có chấp nhận hay không là chuyện của anh, còn xin lỗi là chuyện của tôi, sắc mặt của Bạch Thẩm cũng trở nên lạnh lùng, bực bội nói. Được, xin lỗi thì cũng đã nói rồi, cho tôi thứ tôi muốn đi, Trần Triệu Dương lạnh lùng. Anh sốt ruột đến thế sao, được rồi, tôi đã cử người mang tài liệu đến đây, thứ lỗi, xảy ra chút chuyện, vốn đã chuẩn bị tốt nhưng tài liệu bị giữ ở tổng bộ, Bạch Thẩm hít sâu một hơi, sau đó kiên nhẫn giải thích. Được. Trần Triệu Dương gật đầu rồi đặt mông ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi. Chẳng lẽ anh không tò mò chuyện gì đã xảy ra sao? Bạch Thẩm nhìn bộ dạng của Trần Triệu Dương, nhất thời tức giận đến ngứa răng, lúc này mới mở miệng hỏi. Không tò mò, sự tò mò giết chết con mèo, tôi còn muốn sống lâu thêm 2 năm nữa, Trần Triệu Dương cũng chẳng thèm ngẩng đầu, trực tiếp từ chối.
Ha, hy vọng là sau khi xem xong tài liệu anh còn có thể nghĩ như vậy, trên mặt Bạch Thấm hiện lên vẻ gian xảo, cười tủm tỉm nói. Cô có ý gì? Nghe Bạch Thấm nói vậy, Trần Triệu Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nghỉ hoặc hỏi lại. Không có gì, anh cứ xem tài liệu rồi sẽ biết, Bạch Thấm lại gây khó dễ, chỉ trở về chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu uống nước. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, ngược lại Trần Triệu Dương cũng không nóng nảy, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó là tiếng hét giận dữ của Đoàn Thiên Thuy, cửa phòng bị một đạp đá văng. Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, đám người này ước chừng khoảng mười mấy người, từ ngoài cửa nhìn sang thấy Đoàn Thiên Thuy đã nằm trên mặt đất giống như chó chết, không có động tĩnh. Cầm đầu đám người là một người đàn ông có đôi mắt hẹp dài, trên thân khoác một chiếc áo choàng, đại khái khoảng hơn 30 tuổi. Đội trưởng Bạch, chúng tôi thật vất vả mới tìm được cô, đã đến đây rồi sao không tìm chúng tôi để anh em bốn tổ được tụ họp. Người đàn ông cầm đầu từng bước tiến vào, trực tiếp bỏ qua Trần Triệu Dương, đi đến trước mặt Bạch Thấm. Hừ, Tiền Tung, đừng ở nơi này mèo khóc chuột giả từ bi, tôi không tin chuyện tôi bị đánh lén anh lại không biết gì. Nhìn người vừa tới, trên mặt Bạch Thấm lập tức lộ ra vẻ bi thống cùng phẫn hận. Đội trưởng Bạch, cô nói gì vậy? Tôi biết chuyện thảm thương mà cô gặp phải nên mới dẫn người chạy đến đây xem có thể giúp được gì hay không mà. Tiền Tung nở nụ cười, tiến thêm vài bước về phía Bạch Thấm. Nếu anh còn dám tiến thêm một bước nữa, có tin tôi đánh gãy chân chó của anh không? Bạch Thấm lạnh lùng quát, ánh mắt lạnh như băng mang theo ý cảnh cáo. Đội trưởng Bạch, tôi đang quan tâm cô mà, tôi nghe nói, thời điểm đánh nhau với Vu Thần Giáo cô bị thương nghiêm trọng. Bây giờ không thể hoạt động mạnh, phải dưỡng thương thật tốt mới được. Tiền Tung không chút lo lắng, ngược lại càng tới gần Bạch Thấm, ở sát bên người cô hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Anh muốn chết à, sắc mặt Bạch Thấm trở nên cực kỳ khó coi, nếu là bình thường, có cho Tiền Tung hai lá gan thì anh ta cũng không dám có thái độ như vậy với cô, có lẽ thấy cô đang bị thương nên anh ta mới nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Tiếp sau đó, một cái tát chuẩn bị đáp xuống mặt Tiền Tung. Ôi, làm tôi sợ muốn chết, nhưng mà, cô lại tới đánh tôi đi. Trên mặt Tiền Tung mang theo nụ cười khiêu khích, sau đó lùi lại vài bước, tránh đi cái tát của Bạch Thấm. Phốc, ngay khi Tiền Tung đang đắc ý giạt rào, một âm thanh cười nhạo đột nhiên truyền đến, ở trong căn phòng yên lặng nghe có vẻ cực kỳ chói tai. Thật ngại quá, tôi thực sự không nhịn được, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người muốn người khác đánh mình đấy, ngạc nhiên thật. Không có gì đâu, các người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ ngồi ở bên này nhìn thôi, cam đoan là sẽ không cười ra tiếng nữa, tôi sẽ kìm nén lại. Trần Triệu Dương che miệng, trên mặt không giấu được ý cười. Tên nhóc, cậu là ai? Muốn chết sao? Tiền Tung thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương. Đừng nóng giận như vậy, thời tiết hiện tại nóng bức, cơn tức giận quá lớn sẽ dễ dàng bốc hỏa, Trần Triệu Dương. Không chút để ý, khẽ cười. Tôi đang nói chuyện với đội trưởng của cậu, cậu có tư cách lên tiếng ở đây sao? À, không đúng, cậu không phải là người của Long Tổ, Tiền Tung hừ lạnh một tiếng. Sau đó đáy mắt lại lộ ra một tia nghỉ hoặc. Bạch Thấm, lá gan của cô lớn lắm, dám để cho một người bình thường biết đến sự tồn tại của chúng ta. Hừ, xem ra cô muốn bị trừng phạt rồi, Tiền Tung bày ra tư thế tấn công với Bạch Thấm, âm lãnh nói. Hừ, chuyện của tôi từ khi nào đến lượt anh quản thế? Lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt, Bạch Thấm cần răng, ánh mắt lạnh như băng nói. Bạch Thấm. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, đừng ở trong này diễn kịch nữa, nhà họ Bạch xong đời rồi, ở trong đội cô cũng không còn chỗ dựa vững chắc nữa. Hiện tại, tôi cho cô một cơ hội, làm người phụ nữ của tôi cho cô chỗ dựa, có lẽ còn có thể bảo vệ già trẻ trên dưới nhà họ Bạch. Tiền Tung hùng hổ dọa người, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thấm hàm chứa sự tham lam. Anh, nghe xong lời nói của Tiền Tung, Bạch Thấm tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng thật sâu trong lòng, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi nói này, sao anh còn dài dòng hơn cả phụ nữ thế? Ở trong này lại nhảy cả nửa ngày, có thể lăn đi chỗ khác được chưa? Trần Triệu Dương ở phía sau không muốn chờ đợi thêm nữa, lúc này trên mặt đã không còn kiên nhẫn. Quát con, xem ra cậu thật sự muốn chết, đã như vậy, tôi sẽ thành toàn của cậu, Tiên Tung bị Trần Triệu Dương chọc. Tức, anh ta nháy mắt ra hiệu cho những người xung quanh. Hai người bên cạnh đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, một người trong đó túm lấy cổ áo anh. Tôi ghét nhất là bị người khác động chạm tay chân, nhất là đàn ông, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Trần Triệu Dương hừ lạnh, tiếp theo đó là một cái tát hạ trên mặt hai người kia,
bọn họ căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng, trực tiếp bị Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài. Cái gì, Tiền Tung nhìn hai thuộc hạ của mình bị cái người toàn thân không có chút chân khí dao động này đánh bay ra khỏi cửa, nhất thời ngây ngẩn. Anh ta chắc chắn, người kia không phải là võ giả. Thế nhưng, một người bình thường làm sao có thể dễ dàng đánh bại cấp dưới của anh ta như thế? Đúng là vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Hai người đi bắt cậu ta về đây cho tôi, bất kể sống chết, Tiền Tung mất hết mặt mũi, lại chỉ trích hai người lần nữa. Bạch Thấm ở bên cạnh lộ ra nụ cười như ý. Sở dĩ cô ấy bảo người này đi đón Trần Triệu Dương đến, chính vì muốn anh dạy dỗ Tiền Tung. Cô ấy là người của Long Tổ, tổ chức có quy định, không được phép đánh nhau với người cùng tổ, nếu không sẽ trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Nếu anh thật sự muốn đối phó với tôi, chỉ dựa vào hai tên vô dụng này là không thể nào. Trần Triệu Dương dùng vẻ mặt không quan tâm nhìn Tiền Tung, nói. Hai người kia thấy mình lại không được để ý tới, nhất thời giận không nén được, lập tức gào lên một tiếng, đồng. Loạt lao về phía Trần Triệu Dương. Chỉ là, bọn họ xông tới thì nhanh, mà trở về lại càng nhanh hơn. Kết cục của hai người này giống hệt hai người trước, bị đánh bay ra ngoài, đụng vào tường, trực tiếp ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều trợn tròn mắt. Thực lực của hai người vừa rồi rất cao, ngoài Tiền Tung, có thể nói hai người họ có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà, ngay cả hai người đó cũng không phải đối thủ của Trần Triệu Dương, điều này khiến Tiền Tung lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ Bạch Thấm biết hôm nay mình muốn sang nên đã tìm cứu viện từ bên ngoài? Khi nào có đồ, Trần Triệu Dương nhìn Bạch Thấm, vẻ lạnh nhạt. Đương nhiên anh hiểu, Bạch Thấm muốn dùng anh như một con dao để điều khiển, nhưng mà con dao này cũng có thể đâm bị thương chính mình. Ngay lập tức, tôi vừa nhận được tin nhắn, 5 phút nữa sẽ cơ, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm không có chút tình cảm nào của Trần Triệu Dương, Bạch Thấm run lên, thành thật trả lời anh. Được, tôi sẽ đợi thêm 5 phút nữa. Nếu 5 phút sau vẫn không có thứ tôi muốn, vậy thì xin lỗi, thứ các người nợ tôi sẽ lấy lại hết. Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó đặt mông ngồi xuống salon, tiếp tục chơi điện thoại. Lúc này, Tiền Tung vô cùng lúng túng. Trong số thuộc hạ của anh ta không có ai có thể đánh thắng Trần Triệu Dương, nếu anh ta đứng ra, cũng không chắc có thể thắng được. Còn cuối cùng anh ta cũng thua, thì chẳng còn chút mặt mũi nào nữa cả. Bây giờ đi không được mà ở lại cũng không xong, nhất thời anh ta cũng không biết nên làm gì. Tiền Tung, nếu không còn chuyện gì thì cút đi, Bạch Thấm biết, bây giờ Tiền Tung đã không còn gan đi tìm Trần Triệu Dương gây phiền toái nữa rồi, kế hoạch của mình đã thất bại. Nhưng ít nhất cũng không để Tiền Tung được như ý. Thấm Thấm, cô suy nghĩ lại lời đề nghị vừa rồi của tôi đi. Chỉ cần cô đồng ý, sau này chuyện của cô chính là chuyện của tôi, sẽ không còn ai dám ức hiếp cô nữa. Tiền Tung muốn vớt phát lại tôn nghiêm, nhưng Bạch Thấm lại không có chút phản ứng nào. Lúc này, đột nhiên Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiền Tung, lộ ra nụ cười đầy nghiền ngẫm. Nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng Tiền Tung lập tức run lên, vội vàng đi ra ngoài. Đừng đi gấp thế chứ, không ngồi lại thêm chút nữa sao, Trần Triệu Dương cười híp mắt, hô lên với Tiền Tung. Nghe anh gọi, Tiền Tung bước đi nhanh hơn. Lần này, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương rời đi. Dù sao đối phương cũng là người của Long Tổ, bọn họ ra tay với mình trả đũa thì được, nhưng nếu chủ động ra tay thì không được hay cho lắm. Đến khi Tiền Tung mang thuộc hạ ảo não rời đi, Trần Triệu Dương mới ra ngoài, đỡ Đoàn Thiên Thuy đi vào. Không có thực lực, không ngăn được thì cứ để bọn họ vào, cần gì phải biến mình thành như vậy. Trần Triệu Dương truyền một ít chân khí của mình vào cơ thể Đoàn Thiên Thuy, đánh thức anh ta, không vui nói. Đoàn Thiên Thuy tỉnh lại, nhìn thấy Trần Triệu Dương cứu mình, nhất thời hơi lúng túng. Dù sao, trước đó anh ta cũng không khách khí gì với Trần Triệu Dương. Cảm ơn anh, lần này tôi nợ anh, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh, Đoàn Thiên Thuy nghiêm mặt. Trịnh trọng nói. Với thực lực của cậu, nếu tôi không giải quyết được, cậu có thể sao? Trần Triệu Dương không để bụng mà nói. Trần Triệu Dương, cảm ơn anh, nếu hôm nay không có anh, sợ rằng tôi đã. Tóm lại, cảm ơn anh, Bạch Thấm cũng mở miệng nói cảm ơn Trần Triệu Dương. Nhưng mà, vừa rồi anh không nên để anh ta đi, ít nhất cũng dạy dỗ anh ta cái đã. Nếu có thể, trực tiếp đánh anh ta thành tàn phế là tốt nhất, Bạch Thấm chuyển đề tài, có chút tiếc nuối. Xin cô đấy, anh ta là người của Long Tổ, giờ tôi còn chưa muốn đối đầu với Long Tổ đâu, nghe Bạch Thấm nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức đảo mắt, không vui nói.
Bạch Thấm này đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu tên đó không dựa vào danh tiếng của Long Tổ, anh cũng lười để ý đến Tiền Tung. Tiền Tung cũng chỉ là một thành viên bên ngoài của Long Tổ mà thôi, căn bản không phải thành viên chính thức, đột nhiên Bạch Thấm mở miệng nói. Cái gì, sao cô không nói sớm? Nếu nói sớm, tôi đã đánh gãy chân anh ta rồi, nghe Bạch Thấm nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức trừng mắt, tức giận nhìn cô ấy. Anh cũng không hỏi mà, Bạch Thấm liếc mắt, đáp lại. Nếu anh ta không phải thành viên chính thức của Long Tổ, sao lại trâu bò như vậy? Cô cũng không dám làm gì anh ta, Trần Triệu Dương không nhịn được tò mò hỏi. Mặc dù Tiền Tung không phải thành viên chính thức của Thanh Long Tổ, nhưng anh trai anh ta là một thành viên của Long Tổ, thực lực vô cùng mạnh. Nếu Tiền Tung không làm chuyện sai lẽ thường, sợ rằng không có ai dám đụng vào anh ta, Bạch Thấm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không phải vừa rồi cô nói anh ta là một trong bốn tổ trưởng sao? Long Tổ của các người có rất nhiều tổ sao? Vậy Thanh Long Tổ có địa vị thế nào? Trần Triệu Dương hiểu, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Long Tổ có rất nhiều tổ nhỏ, bốn Long Tổ, theo thứ tự là Thanh Long Tổ, Hắc Long Tổ, Kim Long Tổ, còn có Ám Long Tổ thần bí nhất. Thanh Long Tổ chịu trách nhiệm chiến đấu, Hắc Long Tổ chịu trách nhiệm trừng phạt và kỷ luật, Kim Long Tổ chịu trách nhiệm tiếp xúc với những công việc hợp tác cần thực lực. Còn về Ám Long Tổ, có thể nói là tổ thần bí nhất toàn bộ Long Tổ, chủ yếu chịu trách nhiệm ám sát và tình báo. Xét về bề nổi, thực lực mạnh nhất của Long Tổ là Thanh Long Tổ, nhưng mọi người đều nói, thực lực của Ám Long Tổ mới là mạnh nhất. Đến tận bây giờ, chúng tôi cũng không biết Ám Long Tổ có bao nhiêu người, có thực lực thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là nòng cốt của Long Tổ, trừ bốn Long Tổ này ra, kế tiếp là những tổ nhỏ ở các tỉnh, thành phố khác, thực lực cũng không giống nhau. Có mạnh có yếu, không hề ít. Những tổ viên chính thức của Long Tổ, ngoài những người kể trên thì còn một ít thành viên bên ngo, thực lực không quá mạnh, nhưng bọn họ đều thắng rất nhiều người, chủ yếu là vì tìm nhân tài mới cho Long Tổ mà quản giáo khắp nơi. Sau khi nghe Bạch Thấm giải thích, Trần Triệu Dương mới hiểu được kết cấu của Long Tổ. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn hỏi thêm vài chuyện cụ thể liên quan đến Long Tổ nữa, nhưng Bạch Thấm căn bản không thể tiếp lời. Trần Triệu Dương cũng không cưỡng ép, có thể biết được như vậy, đã là vô cùng khó rồi. Nếu anh muốn biết nhiều thêm nữa, thật ra cũng có thể. Anh gia nhập Long Tổ, tôi có thể giải thích cặn kẽ từng chút một cho anh, ánh mắt Bạch Thấm lóe lên, nói. Đừng, tôi không có ý định gia nhập Long Tổ. Sao người Long Tổ các người đều có tật xấu, thích kéo người ta vào nhóm thế, Trần Triệu Dương vội vàng khoát tay, từ chối ý tốt của cô ấy. Anh cho rằng ai chúng tôi cũng muốn sao? Vậy cũng phải xem có thể lọt vào mắt chúng tôi hay không đã, nghe Trần Triệu Dương trực tiếp từ chối, Bạch Thấm nhất thời tức. Giận, chưa từng có ai từ chối lời mời vào Long Tổ dứt khoát như vậy đâu. Trần Triệu Dương này thật sự quá khinh người, cho rằng ai cũng có thể vào Long Tổ sao. Vậy tôi phải đặc biệt cảm kích, đặc biệt vinh hạnh sao. Ngại quá, tôi quen lười biếng, không thích bị người khác trói buộc, bộ dạng tùy ý của Trần Triệu Dương, làm gì có chút cảm kích hay vinh hạnh nào chứ. Thật ra Long Tổ của chúng tôi vô cùng tốt, sẽ không cưỡng ép yêu cầu anh làm nhiệm vụ, độ tự do vẫn vô cùng cao. Anh nghĩ thêm chút đi, Bạch Thấm giận đến ngứa răng, nhưng vì không để nhân tài chạy mất, cô ấy chỉ có thể nhịn lại mà giải thích. Đúng rồi, cô còn chưa nói vì sao ban nãy lại muốn đánh Tiền Tung tàn phế. Thật ra tôi và anh ta không thù hận lớn đến vậy, Trần Triệu Dương luôn cảm thấy cách nói chuyện của Bạch Thấm có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi lại. Bởi vì sau này các người chỉ có thể là kẻ địch. Sau khi anh lấy được tài liệu thì sẽ biết, Bạch Thấm không nói rõ, trong mắt lộ ra chút thâm ý. Được rồi, Trần Triệu Dương nhún vai, không để ý nữa. Thấy Trần Triệu Dương không thèm để ý, Bạch Thấm chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì thêm. Tiếp xúc trong một thời gian ngắn, Bạch Thấm biết được, Trần Triệu Dương nhìn thì vô cùng ôn hòa, nhưng thực tế lại là người vô cùng tự phụ. Anh sẽ không nghe lời khuyên của người khác. Chỉ có khi sự thật bày trước mắt anh mới có thể biết được thực sự ai là kẻ địch, ai là bạn. Quả nhiên, không lâu sau, một cô gái tóc ngắn đi từ bên ngoài vào. Chị, đây là tài chị cần, cô gái đưa một tập tài dán tem tuyệt mật tới, nói với Bạch Thấm. Được, cảm ơn em, nhận lấy túi tài liệu, Bạch Thấm nói cảm ơn cô gái đó. Chị định rời khỏi Long Tổ thật sao, cô gái do dự một lát, sau đó hỏi, vẻ mặt hơi cô đơn. Ừ. Đã tính xong cả rồi Bạch Thấm nhìn Trần Triệu Dương, rồi nói với cô gái. Được rồi, chị, em tôn trọng sự lựa chọn của chị.
sau này có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải gọi cho em, bất kể chuyện gì, em cũng nhất định dốc hết sức. Giúp chị, cô gái gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chị, em chờ chị bên ngoài, nói xong, cô ấy đi ra khỏi phòng. Sau khi cô gái ấy rời đi, Trần Triệu Dương hơi tò mò hỏi Bạch Thấm, cô muốn rời khỏi Long Tổ. Tại sao chứ? Chuyện không liên quan, đây là đồ của anh, sau này. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh đi đi, Bạch Thấm không? Trả lời câu hỏi của Trần Triệu Dương, trực tiếp ném túi tài liệu cho anh. Xem xong thì trả lại cho tôi còn phải trả lại, Bạch Thấm nói. Trần Triệu Dương gật đầu, mở túi tài liệu ra, bắt đầu xem. Sau khi Trần Triệu Dương xem xong, chân mày cau lại. Hiển nhiên, trong tài liệu có thứ khiến anh nghi ngờ. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi, đương nhiên Bạch Thấm thấy được dáng vẻ lúc này của anh nên cho Trần Triệu Dương một nấc thang. Tên ngu ngốc vừa rồi tên là Tiền Tung, anh ta là người nhà họ Tiền sao, Trần Triệu Dương trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Nhìn ra rồi à, không sai, Tiền Tung chính là người nhà họ Tiền. Quan hệ giữa nhà họ Tiền và nhà Mộ Dung vô cùng mờ ám. Mặc dù bề ngoài hai nhà không lui tới, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa bọn họ. Bạch Thấm nghiền ngẫm nhìn Trần Triệu Dương, nói. Rốt cuộc bây giờ Trần Triệu Dương cũng hiểu vì sao ban nãy Bạch Thấm muốn mình đánh Tiền Tung tàn phế, đây chính là kẻ địch, vừa rồi có cơ hội mà lại lãng phí. Mặc dù có nhiều tài liệu, nhưng mà, biết được càng nhiều thì anh lại càng hồ đồ. Đầu tiên, vì sao Mộ Dung Phong lại muốn giết Nam Cung Yến? Theo lý mà nói, Nam Cung Yến không liên quan gì đến nhà Mộ Dung cả, chuyện này nói sao cũng không rõ ràng. Thứ hai là chuyện lúc trước Trần Triệu Dương muốn người Long Tổ giúp điều tra chuyện mấy người Tật Phong bị đuổi giết. Dựa vào trình độ làm việc kín đáo của mấy người Tật Phong, tuyệt đối không thể nào bị người khác biết hành tung, sau đó lại bị người ta treo giải thưởng để truy sát. Điều này cũng không nói rõ được. Mà theo như tài liệu của Long Tổ, là nhị đương gia Giang Môn ban lệnh treo thưởng. Nhưng mà nhị đương gia này cũng chỉ là một người bình thường, người như vậy làm sao có thể biết được sự tồn tại của Dark Web chứ? Làm sao mà biết được hành tung của đám người Tật Phong? Phải biết rằng, mặc dù thực lực về võ đạo của mấy người Tật Phong không đủ mạnh, nhưng trong hành động chém giết, tuyệt đối không thể nào để cho đối phương biết hành tung của bọn họ được. Chuyện này nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ, ngay cả mạng lưới của Long Tổ cũng không điều tra được kẻ đứng sau thực sự, xem ra nhị đương gia này giấu giếm rất sâu. Ngoài chuyện này ra, còn có chuyện lần trước Bạch Thấm bị tập kích nữa, người sau lưng xúi dục là Vu Thần Giáo. Theo đoạn đối thoại ban nãy giữa Bạch Thấm và Tiền Tung, Bạch Thấm bị Vu Thần Giáo tập kích nên mới như vậy. Người của Vu Thần Giáo dám làm chuyện điên cuồng như vậy ở thủ đô, tuyệt đối không phải dạng hiền lành gì. Nhưng mà, có chuyện khiến Trần Triệu Dương còn nghi ngờ hơn. Dường như mình không có bất kỳ ân oán gì với Vu Thần Giáo này, tại sao đối phương lại có hành động điên cuồng như vậy chứ? Ngoài những thứ này ra, tôi tìm không ra những thứ khác. Nếu anh thật sự muốn biết câu trả lời, chỉ có thể tự đi tìm mà thôi, Bạch Thấm nhìn thấy vẻ mơ hồ của Trần Triệu Dương, mở miệng nói. Hệ thống tình báo của Long Tổ các người còn không? Điều tra được, bây giờ chỉ có thể như vậy thôi, Trần Triệu. Dương gấp tài liệu lại, trả cho Bạch Thấm. Cảm ơn cô, mặc dù tin tình báo không được tường tận, nhưng cũng xem như có thu hoạch, Trần Triệu Dương đứng dậy, muốn rời đi. Chờ đã, tôi muốn nhờ anh một chuyện, không biết anh có thời gian không, khi Trần Triệu Dương sắp đi đến cửa, đột nhiên Bạch Thấm mở miệng nói. Thời gian thì có đấy, nhưng mà, sao tôi phải giúp cô, Trần Triệu Dương dừng bước, quay đầu lại, nhìn Bạch Thấm đầy nghiền ngẫm. Tôi có thể trả tiền cho anh muốn bao nhiêu cứ ra giá, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Bạch Thấm cắn răng đáp. Nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp đau đớn của Bạch Thấm, Trần Triệu Dương bỗng nhiên hơi tò mò hỏi. Long Tổ các cô đều nghèo vậy sao? Tôi nhớ hình như cô là người của gia tộc nào đó, như vậy có lẽ không thiếu tiền chứ nhỉ? Tại sao, cô lại có dáng vẻ nghèo khổ chán nản như vậy? Ai cần anh lo, anh cứ nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, ạt Bạch Thấm đột nhiên toát lên vẻ đau đớn, sau đó tức giận nói. Nếu như cô đã giúp tôi điều tra ra thông tin, vậy cô chắc chắn đã từng điều tra tôi rồi nhỉ? Cô cảm thấy tôi là người thiếu tiền sao? Tôi không thiếu tiền, cô hãy đổi thành tôi cần đi. À đúng rồi, trước kia cô nói cô muốn tôi giúp gì đó. Nếu như tôi không có khả năng thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Khóe môi Trần Triệu Dương nhếch lên một nụ cười, sau đó nói với vẻ trêu chọc. Đơn giản lắm, anh lên trận đấu võ đài giúp nhà tôi, cho dù là thắng hay thua cũng được,
Bạch Thấm khẽ cắn đôi môi anh đào đã trở nên hơi tái nhợt của mình, nói. Hả, cho dù là thắng hay thua cũng được, vậy cô không sợ tôi nhường đối thủ ở trên võ đài sao? Trần Triệu Dương hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhìn Bạch Thấm với ánh mắt kỳ quái. Bởi vì đối thủ là người nhà họ Tiền, Bạch Thấm nói từng câu từng chữ. Thảo nào, cho dù là như vậy thì tôi cũng đồng ý cuộc tỷ thí này, Trần Triệu Dương vừa nghe đã lập tức hiểu ra, anh không ngờ người nhà họ Bạch lại có ân oán với người nhà họ Tiền. Chẳng trách cái người tên Tiền Tung này lại bức ép Bạch Thấm như vậy, nếu như ngày hôm nay bản thân anh không tình cờ đến thì e rằng Bạch Thấm đã khó sống rồi. Cái gì, nghe thấy Trần Triệu Dương đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Bạch Thấm bỗng ngẩn người. Đoàn Thiên Thụy ở bên cạnh cũng sững sờ trợn tròn mắt. Trần Triệu Dương chủ quan quá, anh không hề hỏi xem đối thủ là ai mà đã thẳng thừng đồng ý rồi, anh không sợ bị người ta giết chết trên võ đài sao? Sao anh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy? Anh không sợ đối thủ quá mạnh sao? Bạch Thấm lập tức hỏi. Chỉ cần không phải là võ đạo tông sư đỉnh cấp thì không thành vấn đề, Trần Triệu Dương bình tĩnh nói. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói với vẻ tự tin như vậy, Bạch Thấm và Đoàn Thiên Thụy lập tức trợn tròn mắt. Cái người này mạnh miệng quá. Bọn họ cũng không biết anh nói như vậy là thật hay là đang ba hoa khoác lác. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn thấy ánh mắt của hai người bọn họ, Trần Triệu Dương lập tức buồn bực. Nếu như người này nói thật thì đúng là không có ai tin. Được rồi, vừa nãy là tôi nói khoác đấy. Võ đạo tông sư thì không sao cả, nói như vậy có lẽ là được đúng không? Trần Triệu Dương không còn cách nào khác nên chỉ đành nói như vậy. Được rồi, vậy anh muốn gì? Bạch Thấm thở dài một hơi. Cô ấy biết Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng nếu như nói anh bất khả chiến bại với võ đạo tông sư đỉnh cấp thì đó là điều không thể. Cô có cái gì? Trần Triệu Dương hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Như vậy đi, đúng lúc tôi muốn rút khỏi Long Tổ. Tôi cho anh tất cả điểm khi tôi ở trong đớ, Bạch Thấm suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Không phải người trong Long Tổ cũng có thể dùng điểm của cô sao? Trần Triệu Dương nhìn Bạch Thấm với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó hỏi. Không thể, nhưng anh muốn gì tôi có thể đổi ra cho. Anh thấy thế nào? Bạch Thấm lắc đầu rồi sau đó lại nói tiếp. Vấn đề là tôi cũng không biết Long Tổ các cô có cái gì, Trần Triệu Dương nói. Như vậy đi, tôi muốn một lò luyện đan để có thể luyện đan dược, nếu như Long Tổ các cô có thì đổi ra giúp tôi. À đúng rồi, còn có thứ như vậy nữa, nếu như có thì đổi cũng được, đột nhiên Trần Triệu Dương nhớ đến lò luyện đá của mình đã bị vỡ nát, không biết Long Tổ này có hay không. Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng cũng từng gặp qua một số lò luyện đan. Tôi cho anh xem thử, anh muốn cái nào? Bạch Thấm nhìn hộp cơ quan đó rồi lập tức lắc đầu, sau đó cô ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác. Anh còn biết luyện đan sao? Đột nhiên Bạch Thấm nghĩ. Trần Triệu Dương cần lò luyện đan để làm cái gì? Lẽ nào anh còn là dược sư sao? Câu hỏi này hay thật đấy, nếu như tôi không biết luyện đan dược thì tôi cần cái thứ đó để làm gì? Trần Triệu Dương liếc mắt, nói với vẻ oán giận. Vậy anh có thể luyện giải độc đan không? Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đôi mắt Bạch Thấm lập tức sáng lên, vội vàng hỏi. Tôi biết, chỉ cần có vật liệu là tôi có thể luyện được. Sao vậy, cô bị trúng độc sao? Trần Triệu Dương hơi ngẩn người, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Thấm. Bạch Thấm chẳng qua chỉ bị chấn thương ở bên trong, không hề có dấu hiệu bị trúng độc gì cả. Không phải tôi. Là người nhà của Tê Túng một loại độc vô cùng kỳ lạ. Nếu như anh có thể giải độc thì tốt quá rồi, có được câu trả lời chắc chắn của Trần Triệu Dương, Bạch Thấm càng trở nên kích động hơn. Xem thử lò luyện đan trước đã, không có lò luyện đan thì cho dù tôi có muốn luyện đan dược cho cô cũng không được, Trần Triệu Dương thúc giục. Những lò luyện đan này chính là những lò mà Long Tổ hiện đang có, anh xem thử xem có chọn được cái nào không, động tác trên tay của Bạch Thấm vô cùng nhanh. Cô ấy nhanh chóng mở từng trang lò luyện đan ra rồi đưa điện thoại cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương bắt đầu lật từng trang, những lò luyện đan trước mặt anh đều quá bình thường. Anh không thể chọn được cái nào. Nhưng Bạch Thấm đứng ở bên cạnh lại trở nên căng thẳng, bởi vì Trần Triệu Dương càng lật ra đằng sau thì điểm mà cô ấy cần phải đổi càng nhiều. Mặc dù thời gian cô ấy trở thành thành viên của Long Tổ không hề ngắn ngủi, nhưng những thứ võ giả kiếm ra rất nhiều mà tiêu cũng nhiều không kém. Trong tay cô ấy thật sự không có quá nhiều điểm, nếu như Trần Triệu Dương lật ra phía sau nữa thì e rằng cô ấy sẽ không đủ mất. Trần Triệu Dương cứ lật tìm kiếm, cuối cùng anh tìm thấy một lò luyện đan mà anh cảm thấy ưng mắt ở trang cuối cùng. Đây là một lò luyện đan có màu đen như mực, nhìn không hề lôi cuốn, hút mắt gì cả.
nhưng cái lò luyện đan này lại toát lên phong cách cổ xưa, khiến anh chỉ cần nhìn liếc qua một cái đã cảm thấy chính là nó. Tôi muốn cái này, Trần Triệu Dương chỉ vào cái lò luyện đan đen xì như mực, nói với vẻ vô cùng hài lòng. Anh thật sự không khách sáo gì cả, sau khi Bạch Thấm nhìn thấy số điểm cần phải đổi của lò luyện đan này, trước mắt cô ấy lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa là ngất xỉu. Đây là cái lò luyện đan gì mà cần tận 1 triệu điểm, đắt quá, không đổi được đâu. Không những cô ấy không đổi được mà người có thể đổi được ở trong Long Tổ này e rằng cũng chỉ có đội trưởng ở Long Tổ 4, hoặc là lão đại ở Long Tổ mà thôi. Sau khi nhìn thấy điểm cần phải đổi của lò luyện đan này, Đoàn Thiên Thụy đứng ở bên cạnh suýt chút nữa thì lên tiếng chửi thề. Nói như vậy là có ý gì? Không đủ điểm sao? Đó cũng không phải là vấn đề của tôi, Trần Triệu Dương nhún vai, mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng về cái lò luyện đan này. Hơn nữa anh cảm thấy mình nhất định không thể bỏ lỡ nó, nhất định phải có được nó. Thật sự không còn cách nào cả, số điểm cần phải đổi của lò luyện đan này nhiều quá, chúng tôi thật sự không cớ, Bạch Thấm lắc đầu, trên gương mặt toát lên sự tuyệt vọng. Chẳng phải bên trên viết thật ra không cần điểm cũng có thể đổi được sao? Hay là cô thử một chút đi, Trần Triệu Dương chỉ vào một dòng chữ được viết ở một góc phía dưới cùng. Nếu như anh gia nhập vào Long Tổ thì có lẽ anh sẽ phù hợp với điều kiện này. Bạch Thấm cầm lấy điện thoại rồi phóng to hàng chữ đó ra, sau đó lập tức nói với vẻ vô cùng buồn rầu. Dược sư sử dụng vô điều kiện, Đoàn Thiên Thụy cũng nhìn ra được dòng chữ này, lập tức đọc ra thành tiếng. Nghe thấy điều kiện đạt được, ánh mắt Trần Triệu Dương đột nhiên sáng lên, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Mấy người đã không có nhiều điểm như thế này thì đổi đại cho tôi một cái đi, Trần Triệu Dương nhanh chóng áp chế cái suy nghĩ trong lòng của mình xuống, sau đó nói chuyện với Bạch Thấm. Anh chắc chắn không gia nhập Long Tổ sao? Nếu như, anh đã gia nhập rồi thì lò luyện đan trị giá 1 triệu điểm này sẽ là của anh, Bạch Thấm vẫn không buông tha, dụ dỗ Trần Triệu Dương. Đừng nhiều lời nữa, mau lên đi. Lúc nào hàng đến báo cho tôi một tiếng, tôi đến lấy, Trần Triệu Dương hơi mất kiên nhẫn, xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. À, đúng rồi, đừng quên chuẩn bị nguyên liệu, đợi đến khi lò luyện đan vừa đến, tôi sẽ luyện chế thuốc giải độc cho cô trước, lúc vừa ra đến cửa. Trần Triệu Dương quay đầu lại nói với Bạch Thấm rồi bỏ đi. Phù, cuối cùng cũng có thể thở phào được rồi. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, Đoàn Thiên Thụy lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế sofa, sắc. Mặt thoải mái. Sao thế, lúc đứng bên cạnh anh ta, cậu rất áp lực à? Bạch Thấm nhìn Đoàn Thiên Thụy một cách kỳ lạ. Phải biết rằng, cái tên này ngày nào cũng ra dáng một đại ca, ông chủ lớn, từ trước đến nay chưa từng nói sợ ai. Nhưng vừa nãy Trần Triệu Dương ở đây, tên nhóc này lại giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, có thể đứng vững là tốt lắm rồi. Đương nhiên là áp lực rồi, tên này là một kẻ biến thái, mới được bao nhiêu tuổi đầu mà đã có thể đánh bại võ đạo tông sư rồi. Ở trước mặt anh ta, đương nhiên phải cảm thấy áp lực đè nặng như quả núi chứ. Đoàn Thiên Thụy vỉnh hai chân đang vắt chéo lên, nói với vẻ mặt đầy tôn sùng. Quả thực tên này rất thần bí, tôi đã từng điều tra qua tài liệu về anh ta, chỉ có thể tra ra vài thông tin bình thường. Nhưng tra sâu chút nữa thì cuối cùng lại chẳng thể ra cái gì cả. Cho nên, có thể khẳng định được một điểm, tên Trần Triệu Dương này tuyệt đối không phải là người bình thường, rốt cuộc thân phận của anh ta là gì. Tôi thật sự rất tò mò, vẻ mặt của Bạch Thấm đầy vẻ mong đợi. Bằng không, chúng ta tìm người điều tra một chút về Trần Triệu Dương đi, dù sao, chúng ta không có quyền hạn nhưng có người lại có quyền hạn này đấy. Hai mắt Đoàn Thiên Thụy lập tức sáng rỡ, nói thẳng. Thôi bỏ đi. Tôi muốn rút người đi rồi, biết những thứ này. Cũng không có ý nghĩa gì, Bạch Thấm lắc đầu, bây giờ cô không có nhiều tâm trạng mà đi lo mấy chuyện bao đồng này nữa, quan trọng nhất bây giờ là phải đưa gia tộc vượt qua được cửa ải lần này là được rồi. Sau khi ra khỏi quán bar, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra, trời đã nhá nhem tối, lăn qua lăn lại cả một ngày ở đây rồi. Cũng may, lần này đi thu hoạch được một chút, Trần Triệu Dương cũng không quan tâm lắm về cuộc chiến trên võ đài của nhà họ Tiền. Vô tình tranh thủ cơ hội lần này, xem thực lực của nhà họ Tiền như thế nào, còn về phần nhà họ Mộ Dung, Trần Triệu Dương đã nhờ Bạch Thấm đi điều tra rồi. Thực lực bên ngoài của nhà họ Mộ Dung này đã đạt đến trình độ võ đạo thế gia rồi, thế nhưng, thực lực bên trong thì không ai biết được. Dù sao, tốt xấu gì thì nhà họ Mộ Dung cũng kế thừa từ một gia tộc lớn hơn 100 năm, nếu như thực lực không quá vượt trội thì làm sao có thể kế thừa cho đến ngày nay. Cả một ngày rồi Trần Triệu Dương vẫn chưa ăn cơm. Lập tức quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng cũng tìm được. Quán thịt heo kho trong ngõ nhỏ, gọi một bát nóng hổi,
Trước khi đến thủ đô, Trần Triệu Dương đã rất khao khát được nếm thử đồ ăn ở đây, cho nên, lần này nhất định phải ăn những món ăn bản địa, chính thống mới được. Quán ăn này cũng đã được Trần Triệu Dương điều tra qua rồi, chắc chắn đây là một trong những quán ăn chính thống nhất của Thập Sát Hải, nước dùng đậm đà hương vị khiến cho những ai đã từng ăn qua rồi đều sẽ không ngớt lời khen ngợi. Cũng may, lúc này không phải là giờ cơm, chưa đến nỗi phải đứng xếp hàng ở bên ngoài mà chờ. Tính toán như thế này, chỉ có 5 cái bàn nhỏ là đã ngồi đầy người, cả quán thoảng qua mùi thịt kho khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trần Triệu Dương nhanh tay lẹ mắt, thấy được một chỗ trống, lập tức phi đến đặt mông ngồi xuống. Ôi chao, hạng người gì thế này? Không nhìn thấy ở đây đã có người ngồi rồi sao? Còn ngồi nữa, anh như thế này là muốn tranh giành với một cô gái à? Trần Triệu Dương cảm giác mình đã ngồi lên một người, nhanh chóng đứng dậy, người bị Trần Triệu Dương ngồi lên lập tức bắt đầu hét. Trần Triệu Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh không ngờ mình vừa mới ra đây ăn miếng thịt kho sao lại chuốc lấy phiền phức cho bản thân nữa rồi. Thật ngại quá, vừa nãy tôi thấy ở đây không có người, cho nên tôi mới ngồi xuống, tôi không chú ý ở phía dưới, xin lỗi cô, Trần Triệu Dương cực kỳ xấu hổ, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Ai cha, hóa ra mắt của anh không phải là để nhìn đồ mà là dùng để ăn. Nếu thật sự như vậy thì quả thực là lỗi của tôi, người nên nhận lỗi là đứa con gái như tôi mới phải, cô gái không chịu buông tha, lập tức mở miệng oán giận. Vâng, mắt của tôi không được tốt lắm, là lỗi của tôi. Bằng không thì thế này đi, bữa thịt kho này tôi mời cô, Trần Triệu Dương nghe thấy cô gái này nói giọng thủ đô, biết cô là người dân gốc ở đây, lập tức trở nên vui vẻ. Lúc này Trần Triệu Dương mới nhìn thấy, cô gái này rất xinh đẹp, mặc dù không phải là kiểu con gái khiến cho. Người ta vừa nhìn thấy là đã kinh diễm, nhưng cũng khiến người khác vô cùng thoải mái. Được đó, nếu anh đã nói như thế, vậy thì tôi không khách khí nữa, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như thế. Hai mắt cô gái lập tức sáng rỡ, nhanh chóng đồng ý. Trần Triệu Dương vui vẻ, cô gái này thật sự không hề có chút kiêng dè, nhưng mà tính cách này rất tốt, anh thích. Sau đó hai người nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương đến thủ đô, đương nhiên sẽ ngồi nghe cô nói một mạch. Cô gái này tên là Hứa An Lan, chính xác là người gốc thủ đô, còn món thịt kho ở đây có thể nói là chỉ có những người sống lâu ở thủ đô mới biết được, Hứa An Lan thường hay đến đây ăn. Hôm nay được nghỉ nên mới chạy đến ăn thịt kho. Cô ấy tăng ca mấy ngày nay, thật sự không thể cưỡng. Lại được sự hấp dẫn của thịt kho, cuối cùng đã nghỉ làm bất chấp mà chạy đến quán này. Dù sao, mỗi lần cô ấy tăng ca về thì quán ăn này cũng đã đóng cửa mất rồi, quán chỉ bán có 200 bát, cho nên mỗi lần đến giờ cơm trưa đều đã bán xong hết. Rất nhanh sau đó một bát thịt thơm phức đã được bưng ra. Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương ăn. Mặc dù anh đã sớm nghe qua danh tiếng của quán này. Lúc anh nếm miếng đầu tiên, hai mắt anh sáng rực, phải biết rằng anh làm món này cũng rất ngon, thế nhưng, ngon như thế này lại là lần đầu tiên anh được thưởng thức. Vị giác cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, nước dùng vô cùng đậm đà, mùi vị thơm ngon, hơn nữa còn không hề có mùi tanh, Trần Triệu Dương cắn một miếng vô cùng hài lòng. Hứa An Lan ở bên cạnh cũng không nói chuyện với Trần Triệu Dương, ăn hết miếng này lại đến miếng khác phần của mình. Quả nhiên, thịt kho ở quán này, nói chuyện phiếm còn chưa xong thì đã ăn sạch hết thịt rồi, ăn xong giống như đã ăn luôn toàn bộ muộn phiền trong lòng, căn bản là không có. Ai ngẩng đầu lên cả. Sảng khoái quá, Trần Triệu Dương uống đến giọt canh cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đúng không, vừa nhìn tôi đã biết đây là lần đầu tiên anh ăn. Có phải rất đã không, Hứa An Lan cũng ăn nhanh không kém, Trần Triệu Dương ăn xong thì cô ấy cũng xong, mở miệng cười nói. Ha ha. Chuyện này mà cô cũng nhìn ra được, quả thực đây là lần đầu tiên tôi ăn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thủ đô, vừa đến nơi là chạy tới đây liền, Trần Triệu Dương mỉm cười. Nhìn không ra, anh cũng là một kẻ tham và sành ăn đấy, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa An Lan hơi ngạc nhiên, sau đó tỏ ý khen ngợi. Chứ sao nữa, nhưng mùi vị của quán canh này chính thống như vậy, sao lại mở quán nhỏ như vậy chứ? Hơn nữa, giá cả cũng rất rẻ, Trần Triệu Dương nhìn xung quanh quán ăn. Sau đó nói ra sự nghi ngờ của mình. Quán ăn này của một ông cụ có tay nghề gia truyền. Euro ó điều, con của ông ấy không muốn kế thừa nghề nấu món canh này của ông ấy, đúng là quá đáng tiếc, Hứa An Lan nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Lẽ nào không có ai đầu tư cho ông ấy sao? Tay nghề như vậy, cho dù là mở một nhà hàng lớn, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người muốn đầu tư, Trần Triệu Dương gật gật đầu. Người trẻ bây giờ, ít ai chịu làm nghề này.
đây cũng là nguyên nhân có rất nhiều tay nghề đến cuối cùng bị truyền. Sao lại không có? Nghe nói, hai ngày trước có một nhà kinh doanh tới, muốn mua tay nghề của ông ấy, nhưng tính tình của ông cụ rất ngoan cố, không chịu bán, Hứa An Lan lắc đầu với vẻ bất lực. Hừ, nhà kinh doanh gì chứ, chỉ là một kẻ đầu cơ trục lợi mà thôi. Trước đây anh ta chính là một tên đầu trộm đuôi cướp ở chỗ chúng tôi, sau này dựa vào việc lừa gạt kiếm được chút ít tiền, trở nên ngạo mạn, hống hách, người bên cạnh tiếp lời với vẻ bực tức. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Thảo nào ông cụ không chịu bán, Hứa An Lan sửng sốt. Mấy ngày nay cô ấy cũng không có tới, tất nhiên là không biết một số nguyên nhân bên trong. Tên Lý Bân này ỷ vào mình có mấy tên đàn em, muốn bắt ông cụ giao ra tay nghề với giá 100 ngàn. Đâu có ai ngu đâu, sao có thể như thế được? Đúng vậy, tên Lý Bân này có lấy được công thức nấu món canh cũng không thể làm ăn ngon lành được. Sợ là đến lúc đó, tấm bảng hiệu này của ông cụ cũng bị đập vỡ mất. Những người bên cạnh bàn tán xôn xao cả lên, dễ nhận thấy chủ đề này rất được sự đồng tình của mọi người. Dẫu sao, mọi người đều đã quen với sự tồn tại của quán ăn nhỏ này, nếu bị người ta lấy đi, đến khi đó, bọn họ biết đi đâu để ăn được món canh chính thống như vậy đây. Mà nhà kinh doanh đầu cơ trục lợi như Lý Bân, dành mọi tâm trí để kiếm tiền, thì mùi vị này chỉ sợ cũng khó mà giữ được sự chính thống. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng mở cửa thô bạo truyền đến. Theo sau là vài gã đàn ông có vẻ ngoài vạm vỡ, hung tợn. Cầm đầu là một tên đầu trọc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn rất chói mắt, trông có vẻ là một tên nhà giàu mới nổi. Ông già, tôi lại đến rồi đây, ông suy nghĩ thế nào rồi, tên đầu trọc sờ sờ vào cái đầu trọc của mình, hét lớn vào. Bên trong, giọng nói oang oang. Anh ta chính là Lý Bân, nhìn thấy Lý Bân bước vào, có người nói khẽ. Sau khi đám người Lý Bân bước vào, bầu không khí trong quán canh bắt đầu trở nên một ngạt. Những người trước đó đều tràn đầy phẫn nộ, hận không thể tự tay đâm Lý Bân, đều ngậm miệng không nói nửa lời. Ngay lúc này, một ông cụ khoảng 60 tuổi từ sau bếp bước ra. Nhìn thấy đám người này, trong ánh mắt của ông cụ lộ ra vẻ tức giận. Mấy người sao lại tới đây nữa? Tôi đã nói rồi, cho dù có mang thứ này vào trong quan tài, tôi cũng sẽ không bán cho cậu, ông cụ tức giận, nói với Lý Bân. Ông già, tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu như ông thật sự muốn làm thế, e là mấy ngày sau, các anh em của tôi sẽ phải đến chỗ ông ăn cơm, chiếu cố đến công việc làm ăn của ông rồi. Vừa hay, cũng giúp ông trông coi quán, tránh có người không có mắt, tới gây phiền phức cho ông. Lý Bân cười lạnh, trên khuôn mặt nở một nụ cười đạo. Đức giả, nói một cách thản nhiên. Cậu, đồ đê tiện, ông cụ nghe xong lời nói của Lý Bân thì tức giận. Nhưng ông cụ chỉ là một cụ già gầy yếu, gặp phải hạng người thân thể cường tráng, vốn không có cách nào chống lại. Này, lẽ nào mấy người các anh không biết đó là phạm pháp sao? Trần Triệu Dương còn chưa kịp phản ứng, Hứa An Lan ở bên cạnh đã ra mặt đứng lên, chỉ vào đám người Lý Bân và quát lớn. Đám người Lý Bân đang định dây dưa với ông cụ, nghe Hứa An Lan nói vậy, toàn bộ lập tức quay đầu lại nhìn về phía Hứa An Lan. Ồ, không ngờ lại có thể gặp được một cô em xinh đẹp như vậy trong cái quán ăn nhỏ này. Tốt thôi. Đã đưa đến tận cửa, nếu anh Bân không nhận, há chẳng phải là uổng phí ý tốt của ông trời sao? Sau khi Lý Bân nhìn thấy Hứa An Lan, hai mắt sáng lên, lập tức mỉm cười nham hiểm. Anh không biết xấu hổ, nhanh chóng đi ra ngoài, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Hứa An Lan đỏ mặt khi nghe Lý Bân nói, chỉ tay vào đám người Lý Bân quát. Không biết xấu hổ, được rồi, yên tâm, anh sẽ cho cô em trải qua cái gì gọi là không biết xấu hổ thực sự. Sự vô liêm sỉ của anh không có điểm giới hạn, Lý Bân cười thèm thuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vóc người hoàn mỹ của Hứa An Lan. Anh! Sau khi Hứa An Lan nghe xong, cô ấy bị chọc tức đến mặt tái xanh, hận không thể đập chết đám người bọn họ. Ha ha, trêu cô rất vui, chúng tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, sao có thể làm ra loại chuyện phạm pháp như vậy, Lý Bân chợt bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Hứa An Lan. Không phải hôm nay hai người chưa ăn cơm sao? Đến đây, qua đó ngồi, tôi mời mọi người ăn cơm, nhìn Hứa An Lan, Lý Bân cười cười, sau đó vẫy vẫy tay, mấy người phía sau liền đi thẳng đến ngồi vào bên cạnh Hứa An Lan. An Lan, cô có biết cách tốt nhất để đối phó với đám người này không phải là nói phải trái với bọn họ? Nói phải trái với đám người này, không phải là cô đang làm trò đùa sao? Cách tốt nhất là đánh cho bọn họ sợ, đối với hạng người này, nên dùng bạo lực để áp chế bạo lực. Lúc này, đột nhiên Trần Triệu Dương ở bên cạnh nói với Hứa An Lan.
Đám người Lý Bân đang định gạ gẫm Hứa An Lan lập tức ngây người, mặc dù tên này không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng đều nghe ra tên này đang mắng bọn họ. Cậu nhóc, gan của cậu cũng to thật, hôm nay ông đây sẽ cho cậu biết, tại sao hoa lại đỏ. Lý Bân rất vui vẻ, lập tức đứng lên, gọi đám đàn em của anh ta, dạy dỗ thằng nhóc này thật tốt cho tao, để thằng nhóc này biết sự lợi hại của anh Bân đây. Được, anh cứ đứng nhìn là được rồi, mấy tên khác nghe vậy lập tức đáp lại một cách sôi nổi, người nào người nấy đều nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Dừng tay hết cho tôi, ông cụ bên cạnh vừa thấy tình cảnh này, lập tức ngăn bọn họ lại. Lão già kia, ở đây không có chỗ cho ông nói chuyện, cút sang một bên cho tôi. Nếu ông còn vướng chân vướng tay nữa, có tin tôi đập nát tiệm cơm của ông không? Lý Bân giữ chặt ông cụ, sau đó hung dữ mà uy hiếp hỏi. Ông lão à, ông trước lùi sang một bên đi thôi, ở đây giao cho tôi xử lý được rồi, Trần Triệu Dương nhanh chóng. Tiến lên ngăn ông cụ. Chàng trai trẻ, các cậu đi nhanh đi, chuyện này không liên quan đến các cậu, là chuyện riêng của mình lão, đừng để liên lụy đến các cậu. Ông cụ lại lắc đầu, muốn Trần Triệu Dương mặc kệ vấn đề này. Ông lão, chuyện này hiện không còn quan hệ đến ông nữa. Ông nhanh đi sang một bên đi, tay chân của ông già yếu rồi, nên là... Có đụng vào ông cũng không tốt lắm, Lý Bân lại hừ lạnh, nói với vẻ hung dữ. Trần Triệu Dương dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa An Lan, Hứa An Lan lập tức kéo thẳng ông cụ sang một bên. Được rồi, các vị, nơi này quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Triệu Dương nhìn xung quanh bên trong tiệm một chút, hỏi. Đi thôi, Lý Bân cười lạnh, dẫn đầu đám người đi ra khỏi tiệm, đứng ở cửa tiệm đợi Trần Triệu Dương. Lúc này các thực khách cũng không ăn cơm nữa, đều theo ra ngoài xem náo nhiệt. Anh có chắc chắn hay không? Có cần tôi gọi thêm người tới đây không? Hứa An Lan giữ chặt Trần Triệu Dương, hỏi nhỏ. Chỉ là mấy tên du côn lưu manh, chờ mình không gây ra được sóng gió gì, yên tâm đi. Trần Triệu Dương cười cười. Ý bảo cô ấy đừng lo lắng. Nói đùa gì chứ, chỉ có mấy tên thế này, có thể tạo thành phiền phức gì cho anh. Tao còn cho là mày không dám đi ra, nếu mày đã chó mố óm vào, vậy chuẩn bị tốt tư tưởng bị đánh đi. Mày đó, chuẩn bị tốt chưa, Lý Bân âm hiểm, nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Chỉ có mấy người các người, tất nhiên là được. Xông lên hết đi, tôi không có thời gian, không rảnh ở đây lôi thôi với các người. Trần Triệu Dương ngoác ngoác mấy ngón tay, nói với vẻ khiêu khích. Ô kìa, đúng là đủ ngông cuồng đấy. Nếu mày đã nói vậy, mấy đứa, cho nó biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Lý Bân nghe xong, lập tức hét lên một tiếng quái dị. Mấy người theo sau anh ta vung tay lên. Lúc này, trên mặt mấy người kia đều mang theo một nụ cười kiêu ngạo kỳ quái, vây xung quanh Trần Triệu Dương. Tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn người thanh niên bị vây ở giữa này. Phải biết rằng, tuy là đám Lý Bân này không có năng lực gì quá lớn, nhưng bọn người này cũng có khả năng đánh nhau. Đến đi, còn đứng đó làm gì? Đợi tôi mời các người ăn cơm sao? Trần Triệu Dương nhìn một đám cứ vây lấy mình mà không đánh, lúc này mở miệng khiêu khích. Đúng là tự tìm cái chết, bọn chúng vừa nghe xong, sắc mặt lập tức đỏ lên, vài người đều cùng lúc lao về phía. Trần Triệu Dương, Hứa An Lan vừa thấy, lập tức sợ đến mức bưng kín hai mắt, không dám nhìn. Được. Wow, thật trâu bò. Đây là biết vì sao hoa lại đỏ như vậy rồi. Hứa An Lan nghe được tiếng la thất thanh của người xung quanh, tức trong lòng thấy tò mò, bèn mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hiện tại tất cả người vây quanh Trần Triệu Dương đều đã ngã xuống mặt đất, một đám kêu thảm, đau đớn mà rên. Trái lại, Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh đứng đó, giống như căn bản không có chuyển động gì. Giỏi quá, chỉ là đẩy một cái rất đơn giản vậy thôi những người này vậy mà trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Đây là một cao thủ đấy. Bọn người kia bình thường hoành hành ngang ngược, lần này xem như đá lên tấm sắt rồi. Xem ra lần này cuối cùng cũng có người giải quyết bọn chúng. Tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu khen hay. Mấy người Lý Bân vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở đây, sớm đã không được yêu thích. Thấy có người xử lý được, bọn họ, tất nhiên họ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thằng nhãi, mày đừng kiêu ngạo, tao nói mày biết, thủ đoạn của ông Bân mà xuất ra rồi, mày cứ chờ khóc đi. Mí mắt Lý Bân vẫn dính lại, thấy đám thuộc hạ của mình mới đối mặt một cái thôi đều đã nằm úp sấp hết, trong lòng hối hận. Được, vậy nhanh xuất ra đây đi, dọa tôi thử, con người tôi đây còn chưa từng bị dọa bao giờ đấy. Trần Triệu Dương nghe xong lập tức vui vẻ, mỉm cười nói.
Mày đợi tao hồi lại sức, mấy người đều tránh ra hết cho tôi. Nếu không tôi sợ khiến các người bị thương, Lý Bân hít. Sâu một hơi, lúc này làm ra một bộ phải ra tay rồi. Anh lên đi, Trần Triệu Dương cười cười, vươn tay làm ra một cái thủ thế mời. Lúc này Lý Bân bày ra một bộ dáng sắp ra tay, dưới chân bắt đầu vẽ một vòng đứng dậy. Ngay lúc mọi người ở đây nghĩ Lý Bân thực sự có tuyệt chiêu gì đó, Lý Bân làm ra một hành động khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị. Chạy bán sống bán chết. Đúng vậy, người này thật sự rất sợ hãi. Tự anh ta hiểu chính mình, mặc dù anh ta có chút thủ đoạn, nhưng thực lực còn không bằng mấy tên thủ hạ kia của mình. Nhiều người như vậy cũng bị đánh ngã, anh ta đi lên không phải cũng vậy sao? Anh ta cũng không ngốc, tất nhiên phải tránh đi trước. Bây giờ bỏ chạy, không có nghĩa khí gì hết. Đi ra đó rồi, nghĩa là tự đập đầu, anh như vậy là không có suy nghĩ đó. Trần Triệu Dương mang một câu về điều mình đang học nói, lúc này cước bộ di chuyển, ngăn lại trước mặt Lý Bân. Mày tránh ra cho tao. Lý Bân thay đổi vài phương hướng, nhưng vẫn luôn bị Trần Triệu Dương ngăn lại. Sau khi bỏ chạy vài lần không có kết quả, gã đã biết là mình gặp phải cao nhân rồi, chỉ có thể thức thời. Nếu không, cửa ải hôm nay, chỉ sợ là không qua được. Tôi xong rồi, không chạy, không chạy, Lý Bân thở hồng hộc, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó một bộ mệt mỏi. Tôi còn không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy mà. Hay là anh lại nói cho tôi biết đi, Trần Triệu Dương đứng trước. Mặt Lý Bân, tả lại lời anh ta đã nói. Anh ơi, tôi sai lầm, tôi thật sự sai lầm rồi. Tôi có mắt không tròng, anh nói đi, phải làm thế nào đây? Tôi đều sẽ đồng ý, Lý Bân cúi đầu, lúc này cả bộ dạng như cầu xin. Nhanh như vậy đã thấy sợ hãi rồi, đúng là không mạnh mẽ gì cả. Được rồi, nếu đã như thế, tôi cũng sẽ nói y hệt. Tôi rất thích ăn lòng hầm của quán này, tôi hy vọng lần sau tôi đến, nơi này vẫn sẽ giống như hiện tại. Anh đã hiểu được ý của tôi là gì phải không? Trần Triệu Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu Lý Bân, mỉm cười hỏi. Dạ dạ, thưa anh, xin anh yên tâm. Sau này chúng tôi sẽ có quy tắc, nếu quán này có phiền phức gì không giải quyết được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp bọn họ giải quyết. Lý Bân nghe xong. Tuy là trong lòng có chút không muốn, nhưng gã cũng không dám đối nghịch với Trần Triệu Dương nữa. Đúng là một người thông minh, chẳng trách anh có thể bưng bít giỏi như vậy. Tuy nhiên, âm thầm giấu giếm chính là chuyện thiếu nghĩa khí nhất. Không biết đánh nhau, cũng không phải người làm chuyện này được, mà cần phải có một tầm nhìn tốt. Nếu không, ngày nào đó anh đắc tội người không thể trêu vào, vậy thì có thể sẽ phiền to đấy. Lúc này Trần Triệu Dương cười khẽ một tiếng, nhắc nhở. Dạ. Nhất định sau này tôi sẽ mở to mắt nhìn người, tỉnh mắt hơn một chút, Lý Bân không ngừng gật đầu. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, muốn tồn tại trong xã hội, quan trọng nhất là phải xem xét thời thế, hiện tại ở hoàn cảnh này, không thể không cúi đầu. Chuyện ở quán thịt kho đã được giải quyết xong, Trần Triệu Dương không ở lại thêm nữa, đi thẳng khỏi đó. Mà Hứa An Lan, có thể nói là vô cùng sùng bái Trần Triệu Dương, trực tiếp đi theo. Tôi nói này. Một thân võ lực này anh luyện được như thế nào vậy? Chính là cái khả năng đánh nhau với cả một đám người đấy, hai mắt Hứa An Lan sáng rực nhìn Trần Triệu Dương, hỏi. Làm ơn đi, cô cũng đừng có nhìn tôi trần trụi vậy được không? Tôi là người đã kết hôn rồi, cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ áp lực lắm đấy, nghe Hứa An Lan nói vậy, lại nhìn ánh mắt sùng bái kia của cô nàng, Trần Triệu Dương lập tức sợ đến mức người run lên, nhanh chóng mở miệng nói. Suy. Anh nghĩ là tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Bỏ cái giấc mộng xuân thu của anh đi, cùng lắm tôi chỉ thấy anh nam tính hơn mấy người đàn ông bình thường khác thôi. Anh cũng đủ tự kỷ rồi đấy, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa An Lan lập tức sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, hậm hừ nói. Vậy là tốt rồi, dù sao con người của tôi cũng rất biết lượng sức mình. Phụ nữ bình thường nhìn thấy tôi hầu như đều yêu tôi đến phát điên. Quả nhiên cô không phải phụ nữ bình thường. Trần Triệu Dương làm một bộ thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt mang theo một tia tán dương nhìn Hứa An Lan. Đúng là anh rất tự kỷ, tự đại cuồng, tự kỷ cuồng, nghe. Thấy một loạt ngữ khí kiêu ngạo kia của Trần Triệu Dương, Hứa An Lan lập tức đảo cặp mắt trắng dã, hầm hừ nhìn anh. Được rồi, bây giờ cũng sắp tối rồi, cô nhanh về nhà đi, đừng theo tôi nữa. Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng bị chọc nói thẳng một câu như vậy, sau đó xoay người đi về phía xa. Này, tôi nói này. Sao anh không có một chút thương hoa tiếc ngọc gì vậy? Chẳng lẽ anh tính bỏ tôi đứng một mình ở đây à? Hứa An Lan thấy Trần Triệu Dương xoay. Người bước đi,
lập tức giận dữ, dậm chân đuổi theo, thở phì phò hỏi. Đi thôi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, bèn thể hiện phong độ thân sĩ, mở miệng. Cách chỗ này không xa lắm, đi thôi, Hứa An Lan mếu máo, lúc này hai người đi dọc theo bờ bi. Bờ biển mùa hè vẫn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, gió lạnh lất phất, trên đường toàn là người ở thủ đô đi hóng mát. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, đi trên bờ biển này rất giống. Một đôi tình nhân nhỏ. Đây là nhà các cô à, sau khi Trần Triệu Dương nhìn thấy bốn cái sân hợp lại ở chỗ của Hứa An Lan, lập tức mở to hai mắt nhìn. Có thể xây được một căn nhà bốn sân hợp lại ở thủ đô, thì hoặc là do tổ tiên truyền lại, hoặc là đã dùng rất nhiều tiền mua về. Tuy nhiên, dù là trường hợp nào, chuyện này cũng đủ chứng minh gia cảnh của Hứa An Lan cũng không tệ lắm. Đúng vậy, là tổ tiên để lại đấy. Được rồi, tôi về đến nhà rồi, hôm nay cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh, chẳng những tiệm thịt kho kia bị phá hủy, mà tôi cũng không về được, Hứa An Lan quay đầu lại, đứng ở cửa nói. Cô đã về đến nhà rồi, tôi đây đi trước, Trần Triệu Dương khoát tay áo, ý nói cô ấy không cần để tâm. Cũng đến cửa rồi, không vào ngồi một chút sao, Hứa An Lan do dự một chút rồi mở miệng mời. Được rồi, cũng trễ thế này rồi, cô nam quả nữ không thích hợp, Trần Triệu Dương lắc lắc đầu, không suy nghĩ gì mà từ chối ngay. Anh có cái tư tưởng cổ hủ gì vậy? Bây giờ là niên đại nào rồi? Đi thôi, đến cửa nhà của tôi rồi, tôi không mời anh vào ngồi một chút, không phải là tôi không có cấp bậc lễ nghĩa sao? Nhanh vào đi, đừng chần chờ nữa, Hứa An Lan tóm lấy Trần Triệu Dương, trực tiếp bắt kéo anh vào trong nhà. Bất đắc dĩ, Trần Triệu Dương đành phải theo cô ấy vào. Trong, đi vào trong sân, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra, đây căn bản không phải loại nhà bốn sân hợp lại kiểu nhỏ để người thủ đô sinh sống như trong phim truyền hình, mà căn bản là một biệt thự lớn có ba cửa vào và ba cửa ra. Nhà này của cô không giống như kiểu nhà bốn sân mà người bình thường ở, Trần Triệu Dương có phần tò mò nói. Đúng vậy, nhà này vốn là phủ của một quan viên tứ phẩm. Sau khi giải phóng, nhà này được chúng tôi mua lại, sau đó đã giữ lại đến ngày hôm nay, Hứa An Lan không hề có chút ngoài ý muốn nào với phản ứng của Trần Triệu Dương. Bất kỳ ai lần đầu đến nhà cô ấy đều có phản ứng này. Dù sao, ở nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này, một ngôi nhà bốn sân to như vậy cũng tuyệt đối là một loại tài sản cực kỳ lớn. Cừ thật, không ngờ còn được gặp một con gái nhà giàu có, Trần Triệu Dương khoa trương mà nói một câu. Thôi đi, nếu tôi thật sự là một người có tiền, tôi còn đến mức đi dạy từ lớp 5 đến lớp 9 sao, Hứa An Lan lại trợn mắt liếc Trần Triệu Dương, sau đó tự giễu hỏi. Nếu cô không muốn làm, bán căn nhà này đi cũng đủ cho cô ăn uống cả đời rồi, Trần Triệu Dương lại đùa giỡn lớn hơn. Được rồi, đi, đi vào trong uống chén trà rồi đi, Hứa An Lan không tiếp tục câu chuyện này nữa. Thấy sự cô đơn chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Hứa An Lan, Trần Triệu Dương không hỏi lại. Chuyện này sợ là đã nhắc lại chuyện người ta không muốn nói. Vừa vào bên trong phòng khách nhà Hứa An Lan, Trần Triệu Dương liền cảm nhận được một cỗ linh khí nhàn nhạt dao động. Điều này khiến trước mắt Trần Triệu Dương sáng ngời. Chỉ thấy trên một cái giá ở phòng khách có bày không ít vật dụng cũ. Xem những món đồ cổ này, tất cả đều là loại giá trị xa xỉ, điều này khiến cho Trần Triệu Dương càng thêm nghi ngờ về thân thế của Hứa An Lan. Mà thứ tản ra linh khí dao động không phải thứ gì khác, lại là một khối ngọc thạch. Khối ngọc này cũng không phải loại ngọc thạch bình thường, trong đó ẩn chứa một khối linh thạch. Chuyện này khiến trong lòng Trần Triệu Dương vui sướng. Anh tu luyện không cần linh thạch, nhưng mấy cấp dưới của anh thì cần đấy. Trần Triệu Dương có chút trở nên tò mò, nhìn Hứa An Lan này cũng như một người bình thường thôi, vì sao lại có một tòa nhà bốn sân lớn như vậy? Hơn nữa trong này còn có nhiều đồ cổ đáng giá như thế, tất nhiên, còn cả khối ngọc. Thạch có ẩn một phần linh thạch này nữa. Tòa nhà bốn sân này nhìn rộng như vậy, nhưng một tòa nhà lớn như thế chỉ có một người ở, bên trong lại có nhiều đồ đáng giá. Vì sao lại không có ăn trộm gì đến thăm chứ? Chuyện này vô cùng không hợp lẽ thường. Trừ khi thân phận của Hứa An Lan này đủ lớn, kẻ trộm bình thường căn bản không dám đến nơi này lỗ mãng. Tuy nhiên, mặc dù có hơi tò mò, Trần Triệu Dương cũng không hỏi, anh không để ý đến chuyện thói quen của người khác. Khối ngọc thạch này tôi thấy thích, không biết cô có thể bỏ những thứ yêu thích, bán cho tôi không? Sau khi Trần Triệu Dương nhấp hai tách trà, gọn gàng dứt khoát mà hỏi Hứa An Lan. Hứa An Lan sửng sốt, sau đó thấy Trần Triệu Dương chỉ vào khối ngọc thạch kia, nhìn trái phải một chút, lại quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương,
đây là một khối ngọc thạch màu xanh lá, anh cần thứ này để làm gì? Nói thật cho cô biết, tôi không cần ngọc thạch này, thứ tôi cần chính là linh thạch bên trong nó. Thế này đi, tôi đưa cô 1 triệu, cô bán khối ngọc thạch này cho tôi, được không? Trần Triệu Dương không muốn lừa Hứa An Lan, trực tiếp nói ra mục đích của mình, hơn nữa cũng chỉ ra bên trong khối ngọc này có gì. Đây, trong này thực sự có cái gì sao? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa An Lan lộ ra ánh mắt quả nhiên là thế. Thế nào, cô cũng nhìn ra được trong này có thứ gì sao? Nhìn thấy phản ứng của Hứa An Lan, Trần Triệu Dương cũng hơi sửng sốt, hỏi. Không phải, tảng đá này là do ông nội tôi mua về, anh cũng có thể nhìn thấy, một khối đá màu xanh lá cây như thế này rất không phù hợp với những thứ khác trong nhà, tảng đá này nhiều nhất cũng chỉ có giá 10, 20 ngàn thôi, thậm chí còn có thể ít hơn, Hứa An Lan nở nụ cười, nói. Đúng vậy, quả thật là như thế, Trần Triệu Dương gật gật đầu, tảng đá này còn có nguồn gốc gì đó sao? Tảng đá xanh này là do ông nội của tôi dùng 5 triệu mua được, lúc trước, tất cả mọi người đều không coi trọng nó, nhưng ông nội tôi vẫn nhất quyết mua về, còn nói rằng bên trong chắc chắn có thứ tốt. Chỉ là, sau một hồi cắt cắt, chỉnh chỉnh, tảng đá chỉ còn lại cỡ lòng bàn tay, ông nội tôi cũng vì thế mà bị mấy ông bạn già chê cười rất lâu. Cho đến tận bây giờ, ông nội tôi vẫn thường xuyên bị mấy ông bạn già ấy mang chuyện này ra trêu chọc, vì thế, để cảnh cáo bản thân. Ông đã mang tảng đá xanh lá cây này ra trưng bày ở trung tâm phòng khách. Từ đó về sau, ông nội tôi cũng không bao giờ đặt cược vào đá nữa. Hứa An Lạc cứ như thế kể lại chuyện xưa cho Trần Triệu Dương. Xem ra, ông nội cô cũng là một nhân vật tài giỏi, ông ấy không nhìn nhầm, bên trong khối ngọc thạch này quả thật có thứ tốt, Trần Triệu Dương có chút tò mò về ông nội của Hứa An Lan. Ông nội của cô ấy không có đôi mắt xuyên thấu nhưng lại có thể nhìn ra được bên trong có thứ đáng giá, thật sự rất tài giỏi. Đương nhiên, trước kia ông nội của tôi rất giỏi, chẳng qua sau chuyện ấy, ông cũng không bao giờ chạm vào đổ thạch nữa, nó cũng trở thành tâm bệnh của ông, Hứa An Lan tiếc nuối nói. Trần Triệu Dương, anh nói trong này có thứ gì đó, là thật hay giả, hai mắt Hứa An Lạc đột nhiên sáng ngời, sau đó vội vàng hỏi. Bởi vì, cô đã nghĩ ra một biện pháp có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng ông nội. Tuy rằng chúng ta mới quen biết không lâu. Nhưng mà cô cảm thấy tôi là loại người sẽ ăn nói lung tung sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa An Lan, Trần Triệu Dương lập tức biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, chúng ta phải nói trước, thứ bên trong tôi phải được quyền ưu tiên mua nớ, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu ông cụ thật sự cắt ra được thứ bên trong, đến lúc đó lại không bán cho mình nữa, như vậy không phải là tốn công vô ích sao? Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng bỏ đi ý định lặng lẽ mua tảng đá này về rồi tự mở. Dù sao, tảng đá này cũng có ý nghĩa to lớn đối với ông nội Hứa An Lan, mà gia đình Hứa An Lạc cũng không phải là thiếu tiền, chỉ sợ bỏ ra nhiều tiền hơn, người ta cũng không chịu bán. Nếu trong này thực sự có thứ gì, tôi nhất định sẽ nói với ông nội mang tảng đá này bán cho anh, nhưng nếu bên trong không có gì thì sao, Hứa An Lan hạ quyết tâm nói. Nếu không có, tôi sẽ bồi thường gấp 10 lần cái giá tôi vừa đưa ra, Trần Triệu Dương nghe được Hứa An Lan đồng ý mang tảng đá này bán cho mình. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Được, nếu anh đã dám nói vậy thì tôi đây cũng dám điên rồ cùng anh một lần. Nghe xong, Hứa An Lan cắn răng, dứt khoát đưa ra quyết định. Được rồi, cô đi gọi điện thoại đi, đêm nay tôi trở về trước, sáng mai tôi lại đến. Trần Triệu Dương nói am biệt, lần này Hứa An Lan cũng không ngăn cản, cứ thế để cho anh rời đi. Đợi cho Trần Triệu Dương rời khỏi, Hứa An Lan lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Này, tôi là Hứa An Lan. Cho tôi gặp ông nội, điện thoại vừa được kết nối, Hứa An Lan đã nói thẳng. Đầu dây bên kia không đáp lời, Hứa An Lan cũng không cúp điện thoại, ước chừng 2 phút sau, bên kia mới có động tĩnh. An Lan, cháu gái ngoan của ông, sao bây giờ lại có thời gian gọi điện thoại cho ông già này thế? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh già nua, thế nhưng vẫn mang theo uy nghiêm và cương triều như trong quá khứ. Ông nội, ông nói gì vậy, cháu thường xuyên gọi điện thoại cho ông mà. Chỉ là sợ ông cảm thấy phiền toái thôi, khác với dáng vẻ lúc ban ngày, giọng điệu của Hứa An Lan mang theo sự nũng nịu. Ha ha, cô nhóc này, đã bao lâu rồi không tới thăm ông, ở đầu dây bên kia, ông cụ nén giận nói. Ông nội, là lỗi của cháu, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm, Hứa An Lan nhanh chóng đầu hàng. Nói đi cô nhóc, đã muộn thế này còn gọi điện cho. Ông, có phải lại gây ra tai họa gì không, ông cụ dừng một chút rồi trực tiếp mở miệng. Ông nội, trong lòng ông cháu là người như thế sao, Hứa An Lan đảo mắt,
vẻ mặt buồn bực nói. Được rồi, cháu gái ngoan của ông đã lớn rồi, nhanh nói đi, nếu không y tá lại sắp đến thúc giục rồi, ông cụ vội vàng khen cô một câu. Ông nội, ông còn nhớ khối ngọc bích được bày trong tứ hợp viện nhà chúng ta không? Hứa An Lan cẩn thận mở miệng hỏi. Làm sao vậy, quả nhiên, vừa nghe cháu gái nhắc đến khối ngọc bích kia, giọng điệu của ông cụ lập tức trở nên không được tự nhiên, thậm chí còn ẩn ẩn chút không vui. Hôm nay có người đến, nói là muốn mua lại khối ngọc bích này của ông, giọng nói của Hứa An Lan lại càng thêm cẩn thận, bởi vì cô đã nhận ra tâm trạng không tốt của ông. Cô cũng không muốn bản thân lại không cẩn thận bị ông nội dạy dỗ một trận. Hừ, không phải là ông đã từng nói rồi sao, tảng đá kia không bán. Thế nào, cháu không đặt lời nói của ông trong lòng sao, âm thanh của ông cụ trong điện thoại cũng bắt đầu cao hơn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận. Ông nội, cháu vẫn nhớ rõ lời nói của ông, nhưng mà, ông nội, ông nghe cháu nói hết đã, thấy ông nội đã ức giận, Hứa An Lan nhanh chóng mở miệng nói. Đợi cho Hứa An Lan đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hết. Ở đầu dây bên kia, ông cụ nhất thời trầm mặc. Ông nội, nếu ông không đồng ý, cháu sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, nói anh ấy trở về, trong lòng Hứa An Lan sợ hãi, vội vàng nói. Ngày mai ông sẽ tới tứ hợp viện, được rồi, ngủ đi, sau khi nói xong, ông cụ trực tiếp cúp điện thoại. Đây là đã đồng ý rồi sao, vốn đã chuẩn bị tốt âm lý bị ông nội dạy dỗ một trận, sau đó là từ chối, thế nhưng câu nói cuối cùng kia của ông nội làm cô vô cùng vui vẻ. Ngay lập tức, cô gửi cho Trần Triệu Dương một tin nhắn, nói cho anh biết quyết định của ông nội. Trần Triệu Dương vừa mới về đến phòng đã nhận được tin nhắn của Hứa An Lan, lập tức nở nụ cười. Tuy rằng anh không cần đến tài nguyên tu luyện, nhưng thuộc hạ của anh cần, lần này thật vất vả mới tìm được một thứ, tất nhiên là phải dùng toàn lực mang về. Bên trong khối ngọc thạch lớn bằng bàn tay đó, rất có thể là linh thạch cỡ nắm tay trẻ con, như vậy đã là rất tốt rồi, chưa kể, chất lượng của nó cũng cực kỳ ổn. Buổi tối, sau khi trở về, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đã gọi video rất lâu, dù sao hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ, tình cảm đang lúc nồng thắm, mới xa nhau một ngày đã không chịu nổi rồi. Ngày hôm sau, Trần Triệu Dương trực tiếp đến nhà tứ hợp viện của Hứa An Lan, lúc này Hứa An Lan đang lo lắng đợi Trần Triệu Dương, nhìn thấy anh tới cửa, cuối cùng cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô ấy không cầu điều gì, chỉ cầu có thể đả thông tư tưởng của ông nội. Chỉ cần có thể làm được điều này, cho dù không lấy tiền cũng được. Chào buổi sáng, cô nói ông nội cô muốn tự mình tới đây. Vậy là sẽ bán cho tôi có đúng không? Trần Triệu Dương cũng rất quan tâm, lập tức hỏi. Đúng vậy, nếu ông nội tôi đã có thể tự mình tới đây, nghĩa là ông đã hơi buông xuống rồi. Chỉ cần kết quả hôm nay tốt, như vậy thì ông nội tôi đối với chuyện này. Cũng bình thường lại, Hứa An Lan gật đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Cả đêm cô ấy đều không ngủ ngon, chỉ sợ ngày hôm sau chuyện này sẽ có thay đổi, dù sao cô ấy cũng đã thông báo với ông nội, nếu đến lúc đó Trần Triệu Dương không đến thì cô ấy sẽ bị phát hiện. Anh ăn gì chưa, hay là tôi mời anh ăn sáng nhé, Hứa An Lan bỗng nhiên mở lời. Đúng là chưa ăn gì, nhưng chúng ta đi như vậy, lỡ như ông nội cô tới thì sao, Trần Triệu Dương cảm thấy bụng quả thực có hơi đói, cũng không từ chối. Sau khi chúng ta ăn xong, có thể ông nội tôi tới cũng nên. Đi thôi, tôi mời anh ăn bữa sáng chính gốc ở thủ đô, chắc chắn không tệ hơn món canh hôm qua đâu, Hứa An Lan lại không lo lắng, lập tức đi trước dẫn đường đưa Trần Triệu Dương đi bộ vào trong một con hẻm. Một nơi vắng vẻ như vậy, thật sự có người tới ăn sao, Trần Triệu Dương nhìn con hẻm vô cùng vắng vẻ này, hơi chần chờ rồi hỏi. Thực ra, không phải ai cũng biết quán ăn sáng này. Cũng chỉ có cư dân cũ ở đây biết, chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng mùi vị thì khỏi phải nói. Hứa An Lan vỗ ngực. Đảm bảo. Được rồi, hôm nay sẽ tin cô một lần, Trần Triệu Dương gật đầu. Đối với bản chất ăn hàng của Hứa An Lan, cũng không phải ngày đầu tiên là Trần Triệu Dương biết được, là mới biết hôm qua. Quả nhiên, mới ăn một bữa ăn mà Trần Triệu Dương đã vô cùng hài lòng, ngay cả nước đậu nành nhiều người tránh còn không kịp, Trần Triệu Dương cũng uống một cách thích thú, gan xào và những thứ tương tự thì càng không phải nói. Sau khi hai người Trần Triệu Dương ăn xong, trở về và uống trà một lúc thì cuối cùng mới có người đến. Chẳng qua người đến vẫn chưa phải là ông nội của Hứa An Lan mà là một nhóm đàn ông mặc đồ thường, chỉ cần nhìn thoáng qua Trần Triệu Dương đã biết những người này là lính đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Lần này, Trần Triệu Dương đã hiểu đôi chút về ông nội Hứa An Lan là người thế nào rồi.
những người lính mặc thường phục đó đã kiểm tra nơi này vô cùng kỹ càng, sau khi xác nhận an toàn mới gửi tín hiệu đi. Ông nội cô là ai? Khí thế hơi lớn đấy, Trần Triệu Dương nói đùa, vẻ mặt thoải mái. Danh tính của ông nội tôi cũng không tiện tiết lộ, đợi sau khi gặp mặt là anh sẽ biết thôi, Hứa An Lan lắc đầu không nói. Một lúc sau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy tới, vài người lớn tuổi từ trên xe bước xuống. Khi Hứa An Lan nhìn thấy mấy người này đi xuống, trong lòng nhất thời trộn rộn, bóng ma của ông nội đối với sự việc trước đây vẫn còn quá lớn. Đây là những người trước đây rất tốt với ông nội của cô ấy. Sau sự việc đó, những người bạn cũ của ông nội cô ấy đã không ít lần dùng sự việc này để đả kích ông. Hôm nay ông nội cô ấy bày ra trận thế lớn như vậy, e rằng chỉ vì để rửa nhục lần trước. Ông nội Trịnh, ông nội Kỳ, Hứa An Lan vội vàng bước tới chào hỏi ông nội Chu. Cháu gái An Lan à, cũng không biết ông nội cháu nổi cơn gì, cứ đòi đưa mấy người chúng ta đến đây. Cháu nói xem rốt cuộc là có chuyện gì, Trịnh Thái Sơn là người nóng tính nhất trong số đó, sau khi nhìn thấy Hứa An Lan, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy, bắt mấy người chúng ta tới, dù sao cũng phải cho chúng ta biết tại sao chứ. Thì đó, ông Hứa quá không xem trọng nghĩa khí, còn ở đây vòng vo với chúng ta. Chắc không phải là An Lan đã tìm được bạn trai, ông kêu chúng tôi tới để khoe đó chứ. Các cụ lúc này bắt đầu cười nói vui đùa, rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ rất bền. Hỏi lắm thế, lát nữa sẽ biết thôi, vào trong đi, ông nội Hứa An Lan lườm một cái, sau đó đi về phía nhà tứ hợp viện. Trần Triệu Dương lại cau mày khi nhìn thấy ông nội Hứa An Lan, vì anh nhìn ra được, mặc dù cụ ông bước đi vững vàng, nhưng cơ thể lại. Đi thôi, vào nhà tôi sẽ giới thiệu ông nội tôi với anh, Hứa An Lan thấy Trần Triệu Dương nhíu mày, còn tưởng rằng ông nội cô không để ý đến Trần Triệu Dương nên anh không vui, vội nói. Không sao, thân phận và địa vị của ông nội cô hẳn là rất cao, vậy ông có kiểm tra sức khỏe định kỳ không? Trần Triệu Dương hỏi một câu không liên quan. À, có, ông nội tôi có bác sĩ riêng, ông thường xuyên kiểm tra sức khỏe, sao vậy? Có gì không đúng sao? Nghe xong câu hỏi của Trần Triệu Dương, Hứa An Lan sửng sốt, sau đó nhìn Trần Triệu Dương một cách lạ lùng. Không có gì, đi thôi, vào trong thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu. Mặc dù anh nhìn ra được điều gì đó, nhưng lại không tiện nói, dù sao người ta đã có bác sĩ sức khỏe riêng, nếu mình nói ra một cách tùy tiện, sợ rằng chẳng những không làm người khác tin mà ngược lại sẽ bị coi là người có mục đích khác. Sau khi nhóm người đi vào nhà tứ hợp viện, lúc này Hứa An Lan mới giới thiệu Trần Triệu Dương với Hứa Kiến Quốc. Cũng chính là ông nội của Hứa An Lan. Tôi nói nè ông Hứa, ông còn giữ tảng đá đó sao? Nếu là tôi đã sớm đập vỡ rồi, Trịnh Thái Sơn là người nói chuyện thẳng nhất, sau khi nghe Hứa An Lan nói có người muốn mua tảng đá nhiều năm trước của Hứa Kiến Quốc liền nói. Ông Trịnh, ông không nói chuyện cũng không ai coi ông là người câm. Tôi muốn giữ, tôi thấy vui, ông quản được sao? Hứa Kiến Quốc trừng mắt, nói với vẻ hung dữ. Cậu thanh niên, là cậu nói muốn mua tảng đá trắng này của tôi. Nếu cậu đã muốn mua, vậy cậu có thể nói ra lý do của cậu là gì không? Sau đó Hứa Kiến Quốc quay đầu nhìn Trần Triệu Dương, hỏi một cách thản nhiên. Uy áp đáng sợ vô hình trên người đổ dồn về phía Trần Triệu Dương. Đối mặt với sức mạnh lấn át đáng sợ của Hứa Kiến Quốc, Trần Triệu Dương không hề động đậy, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, Hứa Kiến Quốc là một người bình thường, nhưng loại uy áp đáng sợ trên người ông ấy còn mạnh hơn cả võ đạo tông sư. Nếu anh không đủ mạnh mẽ, cộng thêm việc ở bên bờ sinh tử thời gian dài, vốn không đủ khả năng kháng lại, sợ còn chưa chắc có thể kháng cự nổi uy áp này của ông cụ Hứa. Hứa Kiến Quốc nhìn thấy Trần Triệu Dương đối mặt với uy áp này của mình mà sắc mặt lại không chút thay đổi, trong lòng chợt giật mình, hẳn đây không phải là một người tầm thường. Thưa ông, nếu khi ông muốn đánh cược vào viên đá, cũng sẽ nói rõ lý do với người bán sao? Thật ra thì, trong lòng có một loại cảm giác, cảm thấy có thứ gì đó bên trong, ông nói phải không? Trần Triệu Dương cười tít mắt, nhìn Hứa Kiến Quốc nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Hứa Kiến Quốc chỉ bình thản liếc nhìn anh chứ không nói lời nào. Mà những ông lão đứng ở bên cạnh Hứa Kiến Quốc lại bùng nổ. Ông Hứa, tên nhóc con này từ đâu đến vậy? Cậu ta thật sự rất giống với ông hồi còn trẻ đấy. Đúng vậy, năm đó ông kết luận có thứ gì đó ở bên trong viên đá đó. Ai khuyên ông cũng không nghe, tên nhóc này giống y hệt ông. Lẽ nào cậu ta là học trò của ông sao? Dù thế nào thì ông cũng phải mang miếng ngọc này ra,
cho dù nó không đáng giá bao nhiêu cả. Nhưng nếu như mở miếng màu xanh này ra lần nữa, nó lại không hề đáng giá chút nào. Đám người Trịnh Thái Sơn lập tức lên tiếng trêu đùa, có thể nhìn thấy bọn họ thường xuyên lấy chuyện năm đó của Hứa Kiến Quốc bị lừa ra để trêu chọc. Nhưng lần này thì không, Trần Triệu Dương vừa mới nói ra câu nói này đã giúp những lời trêu chọc của những ông lão này với Hứa Kiến Quốc. Đã bao nhiêu năm rồi, các ông nói vẫn chưa thấy chán nhưng tôi đã nghe chán rồi. Được rồi, tôi mời mấy người các ông đến đây không phải là nói chuyện tán gẫu với mấy người các ông. Ngày hôm nay tôi mời các ông đến đây là để cho các ông xem thử xem, quyết định năm đó của tôi có phải là chính xác hay không, Hứa Kiến Quốc trừng mắt nhìn, sau đó nói với vẻ hung dữ. Thật ra trong lòng Hứa Kiến Quốc cũng rất lo lắng bồn chồn, tảng lá lớn như vậy, dù có xẻ ra đi nữa thì có thể ra được thứ gì. Nhưng ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của cô cháu gái của mình, ông ấy vô cùng kích động, lập tức gọi điện thoại cho những ông bạn già của mình, nói muốn cho bọn họ một điều bất ngờ. Nhưng đợi đến khi bình tĩnh trở lại, ông ấy lại cảm thấy mình đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Cô cháu gái của mình chỉ nói có người muốn mua tảng đá mà mình lấy ra, mặc dù người mua nói bên trong ngọc có đồ nhưng người đó cũng chưa có tận mắt nhìn. Như vậy sao có thể biết được những thứ này? Lỡ như tên nhóc đó là người năng lực kém cỏi, vốn là một cái chày gỗ thì chẳng phải mình sẽ mất mặt trước mấy ông bạn già sao? Hơn nữa còn là lần thứ hai, đến khi đó sao mình có thể ngẩng đầu lên được? Nhưng ông ấy không nói những lời nói này ra ngoài, có đánh chết ông ấy cũng không thể thay đổi được nữa. Nhưng ngày hôm nay sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, Hứa Kiến Quốc nhận ra cậu thanh niên xấp xỉ cháu gái của mình này chắc chắn không hề đơn giản. Mặc dù ông ấy chỉ là một người bình thường, nhưng bởi vì là một người có chức vị cao lâu năm, hơn nữa là sát phạt chính nên sự uy hiếp trên người chắc chắn. Không phải người bình thường có thể chống lại được, cho dù là người lính được huấn luyện bài bản. E rằng bọn họ cũng khó mà chống lại được uy hiếp của ông. Nhưng trước sự uy hiếp của mình, cậu thanh niên này lại có thể bình thản như không có chuyện gì. Điều đó đủ để chứng minh sự tài giỏi siêu phàm của cậu ta. Ông Hứa, ông đã lớn tuổi như vậy rồi nên đừng mở ra nữa. Lỡ như bên trong đó chính là miếng ngọc như vậy thì chẳng phải, mặc dù tính tình của Trịnh Thái Sơn nóng nảy, nhưng ông ta lại có mối quan hệ tốt nhất với Hứa Kiến Quốc. Nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Kiến Quốc như vậy, ông ta vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy, ông Hứa à, đã bao nhiêu năm như vậy rồi ông cần gì cứ phải dính lấy nó. Ông cứ bán cho cậu ta là được rồi. Những người khác cũng lên tiếng khuyên nhủ, có thể thấy bọn họ đều không cho rằng bên trong tảng ngọc to này sẽ có thứ gì đó. Bọn họ đều sợ xẻ nó ra rồi, bên trong không có gì sẽ càng đả kích người ta hơn. Cậu thanh niên, cậu thấy như thế nào? Hứa Kiến Quốc không thèm để ý đến những người bạn già của mình mà quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, lên tiếng hỏi. Thưa ông, tảng ngọc này là của ông, nếu như ông muốn bán thì tôi sẽ mua. Cho nên tất cả mọi thứ đều xem tâm nguyện của ông, Trần Triệu Dương lại không trả lời, lỡ như mình nói thứ ở bên trong đó vô cùng có giá trị thì lão già này sẽ không bán cho mình nữa. Như vậy chẳng phải mình đã phí công tốn sức rồi sao? Đúng là một tên nhóc gian xảo. Câu trả lời xảo quyệt như vậy không sợ tôi không bán cho cậu mà tự tôi sẽ xẻ nó ra sao? Nghe thấy câu trả lời trôi chảy của Trần Triệu Dương, Hứa Kiến Quốc lại trừng mắt nhìn anh, đe dọa. Nếu như ông muốn xẻ nó ra thì e rằng đã xẻ ra từ lâu rồi chứ không phải để nó ở đây bao nhiêu năm như vậy, cho nên sự lựa chọn tốt nhất của ông là bán cho tôi. Cho dù cuối cùng món đồ này có ra được món hàng gì hay không thì tôi sẽ gánh vác danh tiếng này. Đương nhiên. Nếu như có đồ thì chứng tỏ rằng mắt nhìn năm đó của ông không có vấn đề gì. Nếu như không có đồ thì ông cũng chuyển danh tiếng xấu lên đầu tôi, nó không có liên quan gì đến ông cả. Ông nói xem có được hay không? Trần Triệu Dương nở nụ cười, nói với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Lão già này đúng là một lão già cố chấp, đến lúc ông cụ sống chết không bán cho mình thì xong rồi. Mà những lão già đứng ở bên cạnh sau khi nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, bọn họ cũng gật đầu tán thành. Đây đúng là một cơ hội tốt. Đừng thấy bình thường bọn họ lấy chuyện này để quấy rầy, nhưng mấy người bọn họ đều biết từ trước đến nay chuyện này luôn là một khúc mắc trong lòng Hứa Kiến Quốc. Nếu như mượn chuyện này để mở khúc mắc của ông ấy ra, có lẽ sức khỏe của ông ấy sẽ tốt hơn. Dù sao có rất nhiều bệnh xuất phát từ tâm, bao. Nhiều năm qua tình hình sức khỏe của Hứa Kiến Quốc, càng ngày càng tệ. Mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chuyện này. Tên nhóc con này, cậu nói như vậy thật sự quá tốt. Không bán nó đi thì thật đáng tiếc,
Đương nhiên Hứa Kiến Quốc nghe thấy ý trong lời nói của Trần Triệu Dương, quả thật anh rất có hứng thú với đồ của ông ấy. Như vậy đi, nếu như bên trong có đồ thì tôi sẽ không lấy đồng nào của cậu. Nhưng nếu như bên trong không có thứ gì thì cậu phải đưa cho tôi 100 triệu, ngay sau đó Hứa Kiến Quốc đã đưa ra yêu cầu của mình một cách vô cùng hà khắc. Nghe thấy lời nói của Hứa Kiến Quốc, những người ở nơi này đều sững sờ. Điều này chẳng phải rõ rành rành là lừa bịp sao? Làm gì có ai giao giá 100 triệu, hơn nữa còn với tình hình không mở ra, kẻ ngốc mới làm như vậy. Ông Hứa, ông nói như vậy là đem quân của tôi sao? Được, tôi chấp nhận đánh cược với ông, Trần Triệu Dương mỉm cười, đồng ý vô cùng dứt khoát. Lúc đầu bọn họ đều cho rằng Trần Triệu Dương sẽ từ chối lần đánh cược này, nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại đồng ý mà không hề do dự. Nhóc con, tại sao cậu lại đồng ý nhanh như vậy? Một là cậu có nhiều tiền tiêu, hai là cậu vô cùng chắc chắn trong tảng ngọc này có thứ gì đó, cậu thuộc loại nào, mặc dù Trịnh Thái Sơn tính tình nóng nảy nhưng chỉ số thông minh của ông ta lại vô cùng cao, chỉ trong giây lát đã có thể nhìn ra được con đường trong đó. Nghe thấy lời nói của Trịnh Thái Sơn, trong lòng Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, dường như biểu hiện của mình quá rõ nhận ra. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai biết mình có con mắt nhìn thấu, cho dù có người đoán về chuyện này thì cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại sao phải là hai khả năng này? Hai khả năng mà ông nói thật sự không thể. Còn có một khả năng nữa mà ông chưa nói ra, hơn nữa còn là khả năng có thể tin được nhất, suy nghĩ trong đầu Trần Triệu Dương lập tức quay ngược trở lại. Khi anh còn đang xem thử xem có thể che giấu được hay không, có một ông lão trong đó đột nhiên lên tiếng nói. Hả, còn có khả năng gì? Nghe thấy lời nói của ông ta, những người khác đều nhìn ông ta với ánh mắt tò mò. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu như tên nhóc này nhìn chúng cô nhóc An Lan thì sao? Tiêu tiền như nước, tiếng cười khuynh thành, phóng hỏa khí chư hầu. Những câu chuyện lịch sử này đều chứng minh nếu như một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ thì chắc chắn sẽ làm bất cứ chuyện gì vì người phụ nữ đó, cho dù là tiêu tiền như nước cũng có là gì. Ông lão này làm dáng vẻ như đã tìm ra được sự thật, lên tiếng nói với giọng vô cùng chuẩn xác. Nghe thấy những lời ông ấy vừa nói, đến Trần Triệu Dương cũng không nhịn được mà muốn đập đầu ông ta ra xem trong đó có cái gì, đúng là cái gì cũng dám nghĩ mà. Hứa Kiến Quốc trợn tròn mắt, không thể không nhìn Trần Triệu Dương bằng một đôi mắt khác, tràn đầy tìm tòi. Hứa An Lan ở bên cạnh thì há hốc mồm, sao lại đột nhiên kéo cô ấy vào chuyện này. Hai người mới gặp nhau hai lần, làm sao có được câu chuyện tình yêu rào rạt lãng mạn được. Ông Kiều, cháu và Trần Triệu Dương thật sự không có gì cả. Ông mà nói linh tinh nữa là cháu sẽ không để ý tới ông đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa An Lan đỏ bừng, cô ấy thở hổn hển nhìn ông Kiều, nói. Thôi được rồi, dù sự thật như thế nào đi nữa thì chuyện quan trọng nhất bây giờ nên là khối ngọc thạch này mới phải. Hứa Kiến Quốc vội vàng chuyển đề tài, ông ấy cũng không muốn thảo luận về chuyện tình cảm của cháu gái mình trong lúc này. Cậu trai, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Hứa Kiến Quốc chuyển ánh nhìn về phía Trần Triệu Dương, lạnh nhạt hỏi. Ông Hứa, tôi vô cùng chắc chắn, nhưng ông cũng phải sẵn sàng, nhớ bên trong có thứ đó thật thì mong ông hãy bằng lòng buông bỏ, Trần Triệu Dương nói đùa. Có điều thật ra Trần Triệu Dương cũng không lo lắng gì, một nhân vật có tiếng như ông ấy thì lời nói đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không thể thất hứa. Trần Triệu Dương, sao anh lại nói thế chứ? Ông nội tôi là ai, ông ấy đã hứa cái gì nhất định sẽ thực hiện, anh đừng lo lắng chuyện đó, Hứa An Lan lên tiếng trách anh. Dẫu sao tính tình của ông nội cô ấy cũng không tốt, lỡ câu nói này của Trần Triệu Dương làm ông ấy tức giận thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối cho mà xem. An Lan nói đúng đấy, và lại có chúng tôi làm nhân chứng, ông Hứa không dám nuốt lời đâu, Trịnh Thái Sơn cười phá lên rồi võ ngực bảo đảm. Hừ, phải nhờ đến mấy ông làm nhân chứng à, lão già này vẫn chưa già quá hóa ngu đâu, Hứa Kiến Quốc. Tức sôi máu, mấy ông già này ngày nào không khi ông ấy là ngứa ngáy đây mà. Ông Hứa. Đây là thẻ ngân hàng của tôi xin gửi ở vị đây trước, khi nào mở được ngọc thạch thì chúng ta sẽ bàn sau, Trần Triệu Dương cũng không nói nhiều, thẳng thắn lấy thẻ ngân hàng của mình ra và đặt nó lên bàn. Ra sân mở luôn đi, cứ thoải mái, Hứa Kiến Quốc vung tay lên, lập tức có người cầm một cái bánh mài đi tới, hiển nhiên là do khối ngọc thạch nhỏ này không nên dùng máy cắt để cắt đá, phải mài thạch mới được. Sau đó mọi người cùng nhau ra sân. Theo kế hoạch ban đầu là sẽ làm theo ý muốn của Trần Triệu Dương, cắt một nhát ra rồi xong. Vì dù sao linh thạch cũng khác với phỉ thúy ngọc thạch, không cần vẻ ngoài và hình dạng nó phải đẹp ra sao,
cho dù bị cắt vỡ ra mấy miếng thì chỉ cần có ẩn chứa linh khí là được. Chẳng qua những người lớn tuổi lại không đồng ý, ông Hứa tự mình làm, bắt đầu mài đá, Trần Triệu Dương. Thấy mà nôn nóng thay. Suy cho cùng, đối với một người đã biết đáp án từ trước thì quá trình người khác giải đáp vấn đề thật sự quá dày vò. May mà không mất quá nhiều thời gian để mài đá, không lâu sau ông Hứa đã mài khối ngọc thạch kia đến sát rìa linh thạch. Mà lúc này, khối ngọc thạch vốn còn chút màu xanh biếc đột nhiên dần dần chuyển sang màu trắng, sự chuyển biến này làm cho vẻ hào hứng của Hứa Kiến Quốc lập tức thay đổi. Vì đây không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Những người từng đổ thạch đều biết ngọc thạch nào, có màu sắc càng đậm thì càng tốt, độ óng ánh càng cao, càng tuyệt vời. Nhưng khối ngọc thạch vốn có màu xanh biếc lại dần dần chuyển sang màu trắng, ai cũng biết rằng có lẽ vật bên trong đã trở thành một cục đá thật sự. Lúc này, trên trán Hứa Kiến Quốc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tất nhiên không phải do ông ấy mệt mà là đang căng thẳng. Muốn mài tiếp không, Hứa Kiến Quốc hít sâu một hơi rồi hỏi Trần Triệu Dương. Theo tôi thì cứ cắt thẳng ra là được, tiếp tục đi, Trần Triệu Dương hơi cạn lời trước vẻ căng thẳng của Hứa Kiến Quốc, thầm than thở tâm lý của ông cụ này quá mong manh. Cậu tự làm đi, lão già này lớn tuổi rồi, hơi mệt mỏi, Hứa Kiến Quốc tắt máy mài rồi đưa nó cho Trần Triệu Dương, nói. Vâng, sao Trần Triệu Dương không biết Hứa Kiến Quốc đang sợ được, lỡ bên trong toàn đá với đá thì chắc sĩ diện của Hứa Kiến Quốc sẽ bay biến hết. Trần Triệu Dương không hề chần chờ, nhận lấy máy mài và bắt đầu mài. Trần Triệu Dương mài nhanh hơn rất nhiều, trông, anh không hề có vẻ cẩn thận nào, cứ đi thẳng một đường cắt ngọc thạch ra. Được sự hỗ trợ từ chân khí của Trần Triệu Dương, chẳng mấy chốc khối ngọc thạch đã được mài đi hết, chỉ để lại một miếng đá phát ra ánh sáng màu trắng hơi chói mắt. Xong, đây chính là thứ tôi muốn, Trần Triệu Dương giơ viên đá còn được bọc một lớp đá màu trắng lớn chừng bàn tay trong tay, mở miệng nói. Đây là cái gì, không phải chỉ là một cục đá bình thường thôi sao? Ê cậu thật sự vì sĩ diện của ông già này mà nghĩ hết mọi cách đấy hả? Trịnh Thái Sơn cười híp mắt, nói. Trông mọi người đều không phải người bình thường, như vậy chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói đến võ giả rồi đúng không? Trong tu luyện, ngoại trừ dựa vào công pháp của bản thân để hấp thu linh khí thì thứ mà võ giả cần nhất chính là tăng thực lực, mà viên đá trước mắt chúng ta chính là thứ có thể làm tăng thực lực của võ giả. Cho nên, các vị cảm thấy viên đá này có đáng tiền không? Có phải kiếm lời rồi không? Trần Triệu Dương giải thích cho họ hiểu một phen, mặc dù chưa chắc họ đều có thể hiểu được. Nhưng không ngờ khi nghe Trần Triệu Dương nói xong, mắt của những ông lão này lập tức sáng bừng, đồng loạt lại gần. Hứa Kiến Quốc là nhanh nhất, giây đầu tiên đã giật được viên đá về tay, che chở kín kẽ. Ê, ông Hứa, ông chơi bẩn thế, bọn tôi cất công đi theo ông đến đây cơ mà, phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ. Cho bọn tôi nhìn một cái đi. Đúng đấy, sao ông hẹp hòi quá vậy? Ông Hứa, bây giờ viên đá đó có thuộc về ông đâu, nó thuộc về cậu thanh niên kia mà. Thế nên ông không thể độc chiếm nó được đâu. Mấy ông già lập tức cãi nhau, hiển nhiên là viên đá ấy đều có sức hấp dẫn vô cùng đối với họ, vì đến cả những người có chức vị cao như họ cũng rất hiếm khi thấy được một vật như thế. Các vị tiền bối, xem ra mọi người đều biết vật này, vậy thì nói cách khác, tôi đã thắng rồi, viên đá này thuộc về tôi, thấy dáng vẻ này của họ, sao Trần Triệu Dương còn không hiểu nữa? E rằng dòng họ của những ông cụ này đều không đơn giản. Bằng không thì sao họ có thể nhận biết được nó? Trần Triệu Dương à, viên đá kia cậu bán chứ? Trịnh Thái Sơn nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh nhìn nóng bỏng, vội vàng hỏi. Những người khác nghe vậy thì đều trợn tròn hai mắt, đồng loạt nhìn về phía Trần Triệu Dương. Không bán, vật này dù bán cũng không mua được, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, không hề nghĩ tới chuyện muốn bán. Dù sao anh cũng đâu thiếu tiền. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lòng của những ông cụ lập tức nhói đau. Cho dù lấy thân phận và địa vị của họ ra mà xét thì sản lượng họ thu được hàng năm còn chưa bằng được. Một nửa của khối ngọc thạch này, sao mà họ không thèm thuồng được? Mấy vị tiền bối, tôi là một võ giả, Trần Triệu Dương không nói gì nhiều, trực tiếp lộ ra thân phận võ giả của mình, anh tin rằng nếu mấy người này biết rồi thì hẳn là sẽ hiểu được. Quả nhiên mấy người họ lập tức thất vọng khi nghe, thấy Trần Triệu Dương nói vậy. Hơn nữa, họ không nghĩ rằng một võ giả sẽ đồng ý bán linh thạch này cho họ. Như vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa nhé ông Hứa, Trần Triệu Dương lập tức cười rồi cất viên linh thạch đó đi. Ông Trịnh, năm đó chính là ông chế giễu tôi nhiều nhất, hôm nay có chuyện gì cần nói không, lần này Hứa Kiến Quốc cuối cùng cũng đã mở mày mở mặt, những năm nay ông ấy bị bọn họ chế giễu rất thảm, lần nào cũng lấy chuyện này ra để ngắt lời.
Hứa Kiến Quốc lập tức dương dương tự đắc nhìn Trịnh Thái Sơn, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ. Ông Hứa, ông đúng là lợi hại thật. Năm đó ông dám tiêu nhiều tiền như thế để mua hòn đá này, ông Kiều gật đầu, bọn họ vẫn rất khâm phục Hứa Kiến Quốc về điều này. Nếu đổi lại là bọn họ thì nhất định sẽ không giữ thứ này lâu như vậy và cũng không thể để cho nó trở thành một cái nút thắt trong lòng mình. Hừ, lần này coi như ông lợi hại. Mấy ông già bọn tôi xin lỗi ông ở đây, cũng không cần để sau này nữa, hôm nay luôn đi, bọn tôi sẽ tổ chức yến tiệc trong cao ốc Hòa Hưng để xin lỗi ông. Thể diện lần này đủ lớn rồi chứ, Trịnh Thái Sơn bất lực nói. Bọn họ cũng mừng cho Hứa Kiến Quốc khi nhìn thấy ông ấy vểnh cái đuôi lên tận trời, tuy trên miệng nói tàn nhẫn nhưng trong lòng họ vẫn rất vui. Vậy mới đúng chứ, hừm, lẽ ra mấy ông nên mời bữa ăn này từ lâu rồi. Nhưng hôm nay tôi đề nghị chỉ mấy người chúng ta, không ai được mang theo đuôi. Khó khăn lắm mấy anh em mới tụ tập lại, đừng làm mất hứng. Nữa, Hứa Kiến Quốc gật đầu rồi sau đó hạ giọng nói. Không sai, mỗi lần tôi muốn ăn chút gì đó thì bọn họ lại không cho tôi ăn cái này, không cho tôi ăn cái kia. Mấy ngày nay, tôi kìm nén quá rồi, Trịnh Thái Sơn háo hức gật đầu nói, vẻ mặt sợ hãi. Theo lý mà nói, một người như Trịnh Thái Sơn chắc chắn là người không sợ trời không sợ đất, không ngờ còn có chuyện khiến ông ta sợ hãi như vậy. Mấy ông nội à, mấy ông bàn bạc chuyện bỏ chạy trước mặt cháu, có phải là có chút táo bạo chẳng kiêng nể quá rồi không? Mắt Hứa An Lan sáng lên rồi mỉm cười hỏi khi nghe thấy những gì họ nói. Nhóc An Lan, con không thể bán đứng bọn ta. Bọn ta chỉ muốn tự do thân thể thôi, coi mấy lão già bọn ta như tù nhân đúng là tức chết đi được. Trịnh Thái Sơn mau chóng mở miệng nói, giọng điệu rất uất ức. Hứa An Lan đột nhiên trở nên bất lực, thật ra cô ấy cũng biết mấy ông cụ đã quen tự do không có gì ràng buộc, về cuối đời còn phải bị trói buộc, e rằng họ đã không chịu nổi từ lâu rồi. Trần Triệu Dương bật cười khi nhìn mấy ông cụ nghịch ngợm. Anh nhìn qua những ông cụ này, trên cơ bản ai cũng có thương tích bệnh tật trên người, những cơ thể như vậy đương nhiên phải cẩn thận. Chỉ là họ không phải đèn cạn dầu, e rằng đã có suy nghĩ như vậy từ lâu rồi, bọn họ thừa cơ hội này để thực hiện chí nguyện to lớn trong lòng mà thôi. Các vị tiền bối, tôi ở đây cũng không có chuyện gì nữa nên xin tạm biệt, Trần Triệu Dương không muốn tham gia vào chuyện như vậy. Lỡ như mấy ông cụ thất bại thì đến lúc đó mấy ông chắc chắn không sao, nhiều nhất là chịu trận mắng nhưng một người ngoài như anh. Thì e rằng không nói rõ được. Cậu không thể đi được, công thần lớn nhất trong chuyện này là cậu, nếu như cậu không tham gia vào thì có ý nghĩa gì nữa chứ, Hứa Kiến Quốc ngăn Trần Triệu Dương lại, kết luận nói. Hai người Hứa An Lan và Trần Triệu Dương trợn tròn mắt, ông già này chỉ muốn tìm lá chắn, tìm cái cớ mà thôi. Nếu đã như vậy thì tôi làm phiền rồi. Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của mấy người Hứa Kiến Quốc, thì biết e rằng hôm nay mình thật sự không đi được. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hứa An Lan, mấy ông già Hứa Kiến Quốc cuối cùng đã bước ra khỏi tứ hợp viện. Trần Triệu Dương xem như được mở mang tầm mắt, không ngờ tứ hợp viện này lại còn có ám đạo, nhìn thấy dáng vẻ Hứa An Lan và Hứa Kiến Quốc đi như đường quen, e rằng đã đi không ít lần. Sau khi ra ngoài, Hứa An Lan đã sắp xếp xe và chở họ thẳng về phía cao ốc Hòa Hưng. Trần Triệu Dương vô cùng giỏi theo dõi và cắt đuôi, không bao lâu sau khi bọn họ lái xe ra ngoài, Trần Triệu Dương đã phát hiện có người đang âm thầm theo dõi bọn họ. Trong số những người này, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy mấy quân lính mặc quần áo thường trước đó. Trần Triệu Dương thấy vậy lập tức nhìn đám người Hứa Kiến Quốc đang dương dương tự đắc với ánh mắt kỳ lạ và những người khác, e rằng những ông cụ này vẫn cho là mình đã trốn thoát thật rồi. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không vạch trần. Xe đến cao ốc Hòa Hưng rất nhanh. Còn Hứa An Lan đã đặt chỗ ở cao ốc Hòa Hưng từ sáng sớm, sau khi đến nơi, bọn họ trực tiếp tới phòng bao. Tốt lắm, trận chiến lần này rất thành công, sau khi tiến vào phòng bao, Hứa Kiến Quốc lập tức vô cùng hào hùng nói khi nhìn mấy ông già có chút kích động. Ha ha, mấy tiểu quỷ kia còn rất non đấy, tôi nghĩ trước khi chúng ta ăn cơm xong, chúng sẽ không thể tìm ra chúng ta đâu, khi chúng tìm được chúng ta thì chúng đã ăn xong rồi, Trịnh Thái Sơn cũng gật đầu và cười lớn nói. Trong lời nói đều là tự đắc. Trần Triệu Dương mỉm cười bất lực về sự đắc ý dương dương của họ nhưng cũng không vạch trần. Được rồi, đừng nói khoác nữa, mau chóng gọi món đi, tôi đã lâu lắm rồi không ăn món ăn của cao ốc Hòa Hưng, Hứa Kiến Quốc trừng mắt, sau đó cầm thực đơn lên bắt đầu xem. Gọi món gì, gọi hai chai rượu sái trước đã, tôi đã lâu rồi không uống, thèm chết đi được, Trịnh Thái Sơn trực tiếp bấm vào nút gọi đồ ăn. Cô Hứa, nhà hàng này thuộc về ẩm thực Sơn Đông nên mùi vị đều tương đối nặng. Hơn nữa,
họ còn muốn L gạch dưới uống rượu. Cô có chắc là họ không có vấn đề gì không? Yệu Dương hơi lo lắng nhìn mấy lão già hết sức hưng phấn rồi thấp giọng hỏi Hứa An Lan ở bên cạnh. Chắc là không có vấn đề, Hứa An Lan cũng có chút không chắc chắn lắm, tuy rằng cô ấy đã được. Mấy ông nội này chăm sóc từ nhỏ đến lớn nhưng cũng đã lâu không gặp rồi. Vẫn nên khuyên thì hơn, đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, hai chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm này, Trần Triệu Dương vừa nghe thì suýt chút nữa muốn. Mắng người, anh biết quá rõ tình trạng cơ thể của mấy ông cụ này, nếu anh để mặc họ làm loạn thì hôm nay sẽ có chuyện. Vẻ mặt Hứa An Lan buồn rầu khi nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, lúc này mấy ông cụ đều đang vui mừng, nếu như cô tùy tiện ngăn cản thì e rằng không có kết cục gì ngoại trừ bị mắng một trận. Đến cuối cùng, e rằng vẫn không thể ngăn cản. Tôi khuyên kiểu gì, mấy ông cụ này đều đang hứng thú, nếu như tôi làm mất hứng của họ thì e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hứa An Lan nói tiếp, vẻ mặt lo lắng, vậy làm sao đây? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, tôi phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến đây, Hứa An Lan lại muốn khóc, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô ấy. Trần Triệu Dương vô cùng buồn bực, vốn chỉ muốn mua một khối linh thạch thôi mà, sao lại bị cuốn vào trong cái chuyện phiền toái thế này? Chuyện này cũng dễ xử lý, thật ra tôi là một bác sĩ. Trước đó, tôi có thể cho bọn họ uống một số thứ giúp cải thiện tình trạng cơ thể, sau đó, cho dù họ có ăn uống thêm chút gì thì cũng không thành vấn đề, Trần Triệu Dương chần chờ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Thật hay giả, anh còn trẻ tuổi như vậy mà. Ở tuổi của anh, cho dù có là bác sĩ thì có lẽ trình độ cũng có hạn thôi. Hứa An Lan quái dị liếc mắt nhìn Trần Triệu Dương, sau đó không tin tưởng nói. Phải biết rằng, những vị ngồi ở đây nếu ăn uống gì đó đều phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra. Bây giờ vụng trộm chạy ra ngoài ăn uống đã là điều kiêng kỵ, mà thân phận của Trần Triệu Dương cô cũng không quá rõ ràng, vậy nên, cô không dám ra quyết định này. Không sao, cứ coi như là tôi chưa nói gì. Tôi cho cô một kiến nghị khác, cô gọi điện thông báo cho những người chăm sóc ông cụ, để họ đến đây, việc này sẽ không cần cô phải quan tâm nữa, Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô, lại nói. Hai người các cháu đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Mau lại đây, nhìn xem muốn ăn cái gì, đừng ngại, dù sao cũng không phải là tôi mời khách, cứ tự nhiên gọi món, Hứa Kiến Quốc nhìn Trần Triệu Dương và cháu gái mình đang còn ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện liền quay sang gọi một tiếng. Vâng, ông nội. Hứa An Lan liếc mắt nhìn Trần Triệu Dương, người này lại đưa ra cái ý kiến gì? Bọn họ đã lặng lẽ đến đây, bây giờ biết thông báo cho mấy người kia thế nào? Thời điểm ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có hai người Trần Triệu Dương và Hứa An Lan cảm thấy buồn bực. Chỉ là, mặc dù Trần Triệu Dương có chút lo lắng, nhưng thật ra cũng không quá căng thẳng, có anh ở đây, cho dù là đèn dầu đã cạn thì anh còn có đan diên thọ, có thể kéo người từ cõi chết trở về. Cho nên, ở trên bàn cơm chỉ có mình Hứa An Lan là gấp gáp không yên, nhất là sau khi nhìn thấy mấy ông cụ ăn đồ ăn này nọ, cô lại càng thêm căng thẳng. Bữa cơm này có thể nói là rất dày vò, mấy vị ông, nội ăn uống vui vẻ, nhưng Hứa An Lan lại sắp điên gầy gầy mấy hạt cơm trong bát, ánh mắt dán chặt lên người bọn họ. Cũng may, mấy ông cụ đang chìm đắm trong đồ ăn ngon nên không rảnh để ý đến Hứa An Lan, nếu không, cô chắc chắn đã bị lộ tẩy rồi. Ngay khi Hứa An Lan đang giám sát chặt chẽ mấy vị ông nội thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó, một nhóm thanh niên quần áo xa xỉ tiến vào. Cậu Tiền, các cậu có thể chờ một chút không? Người trong phòng này cũng sắp ăn xong rồi, chờ bọn họ ăn xong, tôi sẽ lập tức quét dọn sạch sẽ, mời các vị. Vào ăn, có được không? Phía sau, một người đàn ông trung niên dáng người lùn tịt, có chút mập mạp tiến vào, ngăn cản mấy người trẻ tuổi kia, trên môi còn treo lên một nụ cười nịnh nọt. Ý ông là, chúng tôi còn phải chờ người khác một lát nữa sao? Người đàn ông được gọi là cậu Tiền kia chính là tên dẫn đầu, nghe người đàn ông có vóc dáng thấp bé nói xong liền nở nụ cười giễu cợt, sau đó tàn nhãn tát lên mặt anh ta một cái. Anh ta bị cái tát này của Tiên Thiểu đánh bay, trực tiếp đáp xuống bàn cơm của nhóm người Trần Triệu Dương, bình rượu, chén rượu, bát đũa trên bàn đều loảng xoảng rơi xuống đất. Biến hóa này đã trực tiếp chọc giận mấy ông cụ, vốn còn đang ăn uống vui vẻ. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một vài tên không có mắt, tự đến tìm xui xẻo, đây không phải là muốn chết sao? Trần Triệu Dương cách cửa khá xa, tuy rằng anh muốn ngăn cản cũng rất dễ dàng, nhưng anh lại lười ra tay. Nhất là khi nghe được cái tên kia cũng họ Tiền, anh lại càng không muốn dây vào. Để cho tôi phải chờ sao, ông đang làm cái gì vậy? Dám để cho tôi phải chờ trong chốc lát, còn không mau đuổi mấy lão già kia ra ngoài,
hiện tại tôi muốn phòng này, còn dám nói thêm mấy lời vô nghĩa, có tin tôi phá hủy luôn cái nhà hàng này của ông không? Người tên Tiền Thiểu kia một tay túm lấy người đàn ông, từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói. Cậu là ai? Ban ngày ban mặt mà dám hành động như thế, trong mắt còn có pháp luật hay không? Trịnh Thái Sơn là người có tính tình nóng nảy nhất, cho dù đã lớn tuổi nhưng tính cách vẫn không thay đổi, ông lập tức vỗ bàn đứng dậy, hét lên giận dữ. Nhóm người Tiền Thiểu nhất thời bị hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, huống chỉ, bên trong đám lão già này còn có một người đàn ông trẻ tuổi và một cô gái xinh đẹp. Một tổ hợp như thế lại dám vỗ bàn với bọn họ, quả thực là không muốn sống nữa mà. Mặt khác, mấy ông cụ lại vô cùng bình tĩnh nhìn Trịnh Thái Sơn, bữa tiệc này vốn dĩ là mấy người bọn họ muốn bù đắp cho Hứa Kiến Quốc nên mới tổ chức, kết quả lại bị phá hủy, tất nhiên là bọn họ cực kỳ không vui. Lão già kia, ông dám ở đây vỗ bàn với chúng tôi, là muốn chết phải không? Tiền Thiểu còn chưa lên tiếng thì một người trẻ tuổi khác đã đứng ra, chỉ thẳng vào mũi Trịnh Thái Sơn, tức giận mắng. Lão già, muốn ở trước mặt tôi tìm kiếm cảm giác ồn tại, có phải là muốn bước vào quan tài rồi không? Ha ha, cô gái nhỏ này xinh đẹp như thế, mà lại đi theo một đám lão già, quả thật là mắt bị mù rồi. Những người khác cũng kiêu ngạo không kém, nói ra những lời vô cùng khó nghe, mấy ông cụ ngồi đây đều bị chọc giận, ánh mắt nhìn về phía bọn họ phẫn nộ không thôi. Các người là con cháu nhà ai? Gọi người lớn trong nhà đến đây, Trịnh Thái Sơn đã thực sự nổi giận, đang muốn đứng ra dạy dỗ cái đám vô liêm sỉ này một phen thì bị một ông cụ khác ngăn lại, dù sao tuổi cũng đã lớn. Sao có thể giống như trước đây, trực tiếp xông lên đánh đấm một trận? Thế nào, muốn nhìn xem có thể trêu chọc được chúng tôi hay không à? Nói cho các người biết, tôi không phải là người mà mấy người có thể động vào, đừng nghĩ đến việc quen biết người lớn trong nhà chúng tôi, mấy lão già các ông còn không có tư cách lôi kéo quan hệ với chúng tôi. Những người khác đang muốn nói chuyện thì bị Tiền Thiểu ngăn lại, anh ta kéo ra một chiếc ghế, sau đó ngồi xuống, bắt chéo chân, khinh thường nói. Vốn dĩ hắn còn có chút kiêng kỵ, dù sao thì ở cái nơi như thủ đô này, một tấm biển quảng cáo rơi xuống cũng có thể đập trúng rất nhiều quan chức cao cấp hoặc người có thế lực. Chỉ là, khi nhìn thấy mấy lão già này chỉ uống loại rượu sái bình thường nhất thủ đô, đồ ăn trên bàn cũng không phải là loại đắt đỏ nhất, bọn hắn liền hiểu ra, mấy người này có lẽ chỉ là người bình thường mà thôi, hiểu rõ điều đó, bọn hắn tất nhiên là không còn sợ hãi gì nữa. Mấy người các cậu, dập đầu, xin lỗi, bồi thường. Sau đó cút ra khỏi đây, có lẽ tôi còn có thể tha cho một lần. Trần Triệu Dương đứng dậy, nhìn về phía đám người Tiền Thiểu, lạnh lùng nói. Trịnh Thái Sơn và mấy ông cụ khác mặc dù không hài lòng với cách xin lỗi mà Trần Triệu Dương đưa ra, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao thì bọn họ cũng không mang theo vệ sĩ. Lỡ may những tên khốn này thật sự muốn làm gì đó, chỉ sợ bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mấy lão già bọn họ đã đi qua cái thời tuổi trẻ bồng bột từ lâu. Vừa rồi kích động như thế đã khiến cho bọn họ có chút hối hận, hiện giờ đã có người trẻ tuổi đứng ra lo liệu, tất nhiên là mấy ông cụ mừng rỡ không thôi. Đám người Tiền Thiểu há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Trần Triệu Dương, bọn họ hoàn toàn không rõ, người thanh niên này lấy đâu ra tự tin mà dám bắt họ dập đầu xin lỗi, đúng là làm trò cười mà. Chết tiệt, anh là ai? Dám bảo chúng tôi dập đầu xin lỗi, hình như anh thật sự không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Tiền Thiểu không nói gì nhưng những người khác lại nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là trong lòng rất khó chịu với lời nói của Trần Triệu Dương. Ai, đừng nói vậy, có lẽ người ta có thế lực lớn chống lưng, nói ra có thể dọa chúng ta sợ chết khiếp, Tiền Thiểu khoát tay áo, bày ra vẻ mặt trêu tức nói. Ai ra, mau nói ra để dọa chúng tôi đi, chúng tôi thực sự sợ hãi. Sợ quá, đừng dọa chết chúng tôi. Đúng vậy, có lẽ chúng ta đá vào tấm sắt cứng rồi, đau chân quá. Những người khác nghe được lời nói của Tiền Thiểu, nhất thời kêu lên vài tiếng quái dị, nói ra những lời khiến người ta cực kỳ chán ghét. Xem ra ý của các cậu là không chịu dập đầu nhận sai đúng không? Thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi còn muốn cho các cậu một cơ hội, nhưng nếu các cậu đã không biết quý trọng, vậy thì chuẩn bị nhận trừng phạt đi, Trần Triệu Dương lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra, để xử lý cái đám con ông cháu cha này, anh thật sự lười ra tay. Thế nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn mấy người bạn già của mình chịu nhục, thậm chí là bị đánh. Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là kiêu ngạo. Nói đi, thế lực chống lưng cho anh là gì, có khi tôi lại quen biết. Tiền Thiểu nghe xong lập tức nổi giận, lúc này, anh ta mới đứng dậy, ngạo nghễ nói với Trần Triệu Dương. Khiến cho cậu thất vọng rồi, tôi vừa tới thủ đô hôm qua, quả thực là không có thế lực gì, Trần Triệu Dương buông tay, thản nhiên nói.
không có thế lực, lại còn không phải người thủ đô. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, bọn họ ngây người một lúc, sau đó thì hoàn toàn nóng nảy. Lần đầu tiên tôi gặp được cái chảy gỗ như thế này đấy, không có thế lực mà còn kiêu ngạo. Thật ngu ngốc, chẳng lẽ tên nhóc này không biết nước ở thủ đô sâu bao nhiêu sao? Đã đến thủ đô mà còn dám kiêu ngạo thế này, hôm nay tôi phải dạy dỗ anh ta cách làm người. Trong chốc lát, mấy người trẻ tuổi nhốn nháo cả lên, đối với Trần Triệu Dương cũng hoàn toàn yên tâm, đây chỉ là một người ngu ngốc không có thế lực. Thứ nhất, anh không phải là người thủ đô, thứ hai, anh không có thế lực. Được rồi, cứ cho là anh có thế lực nào đó chống lưng đi, nhưng anh không phải người thủ đô, lúc ở thủ đô cũng nên mang theo mấy cái đuôi của mình. Mà anh lại chẳng có cái gì, vậy anh dựa vào cái gì để kiêu ngạo? Anh dựa vào cái gì? Tiên Thiểu khoát tay, ngăn lại lời nói của đám người, sau đó cười lạnh, nói với Trần Triệu Dương. Các cậu muốn biết tôi dựa vào cái gì đúng không? Được thôi, cái tôi dựa vào chính là nớ. Trần Triệu Dương giơ tay ra, quơ quơ nắm đấm trước mặt bọn họ, nói. Ha ha, anh ta nói anh ta dựa vào nắm đấm của mình, thật sự là buồn cười mà. Anh ta nghĩ thủ đô là đấu trường à, nắm đấm to là người khác phải nghe theo. Cho dù anh ta có chút trình độ võ thuật, chẳng lẽ lại không biết Tiền Thiểu của chúng ta là bậc thầy võ thuật hay sao? Nhìn bộ dạng hài hước của Trần Triệu Dương, bọn họ lập tức cười lớn, đồng thời còn ở bên này thổi phồng Tiền Thiểu. Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là còn chưa tu luyện ra chân khí, ngay cả võ giả cũng không phải, chỉ là một người thô lỗ, anh có tư cách gì mà để cho tôi phải ra tay? Tiền Thiểu quét mắt về phía Trần Triệu Dương, sau đó lại quay đầu nói với những người khác. Mấy người các cậu, đè anh ta xuống mặt đất, hôm nay tôi phải dạy dỗ anh ta thật tốt mới được. Nghe Tiền Thiểu nói xong, bọn họ xoa xoa tay, bày ra bộ dạng nóng lòng muốn thử. Để tôi ném mấy thứ rác rưởi này ra ngoài trước. Đừng quấy rầy hứng thú ăn uống của chúng tôi, Trần Triệu Dương tiến về phía cửa, đi đến trước mặt đám người kia thì dừng lại. Cho các cậu thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, tôi sẽ buông tha cho các cậu, Trần Triệu Dương nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Còn kiêu ngạo, muốn chết, không đợi Tiền Thiểu mở lời, đám con ông cháu cha bên cạnh đã giận tím mặt, vùng nắm đấm về phía Trần Triệu Dương. Cút, Trần Triệu Dương hừ lạnh, một luồng khí bộc phát ra từ cơ thể anh. Hai người đang vọt đến lập tức bị bật ngược ra ngoài, bay ra khỏi cửa phòng, va chạm thật mạnh trên mặt tường rồi dừng lại, nhìn qua, có vẻ như đã ngất đi. Biến cố này làm cho tất cả mọi người trong phòng trợn tròn mắt, bọn họ cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, sao Trần Triệu Dương vừa mới nói một chữ, mấy người kia đã bay ra ngoài. Nhóm người Hứa Kiến Quốc nhìn thấy thực lực của Trần Triệu Dương hai mắt liền sáng ngời, sau đó, âm thầm liếc nhìn nhau. Hứa An Lan vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Trần Triệu Dương mạnh như thế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ta chấm ANS ta dùng yêu pháp, ba người phụ nữ còn lại thấy hành động của Trần Triệu Dương lập tức hét lên, trong mắt đều là hoảng sợ. Khí thế phóng ra ngoài, võ đạo tông sư, Tiên Thiểu vốn dĩ đang còn trưng ra vẻ mặt trêu tức, hứng thú xem diễn, nhưng khi nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, sắc mặt anh ta nhanh chóng chuyển thành khiếp sợ. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng đối phương chỉ có chút bản lĩnh mà thôi, anh ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, người này chính là một võ đạo tông sư. Hơn nữa, lại còn là một võ đạo tông sư trẻ tuổi như vậy. Muốn trở thành võ đạo tông sư vô cùng khó, vừa mới hơn 20 mà đã là võ đạo tông sư quả thật rất dọa người. Anh là ai? Anh cố tình hãm hại chúng tôi, sau khi bị làm cho hoảng sợ, chứng vọng tưởng của Tiền Thiểu lại phát tác, vẻ mặt đề phòng hỏi Trần Triệu Dương. Cậu bị ngu sao, chúng tôi đang vui vẻ ăn uống ở đây, là cậu đột nhiên đá văng cửa phòng, đi vào bới lông tìm vết, lại còn nói tôi hãm hại cậu. Cậu có bệnh à, nghe Tiền Thiểu nói, Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó thẳng thắn nói. Nghe xong, Tiền Thiểu mới chợt nhận ra, hình như đúng là như vậy, quả thật là do anh ta tự mình xông vào, vì thế, nghi ngờ trong lòng anh ta cũng giảm bớt đi không ít. Nhưng mà, vẻ mặt anh ta cũng lập tức uể oải. Sao mình lại chọc chúng một pho tượng lớn thế này? Mới hơn 20 tuổi đã là võ đạo tông sư, nói anh ta không có thế lực nào phía sau, đây không phải là đang nói đùa sao? Nếu nói không có thế lực nào chống lưng, chỉ bằng sức của chính mình, sao có thể đạt được trình độ này khi mới hơn 20 tuổi? Phải biết rằng, trong quá trình tu luyện võ đạo, rất nhiều lúc cần dùng đến tài nguyên, mà tài nguyên thì phải có tiền mới mua được, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chỉ có người tài giỏi của các thế lực mới có thể có được. Nếu như cái gì cũng không có,
cho dù là tài giỏi đến cỡ nào, cũng không thể tu luyện được đến cấp bậc võ đạo tông sư khi còn trẻ thế này. Tôi là người nhà họ Tiền, chuyện này là chúng tôi sai, người của tôi anh cũng đã đánh rồi, cơn giận cũng đã nguôi, một khi đã vậy, chuyện lần này coi như bỏ qua, tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm, có được không? Trong lòng Tiền Thiểu xoay chuyển, sau đó, ngạo nghễ nói. Tuy rằng bọn họ không đánh bại được đối phương, nhưng mà anh ta là người nhà họ Tiền, anh ta không tin, có người dám đụng đến người nhà họ Tiền. Người nhà họ Tiền, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh, quả nhiên, khi Trần Triệu Dương nghe nói như thế thì lập tức nở một nụ cười áy náy. Nghe thấy vậy, cậu cả Tiền lập tức thở dài một hơi, sau đó khí thế càng kiêu ngạo hơn. Còn đám người Hứa Kiến Quốc ở bên cạnh lại thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên vô cùng bất mãn với dáng vẻ trước kiêu ngạo sau cung kính của Trần Triệu Dương. Hứa An Lan cũng mở to hai mắt ra nhìn, lấy sự hiểu biết từ đầu của cô ấy đối với Trần Triệu Dương, tên này tuyệt đối là loại người thà bị gãy chứ không chịu cong, ại sao vừa gặp được người nhà họ Tiền đã thay đổi rồi. Biết là được, vừa rồi anh dọa tôi còn tưởng rằng có người còn không thèm coi nhà họ Tiền ra gì, cũng may tên nhóc anh biết điều, nếu anh dám động vào một ngón tay của tôi, nhà họ Tiền nhất định sẽ làm cho anh phải trả giá nghiêm trọng, cậu cả Tiền vô cùng hài lòng, lòng hư vinh cực kỳ được thỏa mãn. Chát! Ngay lúc này, Trần Triệu Dương vung mạnh bàn tay tới, tát bay anh ta va vào trên tường. Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu nhầm rồi, tôi xin lỗi là bởi vì nếu sớm biết anh là người nhà họ Tiền, tôi đã sớm ra tay. Đúng là ngại quá đi, tôi thích đánh người nhà họ Tiền các anh đấy, Trần Triệu Dương vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nghiêm túc nói. Lúc này Tiền Phong ngây cả người, sao anh ta có thể nghĩ đến Trần Triệu Dương sẽ đột nhiên ra tay chứ, một cái tát này khiến đầu óc anh ta vang lên ong ong, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Mà ba cô gái kia càng không dám lên tiếng, hiển nhiên, mọi chuyện xảy ra ở đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của các cô rồi, có người không nể mặt nhà họ Tiền ở thủ đô, thế mà còn. Mấy lão đồng chí vốn đang vô cùng coi thường Trần Triệu Dương, nhìn thấy một màn này, lập tức sửng sốt, sau đó ai nấy đều vỗ tay khen hay. Đánh hay lắm, loại người bại hoại này phải bị đánh. Đánh vậy thì có gì mà hay, tôi thấy đánh quá nhẹ, đánh mạnh lên cho tôi. Nếu ông ngại đánh quá nhẹ, hay là tự ông lên ra tay đi. Mấy lão đồng chí vô cùng vui vẻ, càng thêm tán thưởng Trần Triệu Dương, ai nấy đều cổ vũ Trần Triệu Dương đánh mạnh lên một chút, dáng vẻ cực kỳ kích động. Ánh mắt Hứa An Lan nhìn về phía Trần Triệu Dương lại trở nên khang khác, nếu như Trần Triệu Dương thật sự biến thành loại người khúm núm, có lẽ cô ấy sẽ thật sự cân nhắc đến việc hoàn toàn biến thành người xa lạ với Trần Triệu Dương. Bây giờ xem ra, anh vẫn còn có chút khí thế. Vì sao chứ, anh không sợ nhà họ Tiền chúng tôi trả thù sao? Cho dù anh là võ đạo tông sư, anh cũng không thể gánh nổi sự trả thù của nhà họ Tiền chúng tôi được. Lúc này cậu cả Tiền Tiền Phong cuối cùng đã tỉnh táo lại, vẻ mặt điên cuồng nhìn Trần Triệu Dương, trong đôi mắt có vẻ hung dữ oán độc. Được thôi, nếu như nhà họ Tiền muốn trả thù, vậy thì cứ tới đi. Nhưng mà, tôi nghĩ, nếu như đã đắc tội nhà họ Tiền rồi, không bằng bây giờ, nói đến đây. Ánh mắt Trần Triệu Dương nhìn về phía Tiền Phong trở nên có chút quỷ dị. Tôi sai rồi, tôi mắt chó coi thường người khác, tôi không nên đắc tội anh, cầu xin anh, hãy thả tôi đi, tôi chỉ là một kẻ có cũng như không ở nhà họ Tiền thôi, cho. Dù tôi có chết, nhà họ Tiền cũng sẽ không báo thù cho tôi, Tiền Phong bị dọa sợ, thấy tên này có vẻ có mối thù sâu nặng với nhà họ Tiền của anh ta, mà mình còn lắm mồm, đây không phải muốn chết sao. Tự mình tát mình. Tát đến khi nào mấy lão đồng chí này hài lòng mới thôi, làm sao Trần Triệu Dương có thể giết người giữa ban ngày ban mặt được, vừa rồi chỉ là hù dọa tên này một chút mà thôi. Được, tôi tát, nghe thấy Trần Triệu Dương chỉ bảo tự mình tát mình, Tiền Phong lập tức thở dài một hơi, căn bản không dám đứng dậy, cứ quỳ trên mặt đất như thế, liên tục tát vào mặt mình, tát cực kỳ mạnh. Anh ta cũng không có cách nào, nếu không tát đủ mạnh, đến lúc đó tên này không hài lòng, mình lại phải làm lại một lần nữa sao? Được rồi, xéo đi nhanh lên, đừng ở đây làm chướng mắt người khác, đợi đến khi Tiền Phong tát đủ 10 cái, nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của mấy ông lão, Trần Triệu Dương mới bảo Tiền Phong dừng lại. Đừng nhìn chỉ có mười mấy cái tát như thế, nhưng mà tên Tiền Phong này dùng rất nhiều sức, cả khuôn mặt đã sớm sưng thành đầu heo, cũng coi như đã bị trừng phạt. Cảm ơn, Tiền Phong nghe thấy Trần Triệu Dương bảo ngừng, anh ta lại tát mình thêm 2 cái nữa, lúc này mới dừng lại, sau đó như được đại xá. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài, mặc kệ luôn đám bạn bè của anh ta. Mấy tên còn thấy cậu cả Tiền đã chạy, bọn họ còn ở tại đây làm cái gì nữa?
lúc này cũng chạy ra bên ngoài thật nhanh. Thật sự là quá mất hứng, vốn đang nghĩ rằng có thể ăn một bữa cơm yên tĩnh, không ngờ rằng lại có mấy. Tên chày gỗ đến như thế, Trịnh Thái Sơn tức giận nói. Đúng đấy, ông Hứa, đây cũng là chuyện mà con trai cả nhà ông phải quản lý nhỉ, phải quản lý cho tốt vào, nếu không đám trẻ danh này sẽ làm phản hết. Ông Kiều cũng vểnh ria mép lên, hầm hừ nói. Mấy ông anh cứ yên tâm đi, chuyện lần này tôi nhất định sẽ cho các ông một câu trả lời, Hứa Kiến Quốc khế gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trần Triệu Dương và Hứa An Lan liếc nhau một cái, xem ra nhà họ Tiền sắp gặp xui xẻo rồi, chỉ sợ lần này không chỉ là nhà họ Tiền, mà chỉ sợ một vài con cháu nhà giàu ngang ngược hống hách ở thủ đô cũng sẽ phải chịu tội. Nhưng mà, việc này trách được ai, còn không phải do chính bọn họ. Được rồi, cũng đã ăn cơm xong rồi, ai về nhà nấy đi, lúc này Hứa Kiến Quốc nào còn có tâm trạng gì, trực tiếp mở miệng nói. Trần Triệu Dương, có thời gian tới nhà tôi ngồi một chút, nhà chúng tôi chào đón cậu, sau đó Hứa Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, thản nhiên nói. Vâng ạ, tiền bối, sau này vãn bối sẽ đến thăm ông, Trần Triệu Dương chần chờ một chút, không nói thêm gì. Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, mấy người mặc thường phục vọt thẳng vào. Hiển nhiên bọn họ vừa nhận được một vài tin tức ở bên ngoài. Ông Hứa, chúng tôi tới chậm, nhìn thấy hiện trường bừa bộn, trên trán sĩ quan cầm đầu lập tức đổ đầy mồ hôi, lúc này hành lễ với bọn họ, vẻ mặt cực kỳ hổ thẹn nói. Không liên quan đến các cậu, là chính chúng tôi vụng trộm ra ngoài, được rồi, đi thôi, Hứa Kiến Quốc lại khoát tay, không truy cứu bọn họ, dù sao, chuyện này vốn chính là các ông không đúng. Chuyện này cũng bởi vì các ông không có việc gì. Nếu như các ông thật xảy ra chuyện, đến lúc đó chỉ sợ những người bảo vệ sẽ phải bị phạt. Sau đó, mấy ông lã liền rời đi, mà Hứa An Lan cũng rời đi theo. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Trần Triệu Dương cũng rời khỏi nơi này. Mà trên đường, Trần Triệu Dương liền nhận được tin nhắn mà Bạch Thấm gửi cho anh, thời gian địa điểm của trận chiến lôi đài đã được xác định, sẽ bắt đầu tuyên chiến vào 8 giờ sáng ngày mai, ở núi Thiên Khánh thủ đô. Sau đó chính là một vài tài liệu về những người ra trận của nhà họ Tiền, khi Trần Triệu Dương nhìn thấy trong đó có một người là Đại Thành Võ Tông thì lập tức sửng sốt. Anh không nghĩ tới thế mà nhà họ Tiền thật sự có người đạt đến Đại Thành Võ Đạo Tông Sư, kẻ mạnh như thế này không phải nên ở hậu phương trấn giữ sao? Tại sao lại phái ra chứ? Trừ khi, nhà họ Tiền không chỉ có một người Đại Thành Võ Đạo Tông Sư. Trần Triệu Dương không ngờ rằng trận chiến trên võ đài lần này lại gấp gáp như vậy, nhưng cũng vừa hay. Khi xử lý ổn thỏa chuyện này, đến khi đó nhà họ Mộ Dung có lẽ sẽ nổi lên khỏi mặt nước. Mà sau trận chiến lần này, có thể Bạch Thấm sẽ điều tra được rõ hơn về sức mạnh của nhà Mộ Dung, khi ấy anh cũng sẽ có những tính toán khác rồi. Suốt cả đêm Trần Triệu Dương không hề luyện tập mà ngủ một mạch, không có Nam Cung Yến ở bên cạnh, những bài luyện tập bình thường này không thể khiến anh thỏa mãn. Tập luyện mấy ngày cũng không bằng ở bên cạnh Nam Cung Yến một đêm. Nếu như đã như vậy thì chỉ bằng đánh một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Triệu Dương thức dậy với tinh thần sảng khoái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy trong bao nhiêu năm qua. Trước kia anh đều tập luyện thay cho việc ngủ, mặc dù sang ngày thứ hai tinh thần anh cũng rất dồi dào, nhưng cảm giác ngủ một giấc sâu khỏe hơn rất nhiều. Dù sao con người vẫn cần giấc ngủ mà. Tăng Kim Lai tự mình lái xe chở Trần Triệu Dương đi đến núi Thiên Khánh. Núi Thiên Khánh là một ngọn núi thuộc ngoại ô thủ đô, bởi vì địa hình hiểm trở nên bình thường có rất ít người đến leo núi. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay lại có rất nhiều xe dừng lại ở dưới chân núi Thiên Khánh, hơn nữa cũng đều là xe sang trọng đắt tiền bình thường rất ít khi nhìn thấy. Nhiều người tai to mặt lớn, vô cùng phi phàm cũng đến, nhưng vì chỗ này không có đường đi lại nên cuối cùng mọi người chỉ có thể đi bộ lên phía trước. Trong một thời gian ngắn, ngọn núi Thiên Khánh vốn được che phủ bởi bụi gai và sỏi đá lập tức được dọn sạch sẽ thành một con đường bằng phẳng. Mặc dù nó vẫn hơi hiểm trở, nhưng cẩn thận một chút thì có thể đi được. Núi Thiên Khánh không cao lắm, chỉ có 600 mét, nhưng đối với những người tai to mặt lớn sống trong nhung lụa mà nói thì đúng là hơi khó khăn. Có người còn được người ta dùng cáng cứu thương nâng lên, mà những người được nâng lên bằng cáng cứu thương đó không phải là người bình thường. Bọn họ ai ai cũng đều là những người luyện võ. Là người có quyền có thế, có tính cách kiêu ngạo, sao có thể như vậy? Khi Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đi đến núi Thiên Khánh, dưới chân núi đã không còn một bóng người mà chỉ còn dòng xe xa hoa đắt đỏ, nhìn giống như một buổi triển lãm xe sang vậy. Có khá nhiều người đến, thật sự không biết tại sao những người này lại thích xem náo nhiệt như vậy,
nhìn những chiếc xe sang trọng này, Trần Triệu Dương im lặng không nói gì. Lúc đầu hai tỷ thí đó của anh đã thu hút rất nhiều người có tiền có thế đến, lần thi này nhìn còn long trọng hơn cả hai lần trước. Anh Trần, anh là người mạnh nên đương nhiên không biết những người bình thường trói gà còn không chặt như chúng tôi đang nghĩ cái gì. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, Tăng Kim Lai lập tức nói với vẻ buồn bực. Người bình thường thì còn tốt hơn một chút, mặc dù bọn họ sống cuộc sống có thể là bần hàn nghèo khó nhưng lại rất ít khi tranh chấp với nhau mà sống yên bình hơn. Giống như người như chúng tôi nhất định phải ôm lấy một cái chân lớn, như vậy mới có thể giữ vững và không bị chèn ép trong trận tranh chấp sau này. Cho nên lúc tham gia trận quyết đấu này là lúc những người chúng tôi xếp thành hàng, không có ai muốn bị rơi xuống cả. Tăng Kim Lai nói rồi bắt đầu thổn thức. Nếu như không gặp được Trần Triệu Dương thì e rằng bây giờ anh ta cũng là một người trong số những người đó, đi đến nơi nào cũng phải tìm nơi nương tựa. Mau mà anh ta bám theo đuôi Trần Triệu Dương nên mới tránh được tuần hoàn đau đớn. Nghe thấy Tăng Kim Lai nói như vậy, Trần Triệu Dương gật đầu, anh hiểu. Rất nhanh sau đó Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đã leo lên đỉnh núi chỗ dựng võ đài. Thật ra đây chỉ là võ đài được vẽ ra, ngăn cách ở giữa là đường kính khoảng mấy chục mét. Xung quanh võ đài đã đầy ắp người với người, Trần Triệu Dương phát hiện ra Bạch Thấm. Cô ấy đang đứng ở một bên võ đài, có lẽ người đứng cùng với Bạch Thấm chính là người họ Bạch. Nhưng sau khi nhìn thấy những người đó, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày. Trước tiên chưa nói đến sức mạnh như thế nào, bọn họ ai ai cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, chỉ cần nhìn sơ qua khí thế này cũng đã thua rồi. Ngược lại ở một bên khác, lúc này người nhà họ Tiền đang vô cùng đắc ý. Bọn họ đã thăm dò rõ ràng tình hình bên trong nhà họ Bạch từ trước, lúc đầu người nhà họ Bạch chỉ biết cung phụng, nhưng vừa nghe thấy phải đấu trên võ đài với người nhà họ Tiền thì lập tức hoảng sợ rời đi. Chuyện này có thể chứng minh rằng tất cả người nhà họ Bạch không thể ngẩng đầu lên ở thủ đô này, bọn họ đã trở thành trò cười rồi. Mà hôm nay người nhà họ Bạch có thể xuất hiện đúng lúc chỉ sợ rằng không phải vì đánh thẳng trận đấu, mà là vì giữ vững điểm đó đến cuối cùng. Trần Chiêu Dương không vội đi lên phía trước mà đứng ở trong đám người cùng với Tăng Kim Lai, anh lại muốn xem cuối cùng thì thực lực của người nhà họ Tiền như thế nào. Rất nhanh sau đó trận đấu trên võ đài đã bắt đầu, cảm xúc của từng người bên người nhà họ Bạch rất xa xút, một vài người tham gia trận đấu thì mặt mày xám ngắt. Dù sao trận đấu lần này không phải là dừng lại chạm đến điểm và cũng không được phép nhận thua, chỉ có thể chiến đấu đến chết. Cũng có thể nói, một khi đã đi lên võ đài thì chỉ có một người có thể bước xuống. Trận đấu cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi một bên hoàn toàn nhận thua. Mà kết quả nhận thua trong trận đấu này rõ ràng có thể thấy, khi nhận thua thì hoặc là bên thua bị hoàn toàn, hoặc là khuất phục đối phương. Thông thường bên nhận thua không muốn tiêu diệt hoàn toàn mà đều lựa chọn khuất phục. Người nhà họ Bạch cũng từng là một gia tộc lớn, không biết tại sao sau khi lớp già lui về phía sau hậu trường thì lớp trung niên và lớp trẻ đều không thể gánh đỡ được đòn dông, cuối cùng dần dần suy tàn. Mà từ trước đến nay người nhà họ Tiền và người nhà họ Bạch đều là kẻ thù truyền kiếp, trước kia người nhà họ Bạch gia thế lớn nên người nhà họ Tiền chỉ có thể cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế, người nhà họ Bạch cũng không đuổi tận giết cùng người nhà họ Tiền. Nhưng từ khi người nhà họ Bạch suy yếu, người nhà họ Tiền ôm chân người nhà Mộ Dung, bắt đầu chĩa vào người nhà họ Bạch. Sở dĩ người nhà họ Bạch suy tàn nhanh như vậy đương nhiên cũng không thể thiếu công lao góp sức của người nhà họ Tiền. Cho nên trong trận đấu lần này, nếu như người nhà hát họ Bạch thua thì kết quả cuối cùng chính là bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu như để cho người nhà họ Bạch trở thành người phụ thuộc vào người nhà họ Tiền, e rằng còn khó chịu hơn là giết chết bọn họ. Vào lúc này có một người trong đám người nhà họ Tiền từ trong đám đông đi ra, người đó duỗi tay ra chỉ vào người nhà họ Bạch, sau đó ngoắc ngoách với dáng vẻ khiêu khích và vô cùng hung hăng. Nhìn thấy như vậy, trên gương mặt người nhà họ Bạch ai ai cũng đều toát lên vẻ khuất phục và không ưng sự hung hăng của người nhà họ Tiền. Ngay lúc này, có một người lao đến, không nói lời nào mà bắt đầu chào hỏi cái người hống hách kia. Nhưng mà người ở bên người nhà họ Tiền đó lại không hề hoang mang mà bình tĩnh đối phó, đánh chiêu này tiếp chiêu kia. Bởi vì người bên nhà họ Bạch quá gấp, gáp nên đã để lộ sơ hở, bị người bên kia đạp bay ra ngoài, rơi xuống bên biên giới võ đài. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng như vậy là kết thúc rồi, nhưng không ngờ người nhà họ Tiền đó lại theo sát lên phía trước. Người đó bay vút lên trời, giẫm lên ngực người nhà họ Bạch. Người bên nhà họ Bạch trợn trừng mắt, phun một ngụm máu tươi. Có thể thấy người đó sắp không xong rồi. Nhưng mà người bên nhà họ Tiền vẫn không chịu bỏ qua mà dùng chân hất văng người kia ra,
rơi xuống trước mặt đám người bên nhà họ Bạch. Không cần phái thứ rác rưởi như vậy ra đây, đổi người nào mạnh hơn một chút đi. Nếu không giết ngay lập tức thì thật không có tính khiêu chiến, người bên nhà họ Tiền đứng chắp tay, dáng vẻ vô cùng hờ hững nhưng từng lời thốt ra lại hống hách kiêu căng. Nghe thấy người nhà họ Tiền nói như vậy, người nhà họ Bạch đều lộ ra vẻ khuất nhục, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí khi nhìn về phía người nọ. Những trận chiến trên võ đài kiểu này có thể lấy mạng người sao? Trần Triệu Dương nghi ngờ mà hỏi Tăng Kim Lai ở bên cạnh. Đúng vậy, bởi vì nhà họ Tiền và nhà họ Bạch đã chọn loại võ đài sinh tử tàn khốc nhất. Bọn họ sẽ không dừng lại nếu không chiến đấu đến người cuối cùng, trừ khi là có một bên nhận thua, mà kết quả của bên nhận thua sẽ do bên còn lại quyết định. Rõ ràng là Tăng Kim Lai đã tìm hiểu rõ ràng, cho nên anh ta trả lời vấn đề của Trần Triệu Dương ngay lập tức. Vậy thì có thể từ bỏ quyết đấu, hoặc là không giữ lời hứa luôn, chẳng lẽ đối phương còn có thể bao vây, đuổi giết bọn họ sao? Trần Triệu Dương sửng sốt, không phải mấy người này ngớ ngẩn đấy chứ. Không phải như vậy đâu, đây là quy tắc do người ta định ra cho võ đài. Cho dù không bắt buộc, nhưng nếu ai đó dám làm như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của tất cả mọi người, đến lúc đó tình huống sẽ càng thê thảm hơn, thậm chí cơ hội để quy thuận cũng không có. Tăng Kim Lai lắc đầu rồi nói một cách bất lực. Giới võ đạo này quá tàn khốc và đẫm máu, mặc dù sự cạnh tranh trong giới kinh doanh cũng vô cùng tàn khốc, nhưng chưa đến mức cứ hơi một tí là diệt cả nhà như thế này. Nếu bên thua trận có chỗ dựa lớn thì sao? Cũng sẽ bị như thế. Trần Triệu Dương gật đầu, anh hiểu, dù sao thì bản thân anh cũng lớn lên trong hoàn cảnh tàn sát khốc liệt này. Chuyện này chưa từng xảy ra, dù sao những thế lực càng lớn thì càng quý trọng danh dự, sẽ không ôm những chuyện như vậy vào người. Suy cho cùng thì nó cũng là chuyện làm mất lòng, Tăng Kim Lai lắc đầu, nói một cách không chắc chắn. Thế nào rồi, nhà họ Bạch các người không có ai sao? Đừng để tôi phải sốt ruột chờ đợi, nếu không, sau 3 phút nữa, các người phải tự động nhận thua. Người nhà họ Tiền ở trên sân khấu nhìn thấy chỗ ngồi của nhà họ Bạch vẫn chưa có người đứng ra, bắt đầu mở miệng chế giễu. Tôi tới đây, đúng lúc này, một người từ chỗ ngồi của nhà họ Bạch đứng lên cười nói. Trần Triệu Dương nhìn kỹ lại, hóa ra là Bạch Thấm. Nhìn một lượt thì thấy chấn thương bên trong của cô ấy vẫn chưa ổn, tuy rằng thực lực mạnh hơn gã trên sân, nhưng bởi vì chấn thương bên trong cơ thể nên cô ấy sẽ không thể phát huy được thực lực vốn có, nhất định là lúc ra sân sẽ bị thua. Thật là một người phụ nữ ngu ngốc, nhìn thấy Bạch Thấm đứng lên, Trần Triệu Dương không khỏi than thở. Ồ, tôi còn tưởng rằng nhà họ Bạch không có người nào, hóa ra là vẫn có người. Nhưng mà nhà họ Bạch không có đàn ông sao, vậy mà lại để một người phụ nữ lên đài. Cô có chắc là muốn lên không? Người kia của nhà họ Tiền vừa nhìn thấy Bạch Thấm thì hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt nói. Bạch Thấm, con ngồi xuống cho bố. Cho dù nhà họ Bạch phải chiến đấu đến người cuối cùng thì cũng không thể để cho con lên đài ứng chiến. Ngay tại lúc này, người đàn ông trung niên ở bên cạnh Bạch Thấm giữ chặt lấy cô ấy, tức giận nói. Bố, con không sợ, người kia đúng là quá khinh người, Bạch Thấm vừa thở hổn hển vừa nói. Người nhà họ Bạch vừa mới lên đài là người lớn lên cùng cô ấy, không ngờ lại chết trước mặt cô ấy như thế này, cô ấy làm sao có thể chịu đựng được. Mau trở về cho bố, đây là mệnh lệnh. Bạch Hùng trợn mắt nhìn Bạch Thấm, lớn tiếng hét. Bố, nghe thấy lời của bố, mặc dù trong lòng Bạch Thấm không muốn nhưng cũng chỉ có thể ngồi xuống. Bạch Triển Mộ của nhà họ Bạch, ngay khi Bạch Thấm vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông đã từ trong đám đông đi ra, nhảy lên võ đài. Anh, đột nhiên sắc mặt của người nhà họ Bạch đều thay đổi, Bạch Thấm vừa ngồi xuống đã đứng lên, vẻ mặt tái nhợt. Bạch Triển Mộ, tốt lắm, rất có khí phách. Biết rằng bản thân không phải là đối thủ của tôi mà vẫn đi lên, lòng dũng cảm rất đáng khen ngợi, nhưng dù có cũng không thể tăng cơ hội sống sót cho cậu đâu. Sau khi người kia của nhà họ Tiền nhìn thấy Bạch Triển Mộ, một nụ cười tàn nhãn xuất hiện trên khóe môi, cất giọng bùi ngùi. Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi, trên khuôn mặt của Bạch Triển Mộ lộ ra vẻ kiên định, lập tức bày ra tư thế. Nhìn thấy Bạch Triển Mộ xông lên, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, Bạch Triển Mộ này trông rất giống Bạch Thấm. Dáng vẻ đẹp trai khỏe mạnh, nhưng thực lực lại kém hơn nhiều. Bạch Thấm đã có thực lực TN thiên đỉnh, nhưng Bạch Triển Mộ này mới chỉ đạt tới tiên thiên đại thành, nhìn chân khí dao động trên người anh ấy, chắc cũng vừa mới đột phá mà thôi. Loại thực lực này kém hơn người của nhà họ Tiền rất nhiều, tuy rằng thực lực của người nhà họ Tiền cũng chỉ là tiên thiên đại thành, nhưng anh ta cũng sắp đột phá lên tiên thiên đỉnh rồi.
Điều quan trọng nhất là người nhà họ Tiền có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ra tay độc ác, chắc chắn không phải là một người dễ đối phó. Triển Mộ, nhìn thấy con trai của mình xông lên, Bạch Hùng bỗng nhiên kêu một tiếng đau đớn, ông ấy cũng muốn lao lên kéo con trai mình xuống, nhưng nếu ông ấy thật sự làm vậy thì không những không cứu được con trai, mà còn có thể làm liên lụy đến cả nhà họ Bạch. Xem ra cậu đã có giác ngộ nhận lấy cái chết, đã như vậy thì tôi sẽ tiến cậu lên đường, người nhà họ Tiền nở một nụ cười u ám, sau đó lập tức lao thẳng về phía Bạch Triển Mộ. Hai người lập tức tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, chênh lệch thực lực giữa hai người không đáng là bao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại chênh lệch quá nhiều. Bạch Triển Mộ chỉ có thể phòng thủ một cách bị động dưới sự tấn công của đối thủ, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Ngay sau đó, Bạch Triển Mộ đã bị đối thủ đánh trúng nhiều lần, nhưng đối phương lại không muốn kết thúc. Ngay mà lại trêu đùa với Bạch Triển Mộ như mèo vờn chuột. Bạch Triển Mộ giống lên một cách điên cuồng nhưng cũng vô ích, ngược lại là bởi vì cảm xúc dao động quá kịch liệt, cho nên đã lối phương bắt được nhược. Điểm, tát vào mặt anh ấy một cái khiến anh ấy bay ra ngoài. Thấy vậy, đột nhiên Trần Triệu Dương lắc đầu, khóe miệng hơi giật giật. Trên võ đài, vốn dĩ Bạch Triển Mộ đang vô cùng phẫn nộ, đột nhiên sững người ra một lúc, sau đó cảm xúc phẫn nộ dần trở nên bình tĩnh, sau đó hai mắt sáng lên. Thật đúng là không thú vị, quá nhàm chán, tiến cậu lên đường thôi, người kia của nhà họ Tiền cảm thấy chơi đùa đủ rồi, lập tức nói với vẻ kiêu ngạo, sau đó anh ta đi từng bước về phía Bạch Triển Mộ, muốn dùng biện pháp này để đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Bạch Triển Mộ. Nhưng mà, điều mà mọi người không ngờ chính là hình như Bạch Triển Mộ đã trở thành một con người khác, dấu bàn tay trên mặt vẫn còn đỏ tươi, nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ tự tin, vô cùng mạnh mẽ. Hả, người kia của nhà họ Tiền cũng cảm nhận được những thay đổi trên người Bạch Triển Mộ, điều này khiến trong lòng của anh ta sinh ra một loại cảm giác chẳng lành. Lúc này, anh ta quyết định ra tay thẳng thừng, giết chết Bạch Triển Mộ ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, cả hai lại xông vào nhau nhưng lần này người của nhà họ Tiền lại không chiếm được một chút ưu thế nào, dường như Bạch Triển Mộ đã trở thành một con người khác, cho dù người kia có tấn công như thế nào thì khi đến gần người Bạch Triển Mộ cũng có thể né tránh một cách ngoạn mục. Khi anh ấy đứng vững bước chân, đòn tấn công của Bạch Triển Mộ trở nên cực kỳ chính xác, mỗi lần anh ấy đều có thể nắm bắt cơ hội khiến cho người nhà họ Tiền đã bị đánh trúng vài lần. Biến hóa trên võ đài nhất thời làm cho mọi người sợ đến ngây người. Dù sao, mới vừa rồi Bạch Triển Mộ còn bị đánh rất thê thảm, thế mà bây giờ tình thế đã đảo ngược lại. Hiện tại, cái tên kiêu ngạo nhà họ Tiền kia bị đánh cho răng rơi đầy đất, mà Bạch Triển Mộ lại vô cùng hưng phấn, đuổi đánh hắn ta khắp võ đài. Người nhà họ Tiền kia vốn dĩ còn muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó đã bị Bạch Triển Mộ nhanh chóng đánh trở về, anh không có ý định để cho hắn ta chạy thoát. Cuối cùng, Bạch Triển Mộ cũng chút bỏ được hết nỗi uất ức khi bị đánh ban nấy. Sau đó, anh trực tiếp đánh ra một đòn chấm dứt, khiến cho hắn ta đi theo con đường mà người nhà họ Bạch trước đó đã đi. Người nhà họ Tiền thật không lịch sự, phái người lên võ đài thì chọn người có bản lĩnh một chút, đừng phái mấy loại tôm tép này lên, nếu không sẽ không đủ ột nồi hầm đâu, Bạch Triển Mộ bắt trước dáng vẻ. Kiêu ngạo của người nọ, chẳng qua, vừa nhìn đã biết Bạch Triển Mộ không phải là loại người kiêu ngạo, ngang ngược, học theo hắn ta nhưng cũng rất văn minh. Nhưng mà, thời điểm Bạch Triển Mộ nói ra những lời này, ánh mắt anh lại hướng về phía phòng quan sát trận đấu, quét qua một vòng, giống như là đang tìm kiếm người nào đó. Anh, chuyện này là sao? Sao đột nhiên sức mạnh lại bộc phát như thế? Lúc này, đám người Bạch Thấm cũng có chút mơ hồ, theo hiểu biết của bọn họ đối với Bạch Triển Mộ không có khả năng đánh thắng được người kia. Ngay từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của bọn họ đã được chứng thực, nhưng mà sau đó, cũng không biết Bạch Triển Mộ bị làm sao. Vậy mà trong nháy mắt anh ta dường như đã thay đổi, thành công đảo ngược tình thế. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, Bạch Triển Mộ đã thắng, đây là một kết quả vô cùng tốt. Con xuống dưới cho bố, con đã đánh một trận, hơn nữa còn chiến thắng, đã có thể xuống dưới võ đài, Bạch Hùng đứng dậy, cao giọng nói với Bạch Triển Mộ. Ông sợ đứa con này của mình đột nhiên bùng nổ như thế, một lát nữa sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao. Từ từ. Ngay sau đó, một người đàn ông có vẻ mặt gian xảo ngồi trên hàng ghế nhà họ Tiền đột nhiên lao tới, trên tay cầm một cây gậy sắt, đứng đối diện với Bạch Triển Mộ. Thấy vậy, trái tim người nhà họ Bạch lập tức treo lên, bởi vì võ đài sinh tử có quy định. Nếu một người đã chiến thắng trận đấu, tiếp theo, không có ai bước lên võ đài thì người đó có thể xuống dưới, nhưng nếu đối thủ đã bước lên, một trận quyết đấu mới nhất định phải được diễn ra.
Xong rồi, người này tên là Tiền Binh, tuy rằng chỉ có chút tài năng bẩm sinh, nhưng lại khổ luyện thành tài, cho dù là võ giả tiên thiên đại thành cũng không thể phá vỡ được phòng thủ của anh ta. Phải làm sao bây giờ? Bạch Hùng nhìn người đàn ông đang đứng trên võ đài, sắc mặt lập tức tối sầm, bởi vì ông đã nhận ra được người kia là ai. Bạch Triển Mộ tất nhiên cũng nhận ra người đối là Tiền Binh, trong lòng anh không nhịn được mà run rẩy. Cái người tên Tiền Binh này không chỉ đơn giản là thực lực cường đại, mà tâm lý cũng rất biến thái, nghe đồn anh ta thích nhất là ăn thịt sống. Hơn nữa, với đối thủ của mình, anh ta ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là giết chết đối phương thì cũng phải tra tấn người ta đến chết. Lên! Cho nên, đối mặt với Tiền Binh, Bạch Triển Mộ vô cùng kiêng kỵ. Ngay sau đó, mọi người vốn đang còn có chút sợ hãi Bạch Triển Mộ, bỗng nhiên trở nên hừng hực khí thế, hai mắt lóe lên. Sao Bạch Triển Mộ lại biến thành như vậy, sẽ không phải là bị cường giả nhập vào chứ? Không biết, giả thần giả quỷ, vẻ ngoài đẹp trai, thực. Lực lại còn cường đại, đúng là không để cho những người đàn ông khác một con đường sống. Ghen tị với người ta thì nói là ghen tị với người ta đi, tại sao lại nói ra những lời đau lòng như thế? Những người vây xem ở xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, hiển nhiên là đối với sức mạnh tăng vọt của Bạch Triển Mộ cực kỳ khó hiểu, tuy nhiên, vẫn có một số người yêu thích Bạch Triển Mộ, nghẹn ngào không nói nên lời. Mặc kệ những tiếng thảo luận xung quanh, trận chiến trên võ đài đã bắt đầu. Vốn dĩ, đa số mọi người đều không xem trọng Bạch Triển Mộ, dù sao, danh tiếng hung ác của Tiền Binh ai ai cũng biết. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là, dưới đòn tấn công cồng bạo của Tiền Binh, Bạch Triển Mộ giống như một con thuyền nhỏ nhưng vẫn sừng sững không ngã xuống. Cứ mỗi lần mọi người nghĩ Bạch Triển Mộ sẽ bị một gậy của Tiền Binh đánh bại thì trong nháy mắt anh lại có thể hóa giải tất cả đòn tấn công. Lúc này, sắc mặt của người nhà họ Tiền trở nên cực kỳ khó coi, kết quả như thế này đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của họ. Rất nhanh, chuyện bất ngờ đã thực sự xảy ra. Bạch Triển Mộ đạp một đạp vào vị trí giữa hai đùi Tiền Binh, ngay sau đó, anh ta giống như một con tôm hùm bị luộc chín, làn da toàn thân trở nên đỏ bừng, cả người cuộn lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Không ổn, cửa phủ của Tiền Binh đã bị tìm thấy rồi, nhìn thấy một màn như vậy, một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sắc mặt người nhà họ Tiền lập tức thay đổi. Phải biết rằng, cửa phủ của Tiền Binh ở vị trí nào, chỉ có một mình anh ta biết, cho dù là thầy hay bố của anh ta cũng không thể nào biết được. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bạch Triển Mộ đánh nhau với Tiền Binh, sao anh lại có thể biết được vị trí cửa phủ của Tiền Binh? Anh có thể nằm xuống rồi, Bạch Triển Mộ cười lạnh, trong lòng càng thêm tin tưởng, ngay lập tức, anh tung ra một chưởng, đánh vào đỉnh đầu Tiền Binh. Sau đó, thân thể vốn được khổ luyện của Tiền Binh, ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã ngã quỵ trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Biến hóa này khiến cho mọi người có mặt ở đây hít một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của Bạch Triển Mộ lại cường đại như vậy, ngay cả người có thân thể khủng bố như Tiền Binh cũng bị một chưởng của anh đánh chết, nếu người lên đài tiếp theo không phải là võ đạo tông sư, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh. Lần sau có thể phái ra người mạnh hơn không? Giác, rưỡi như vậy tôi dùng một tay là đã có thể đánh bại, nhanh lên, còn ai muốn lên đài nữa không? Tôi không có nhiều thời gian, Bạch Triển Mộ đá thi thể của Tiền Binh xuống dưới, sau đó dùng vẻ mặt kiêu ngạo lớn tiếng nói với người nhà họ Tiền. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Bạch Triển Mộ, Trần Triệu Dương nhất thời vui vẻ, người này đúng là cực phẩm, vừa mới nãy ngay cả mắng chửi cũng không dám, vậy mà bây giờ lại còn dám đi khiêu khích người ta. Quả nhiên, có thực lực mà kiêu ngạo mới khiến cho người khác lo lắng. Đúng vậy, ngay tại trận đấu đầu tiên, thời điểm Bạch Triển Mộ sắp bị đánh bại, Trần Triệu Dương đã âm thầm truyền âm chỉ dẫn cho anh, tuy rằng năng khiếu tu luyện của người này không tốt lắm nhưng lại rất thông minh, rất nhanh đã hiểu được ý của Trần Triệu Dương. Hơn nữa, đối với chỉ dẫn của Trần Triệu Dương, anh ta cũng không chút hoài nghi. Nếu không, với thực lực của Bạch Triển Mộ, chỉ sợ thi thể đều đã lạnh. Mà người nhà họ Tiền sau khi nghe được tiếng kêu rào của Bạch Triển Mộ, sắc mặt cả đám đều đỏ bừng lên, trong lòng đầy căm phẫn, nhưng mà những người trẻ tuổi ngồi ở đây không còn ai dám tiến lên võ đài. Dù sao, người mà Bạch Triển Mộ đánh bại chính là người nổi bật nhất trong lớp trẻ nhà họ Tiền, không ai muốn lên chịu chết cả. Hiện tại, tâm trạng của hai nhà đã đảo ngược cho nhau, ban đầu vốn là nhà họ Bạch vô cùng ủ rũ, bây giờ lại thay đổi thành nhà họ Tiền. Lúc này, không khí bên nhà họ Bạch hoàn toàn trái ngược, tinh thần mọi người đang cực kỳ dâng trào, ánh mắt của đám người trẻ tuổi nhìn về phía Bạch Triển Mộ đều là sùng bái.
Dù sao thì trong tình cảnh như thế này mà có thể đứng lên gánh vác trọng trách lớn lao của dòng họ, không thể nghi ngờ là anh đã trở thành người hùng của cả dòng họ Bạch. Để tôi, đang lúc những người ở đây cho rằng nhà họ Tiền sẽ cử một cường giả thuộc thế hệ trước lên thì một người trẻ tuổi anh Tuấn, mặc đồ trắng đi ra. Là Tiền Minh, thật tốt quá. Khi người thanh niên có ngoại hình không thua Bạch Triển Mộ này đứng ra, người nhà họ Tiền lập tức mừng rỡ, ánh mắt nhìn Bạch Triển Mộ cũng tràn đầy thương hại và chế giễu. Trời ạ, không ngờ nhà họ Tiền lại chịu cử Tiền Minh ra, trong số những người đồng lứa của nhà họ Tiền thì thực lực của anh ta chỉ đứng sau Tiền Tung thôi. Trong đám con cháu của nhà họ Tiền đâu phải chỉ có hai cường giả là họ, mọi người quên còn một tên biến thái nữa à? Xuyệt, không thể nói, không thể nói. Những người xung quanh thấy Tiền Minh đứng ra thì giật mình bật thốt, xì xào bàn tán. Chẳng qua khi nói đến người mạnh nhất trong lớp trẻ nhà họ Tiền, họ đều ngậm miệng lại. Khá thú vị đấy, không ngờ lại là một tiên thiên đỉnh cấp võ giả, thấy được thực lực của Tiền Minh, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên sự hiếu chiến. Đây là lần đầu tiên anh tham gia hình thức chiến đấu thế này, không biết Bạch Triển Mộ có thể đánh thắng được Tiền Minh dưới sự hướng dẫn của mình không? Phải biết rằng, thực lực giữa hai người chênh lệch nhau cả một đẳng cấp, Bạch Triển Mộ chỉ mới thăng cấp lên tiên thiên đại thành, còn Tiền Minh thì đã là tiên thiên đỉnh cấp, đây không hề là một cuộc tranh tài bình đẳng. Nhưng như vậy mới càng có tính cạnh tranh hơn. Giờ phút này, ngoài lo lắng ra thì mọi người trong nhà họ Bạch đều hơi mong chờ. Dù sao thì Bạch Triển Mộ đã tạo ra kỳ tích những hai lần, có thể lần này vẫn thắng. Sao Trần Triệu Dương vẫn chưa tới, chẳng lẽ muốn lỡ hẹn, Bạch Thấm đang ngồi trong đó cực kỳ xoắn xuýt, cô ấy muốn gọi điện cho anh nhưng ở đây lại không có sóng. Bây giờ mới đang là cuộc tranh tài giữa những người trẻ tuổi, nếu đến lúc các thế hệ trước ra sân mà Trần Triệu Dương vẫn chưa tới thì sợ là sẽ muộn mất. Mặc dù không có ấn tượng tốt với Trần Triệu Dương, Bạch Thấm cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của anh quả thật rất lợi hại. Nếu có Trần Triệu Dương tham gia, họ chắc chắn sẽ giành được thắng lợi trong cuộc tranh tài với nhà họ Tiên lần này. Mày muốn chọn cách chết nào, Tiền Minh vừa lên đã ngang ngược hỏi Bạch Triển Mộ. Tiền Minh, lâu nay tôi luôn được nghe rằng anh là thiên tài đứng thứ ba trong nhà họ Tiền, tiếc là hôm nay phải chết ở đây rồi. Chẳng qua tôi không nhân từ như anh đâu, tôi sẽ không cho anh chọn cách chết, tôi giết anh thế nào anh chết thế đấy là được. Bạch Triển Mộ nhún vai, nói thẳng. Hừ, mạnh mồm mạnh miệng cũng không cứu được mày đâu, nếu mày không muốn chết quá thảm thì tự sát ngay bây giờ luôn đi, còn giữ được cái xác nguyên vẹn, nếu không lát nữa tao sợ là mày sẽ bị chia năm xẻ bảy đấy. Tiền Minh nở nụ cười âm trầm, trong mắt chợt lóe lên một tia sát khí. Tốt quá, anh đã cho tôi một cách xử lý anh rất dễ dàng rồi, cứ làm theo đó vậy, Bạch Triển Mộ lạnh lùng cười, không hề để lời đe dọa của anh ta trong lòng. Nói nhiều quá. Nhận lấy cái chết đi, Tiền Minh vốn không giỏi đấu võ mồm, nói được mấy câu thì nói không lại Bạch Triển Mộ nữa, anh ta lập tức ngậm miệng lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, anh ta rút nó ra, vỏ kiếm nhanh như chớp lao về phía Bạch Triển Mộ. Trời đất, đánh nhau mà không chào hỏi gì cả, sau đòn công kích của vỏ kiếm từ Tiền Minh, sau đó chạy về phía rìa võ đài. Ném một thanh kiếm lên cho tôi không mang vũ khí, thiệt thòi quá, anh ta cao giọng hô lên với người nhà họ Bạch đang ngồi phía dưới. Anh, lấy này, Bạch Thấm phản ứng lại nhanh nhất, nhanh chóng rút một thanh trường kiếm của người bên cạnh ra ném lên võ đài. Em có phải em ruột của anh không vậy, suýt thì đâm trúng anh rồi, Bạch Triển Mộ nhanh chân tránh ra, chờ trường kiếm đâm vào mặt đất rồi mới nhảy lên, vội vàng rút kiếm ra, la hét om sòm với Bạch Thấm. Nghe thấy câu này từ ông anh thích làm mặt ngầu của mình, Bạch Thấm cảm thấy thật phi thực tế, đây còn là anh của cô ấy sao? Không phải là bị người ngoài hành tinh cải tạo rồi chứ? Hay tính cách của ổng vốn dĩ đã là như vậy, hôm nay liên tục thắng được hai ván nên kích thích bản tính của ổng ra. Tiền Minh không cho Bạch Triển Mộ cơ hội trả đũa, luôn phát động tấn công. Nhưng trước sự công kích của Tiền Minh, anh ta lại không hề lóng ngóng chút nào, không ngừng né tránh, chờ đợi cơ hội để giết chết đối phương. Tục ngữ nói đánh bậy đánh bừa có thể giết chết cả sư phụ mình, tuy Bạch Triển Mộ không mạnh lắm nhưng các đòn đánh lại hoàn toàn không có kết cấu nào, cứ liên tục quờ quạng. Nhưng chính kiểu đánh này lại làm cho Tiền Minh vô cùng nhức đầu. Không lâu sau đó, thực lực của hai người đã hình thành xu thế ngang nhau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cực kỳ bất ngờ, dù sao thì lúc Tiền Minh lên võ đài ai cũng cho rằng anh A sẽ có thể giết Bạch Triển Mộ chỉ trong một cái chớp. Mắt, có ai ngờ được kết quả lại ra thế này. Bạn học Tiền Minh này, bạn đánh yếu quá, sao tự dưng chẳng có sức thế? Tối qua làm gì vậy?
tiếp vài vị khách mỹ nữ trung niên thướt tha à? Sao không trả lời, tôi chắc anh đang sung sướng trong lòng lắm, vì vừa được sướng vừa được tiền mà. Hây, thật là đáng tiếc, cái cơ thể này của anh không ổn rồi, lát nữa để tôi giới thiệu cho anh một chuyên gia dưỡng sinh để anh bồi bổ sức khỏe nhá. Sau khi dùng cách mà Trần Triệu Dương đã chỉ để từ ừ lật ngược tình thế, Bạch Triển Mộ bắt đầu công kích anh ta bằng lời nói. Dĩ nhiên, đây cũng là do Trần Triệu Dương dạy, chẳng qua Trần Triệu Dương chỉ đưa ra ý kiến thôi, ai ngờ tên Bạch Triển Mộ này lại là một đường tăng sống, nói nguyên một lèo không dừng lại, làm Trần Triệu Dương nghe mà cũng muốn vả miệng anh ta. Những người đang xem như Trần Triệu Dương mà, cũng như vậy thì càng khỏi bàn đến Tiền Minh đang đấu với Bạch Triển Mộ, lúc này anh ta cũng sắp thức điên lên rồi. Không ngờ Bạch Triển Mộ lại dùng cách trơ cháo mất nét đấy, đã thế còn đang trong lúc nhiều người như bây giờ nữa. Ai cũng biết hình tượng mà Tiền Minh luôn tạo dựng chính là ngầu bá cháy và đẹp trai sáng láng, cứ thế, hình tượng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Tiền Minh trợn to hai mắt, tay công kích nhanh hơn, nhưng anh ta đã mất bình tĩnh, tuy những đòn tấn công ấy trông rất mạnh mẽ nhưng lại không hề có hiệu quả gì. Sắc mặt của tất cả những người thuộc nhà họ Tiền đều trở nên khó coi. Mặc dù họ đều không cho rằng Tiền Minh sẽ làm chuyện đó, nhưng những người đang xem thì không chắc, sợ rằng thanh danh của nhà họ Tiền sẽ bị hủy hoại mất. Tiền Minh, giết nó cho tôi, một người họ Tiền lên tiếng. Hiển nhiên là người này cũng không chịu nổi tiếng tụng kinh của Bạch Triển Mộ, cộng thêm cả ánh mắt khác thường đến từ những người xung quanh, cho dù thế lực nhà họ Tiền lớn thế nào cũng không thể diệt khẩu hết tất cả mọi người chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tao muốn giết mày, Tiền Minh đã cực kỳ tức, giận, giơ thanh kiếm trong tay điên cuồng chém về phía Bạch Triển Mộ, không có kết cấu gì, hoàn toàn chỉ là chém lung tung. Sao đấy, sốt sắng thế, do tôi phơi bày cách kiếm tiền của anh nên anh sợ bị người ta cướp mối à? Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu, cái túi da của anh vẫn còn tốt lắm, người ta muốn làm công việc của anh cũng phải có vẻ ngoài như anh mới được. Bạch Triển Mộ đả kích cực kỳ hăng say, lại còn càng nói càng độc. Thề không làm Tiền Minh tức chết không bỏ qua. Chơi với anh cũng lâu rồi, anh có thể cút xuống rồi đấy. Trong lúc đang dây dưa với Tiền Minh, Bạch Triển Mộ cũng không nhàn rỗi, không ngừng tìm sơ hở của đối thủ. Khi có một tiếng nói truyền đến bên tai, hai mắt Bạch Triển Mộ lập tức sáng lên, đột nhiên lộn một vòng tới bên cạnh Tiền Minh, thanh kiếm trong tay nhanh như tia chớp phóng đến gần Tiền Minh, sau đó chém một nhát, gây ra một vết thương lớn chừng bàn tay ở bên hông anh ta, máu tươi trong nháy mắt trào ra ngoài. Bị Bạch Triển Mộ chém, cảm xúc giận dữ của Tiền Minh đã bình tĩnh lại đôi phần. Anh ta lập tức hiểu ra, Bạch Triển Mộ này không mạnh bằng mình nhưng lại có thể làm mình bị thương thành như vậy, không chỉ do anh ta quá sơ suất mà còn do bị dẫn dắt cảm xúc. Không ngờ vậy mà đã nhận ra, nhưng quá muộn rồi, thấy trạng thái của Tiền Minh, Trần Triệu Dương nhỏ giọng nói. Quả nhiên, Bạch Triển Mộ không phải tên ngốc nên cũng đã nhận ra Tiền Minh có sự thay đổi, lập tức theo đà lấn tới, điên cuồng tấn công. Hơn nữa còn không hề phòng thủ. Không phòng thủ mà dốc sức công kích, đây đương nhiên là kế mà Trần Triệu Dương đã chỉ cho Bạch Triển Mộ. Trong thời khắc này, tuyệt đối không được để Tiền Minh có cơ hội thở dốc, phải thừa thế xông lên, quật ngã đối phương. Tình thế trên võ đài thay đổi làm cho tất cả mọi người xung quanh đều sôi trào, Bạch Triển Mộ có thể làm Tiền Minh bị thương đã khiến họ rất kinh ngạc rồi, đã thế anh ta lại không hề hấn gì trong khi Tiền Minh không sớm thì muộn cũng sẽ thua và chết, điều này rất rõ ràng. Sao lại vậy? Không được, gia chủ, ông nhanh cho dừng đi, Tiền Minh không thể chết được, bên nhà họ Tiền, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi cầu xin gia chủ Tiền Hải của nhà họ Tiền. Ông tưởng tôi không muốn cứu Tiền Minh à? Nhưng bây giờ nếu cho dừng cuộc tranh tài thì chúng ta sẽ thành phe thua cuộc mất, lúc đó người sẽ chết không phải chỉ mình Tiền Minh mà e rằng nhà họ Bạch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, Tiền Hải lại lắc đầu, nói một cách chắc nịch. Gia chủ, nghe thấy Tiền Hải nói vậy. Bố của Tiền Minh như bị sét đánh, hai mắt thẫn thờ. Ông ta biết gia chủ nói đúng, suy nghĩ cho toàn bộ gia tộc, con trai của ông ta chắc chắn không thể cứu được. Vừa lúc đó, cuộc so tài trên võ đài đã có kết quả. Cả người Tiền Minh đã bị Bạch Triển Mộ chém rách vài chỗ, thương thế trông vô cùng nghiêm trọng. Mày muốn giết tao đến vậy thì chuẩn bị cá chết lưới rách với tao đi, lúc này Tiền Minh đã hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt tràn đầy sát khí, phát cuồng nhào về phía Bạch Triển Mộ. Tôi không muốn cá chết lưới rách với anh đâu, cút chỗ khác đi, thấy dáng vẻ này của Tiền Minh, Bạch Triển Mộ nảy cả mình, muốn nhảy sang bên cạnh để tránh đi, đồng thời vung kiếm không ngừng chém vào. Người anh ta,
nhưng Tiền Minh cứ như không thấy đau vậy, chỉ biết xông về phía trước. Thằng điên, cút đi, cảm nhận được sự điên cuồng của Tiền Minh, Bạch Triển Mộ hốt hoảng, liều mạng tránh né, không còn lòng dạ gì để tấn công nữa. Chết đi, tránh né mấy lần, anh ta có cảm giác Tiền Minh này đã điên rồi, lập tức tìm cơ hội đâm vào bụng Tiền Minh. Vốn dĩ bụng của Tiền Minh đã bị cắt rách một chỗ, giờ đã hoàn toàn rách ra, nếu đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay thì may ra còn cứu được, tiếc là Bạch Triển Mộ không thể bỏ qua cho anh ta. Tuy nhiên, trong lúc đấu với Tiền Minh đã hóa cuồng, Bạch Triển Mộ cũng bị thương không nhẹ. Ban đầu Bạch Triển Mộ muốn giết chết Tiền Minh ngay trên võ đài này, nhưng nghe thấy giọng nói bên tai, anh ta không tấn công nữa mà đá Tiền Minh vào rìa võ đài. Tiền Minh rơi xuống mép võ đài, vừa vặn không bị rơi ra ngoài. Đây đương nhiên là Bạch Triển Mộ cố ý, nếu làm Tiền Minh rơi ra ngoài võ đài thật thì rất khó để giết anh một a. Bạch Triển Mộ lại đuổi theo, thanh kiếm trong tay, nhanh như gió chém vào cổ Tiền Minh. Láo xược, mày dám, bố của Tiền Minh thấy cảnh tượng này thì hai mắt trợn trừng như sắp rách, nhưng khi ông ta định xông lên thì bị người nhà họ Tiền cản lại. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng họ cũng hiểu rằng nhà họ Tiền mà xông lên võ đài thì hậu quả còn nghiêm trọng. Hơn thua cuộc nữa. Bạch Triển Mộ tàn nhẫn nhếch môi, chém kiếm xuống cổ, không chờ có kết quả, anh ta đã sải bước. Nhảy ra khỏi võ đài. Tiền Minh, bấy giờ bố của Tiền Minh mới được xông tới, ôm lấy thân thể của con trai mình, tay liều mạng bịt vết thương trên cổ anh ta nhưng vẫn không có tác dụng. Dù sao thì khí quản đã bị cắt, động mạch cổ cũng thế, hoàn toàn hết đường cứu. Bạch Triển Mộ đã trở lại trận doanh của nhà họ. Bạch, điều chào đón anh ta đương nhiên chính là ánh mắt sùng bái và hân hoan của người trong gia tộc. Con trai giỏi của bố, làm tốt lắm, không ngờ con đã mạnh đến thế này, trước đây bố đã xem thường con rồi. Bạch Hùng tiến lên một bước ôm chầm lấy con mình, kích động nói. Chứ sao, con là con trai của ai chứ? Bạch Triển Mộ cực kỳ sảng khoái, xưa nay bố anh ta luôn cho rằng anh A không bằng em gái, bây giờ chiến thắng một cách vinh quang như vậy, anh ta cũng rất vui mừng. Anh, sao anh làm được hay thế? Có phải được ai chỉ điểm không? Dù gì cũng ở trong Long Tổ nên Bạch Thấm hơi nghi ngờ về biểu hiện của anh mình, lập tức hỏi. Nghe thấy em gái nói vậy, Bạch Triển Mộ thầm giật mình. Không ngờ con bé lại nhận ra, mình biểu hiện rõ thế à? Đúng là anh được chỉ điểm, nhưng người đó không muốn anh tiết lộ thông tin về mình nên em phải giữ bí mật cho anh đấy. Mặc dù Bạch Triển Mộ không biết người truyền âm cho mình là ai, nhưng có lẽ người đó có thiện ý với người nhà họ Bạch. Tuy nhiên, cho dù người đó không dặn trước, anh ta cũng sẽ không nói ra. Thế nên Bạch Triển Mộ thì thầm nói với em gái. Nghe anh mình nói vậy, hai mắt Bạch Thấm tức khắc sáng ngời. Không ngờ lại có người chỉ điểm cho anh ấy thật, chỉ là không biết vị cao nhân này có còn ở hiện trường hay không. Tuy hiện giờ thành tích của nhà họ Bạch trông cũng không tệ lắm nhưng cô ấy vẫn biết rõ là nhà họ Bạch hoàn toàn không đủ khả năng để trở thành đối thủ của nhà họ Tiền, chỉ trừ khi có viện trợ từ bên ngoài. Cũng không biết là Trần Triệu Dương kia bị cái gì, tận giờ này còn chưa chịu tới, chắc không phải là anh có tới nhưng nhìn thấy thực lực của nhà họ Bạch và họ Tiền quá cao nên không dám tiến lên chứ. Nhà họ Bạch mau chóng nhận lấy cái chết, cùng lúc đó, bố của Tiền Minh là Tiền Bác Viễn nhảy dầm lên lôi đài, chỉ vào vị trí của nhà họ Bạch mà hét lớn. Lúc này Tiền Bác Viễn đã hận nhà họ Bạch ngút trời, ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, đến tận bây giờ thì nó vẫn luôn là một sự kiêu ngạo lớn của ông ta, thế nhưng hôm nay lại phải chết thảm như vậy ngay trước. Mặt mình, mà ông ta cũng không có cách nào ngăn được, điều này khiến Tiền Bác Viễn hoàn toàn không chấp nhận nổi. Vì thế, khi đám người trẻ tuổi còn chưa so tài xong thì ông ta đã không chờ nổi nữa mà đứng lên đó, ông ta phải báo thù cho con trai mình. Năm ngoái Tiền Bác Viễn chính là một võ đạo tông sư, có người nói ông ta chuẩn bị đột phá lên cảnh giới tiểu thành, ai nắm chắc phần thắng. Bạch Hùng thấy bộ dạng điên cuồng đó của Tiền Bác bỗng chốc thầm giật mình, bèn quay về hỏi các vị thế hệ trước của nhà họ Bạch. Nghe Bạch Hùng nói vậy, tất cả những người kia đều cúi thấp đầu, huống hồ gì. Dù họ có cho là mình thắng được Bạch Hùng thì cũng không gánh nổi việc luân phiên chiến đấu, trừ khi nhà họ Tiền hoàn toàn chịu thua. Thấy cảnh này, tuy Bạch Hùng đã sớm nghĩ tới nhưng cũng khó tránh khỏi hơi thất vọng. Nếu không ai ra tay, vậy thì chỉ còn cách để tôi lên vậy, dù có vẻ hơi bắt nạt nhưng cũng chẳng còn cách nào, lúc này Bạch Hùng đành đứng dậy đi về phía lôi đài. Bố, nhớ cẩn thận, thấy bố mình sắp lên tới lôi đài, hai anh em Bạch Thấm trong giây lát trở nên vô cùng lo lắng, tiến lên dặn dò. Yên tâm đi, Bạch Hùng gật đầu rồi mới nhảy vút lên đài cao. Bạch Hùng, con trai ông giết con trai tôi, vậy thì tôi giết chết ông trước,
rồi đến con ông sau, Tiền Bác Viễn thấy Bạch Hùng lên đài, lửa giận trong mắt cũng sắp bốc. Cháy lên. Hừ, Tiền Bác Viễn, ông cảm thấy thực lực của ông thế này mà cũng giết được tôi. Ông đã bước lên lôi đài, thì cũng đừng mong xuống sớm, Bạch Hùng hừ lạnh, sau đó từ phía sau lấy ra một thanh đao dài. Ông cứ thử là sẽ biết, lửa giận của một người bố đã mất đi đứa con của mình đủ để thiêu đốt toàn thế giới. Hai mắt Tiền Bác Viễn ngậm máu, cây thương bạc sắc. Bén trong tay cũng đột ngột run lên, vẽ nên hoa văn trên không trung, trông có hơi điên cồng. Được, tôi ngược lại muốn lĩnh giáo thử xem lửa giận của ông là cái dạng gì, Bạch Hùng cười lạnh, ngay sau đó thanh đao trong tay thoáng vung lên, mạnh mẽ chém về phía Tiền Bác Viễn. Lúc này Tiền Bác Viễn cũng tiến lên nghênh đón, thương và đao va vào nhau không ngớt, bắn ra tia lửa dữ dội. Đây là cách chiến đấu của võ đạo tông sư đấy à? Sao không có chân khí bên ngoài vậy? Người xung quanh thấy hai vị võ đạo tông sư là Tiền Bác Viễn và Bạch Hùng đánh nhau thì bèn sôi nổi nghị luận, dù gì thì xem võ đạo tông sư chính là xem chân khí bên ngoài, trận chiến này cùng với những trận của cảnh giới thiên tiên lúc trước có gì khác nhau? Đúng là người thường, chân khí ngoài chỉ là tiêu chí của võ đạo tông sư, nhưng do chân khí ngoài quá tiêu hao chân khí cho nên thông thường võ đạo tông sư chiến đấu đều sẽ dùng những chiêu phổ thông, trừ khi đánh đến gần cuối. Không còn cách nào mới dùng đến võ kỹ, đấy mới là lúc phải tập hợp thực lực. Nghe người kia nói vậy thì có người mở miệng giải thích, hiển nhiên là không phải ai cũng biết hai võ đạo. Tông sư chiến đấu là như thế nào? Cuộc chiến của võ đạo tông sư quả thật là vô cùng chấn động, chỉ là thực lực của Tiền Bác Viễn chênh lệch rất nhiều so với Bạch Hùng, còn chưa đây một phút ông ta đã bị thanh đao dài của Bạch Hùng chém ngang hông, khắp võ đài trông có vẻ cực kỳ đẫm máu. Tiền Bác Viễn thất bại cũng không đồng nghĩa với việc trận chiến này kết thúc, rất nhanh lại có người nhà họ Tiền lên đài. Chỉ là người nhà họ Tiền có vẻ không ganh đua cho. Lắm, tổng cộng có 3 vị võ đạo tông sư bị một đao của Bạch Hùng chém rất khiến cho bầu không khí bên phía nhà họ Tiền nghiêm nghị đến cùng cực. Tới lượt tôi, ngay khi Bạch Hùng chém người trước mặt xuống dưới đao, Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh võ đài. Một mình Bạch Hùng chém giết cả 4 vị võ đạo tông sư đã làm tiêu hao quá nhiều chân khí trong cơ thể, ngay sau khi chém xong người cuối cùng liền lập tức lao ra khỏi sàn đấu. Muốn chạy, nghĩ hay lắm, cùng lúc đó, gia chủ nhà họ Tiền, Tiền Hải cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù đến cuối là nhà họ, Tiền của họ thắng thì cũng tổn thất nặng nề, ông ta nhất định phải đứng ra kết thúc trận đấu này. Vì thế nên ngay khi Bạch Hùng muốn lui xuống, Tiền Hải đã lập tức tiến lên nghênh đón, hiển nhiên là muốn ngăn không cho Bạch Hùng xuống đài. Bạch Hùng cũng tự biết là mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiền Hải, vì vậy đúng lúc này ông ấy cứ liều mạng lao xuống dưới đài, muốn tránh khỏi sự ngăn cản của Tiền Hải. Đương nhiên Tiền Hải cũng biết suy nghĩ của Bạch Hùng, vì thế trực tiếp chặn ngay trước mặt ông ấy. Ngay khi mọi người đều nghĩ Bạch Hùng sẽ bị Tiền Hải bắt trở về, ông ấy lại làm một hành động mà không ai có thể ngờ. Chỉ thấy Bạch Hùng lăn lóc như con lừa lười, trốn thoát khỏi Tiền Hải mà lăn thẳng xuống dưới đài. Thất cảnh này, mọi người đều trợn tròn mắt. Dù gì thì nhà họ Bạch cũng đã từng là một gia tộc hiền hách, nhưng Bạch Hùng thân là gia chủ nhà họ Bạch mà lại không giữ hình tượng, thật sự khiến cho không ai dám nghĩ đến. Tất cả người nhà họ Bạch cũng khiếp sợ vô cùng, nhưng ngay sau đó chính là thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hùng là cột sống của cả nhà họ Bạch. Nếu như ngay cả ông ấy cũng bị giết trên lôi đài, nhà họ Bạch trở thành đàn rắn mất đầu thì sợ là khó chống đỡ tiếp được. Bạch Hùng vô cùng rõ ràng là nếu chính mình cứ ôm khư khư chút mặt mũi đó, chết trên lôi đài rồi thì tình cảnh của nhà họ Bạch sẽ lại càng thê thảm, vì thế mới quyết định dùng hạ sách này. Quả nhiên Tiền Hải không ngờ ông ấy sẽ làm thế này, thành công để Bạch Hùng chạy thoát. Thật sự là con rùa đen rút đầu, không ngờ đường đường là gia chủ nhà họ Bạch lại đi làm chuyện như... Vậy, sắc mặt Tiền Hải hơi khó coi, dù gì thì thứ ông ta muốn là mạng của Bạch Hùng chứ không phải là làm Bạch Hùng mất mặt. Đúng như lời ông nói, Bạch Hùng thản nhiên vô cùng, đứng dậy vỗ vỗ hết bùn đất trên người rồi mới quay lại trận doanh. Nhưng trong lòng ông ấy cũng biết rất rõ sắp tới mới là thời khắc khó khăn nhất, bởi vì nhà bọn họ đã không còn ai có thể dùng được, người mạnh nhất ở nhà họ Bạch chính là Bạch Hùng, nhưng hiện giờ ông ấy hoàn toàn không có cách nào vào trận. Quả nhiên! Đợi khi Bạch Hùng trở về trận doanh của mình, tâm tình mọi người cũng không cao cho lắm, bởi vì ai cũng biết hoàn cảnh của nhà họ Bạch lúc này. Bạch Hùng, cho người lên đây đi, nếu trong vòng 3 phút mà không có ai lên đài, nhà họ Bạch các người sẽ tự động thất bại, sắc mặt Tiền Hải âm trầm, hô to về phía trận doanh của Bạch Hùng. Hừ,
Bạch Hùng hừ lạnh, ông ta đương nhiên biết, đối mặt với sự khiêu khích của Tiền Hải, bản thân hoàn toàn không còn cách nào. Em gái à, người viện trợ mà em nói tới rồi chứ, Bạch Triển Mộ đột nhiên nhớ ra lúc trước em gái mình từng nói mới có được viện trợ bên ngoài, bèn mở miệng hỏi. Vẫn chưa, sắc mặt Bạch Thấm trắng nhợt, sau đó vội lắc đầu, tràn đầy hoảng loạn mà nói. Cậu đừng hy vọng vào em gái cậu nữa, con bé còn nhỏ như vậy thì quen được người nào mạnh cơ chứ. Phỏng chừng cũng chỉ là nói bậy, bên cạnh có người mặt đầy vẻ cho tàn, chào phúng nói. Đã là lúc nào rồi mà còn đấu tranh nội bộ, suy nghĩ xem nên làm gì đi kìa, gia chủ nhà họ Tiền, Tiền Hải tự mình ra trận, sợ là những màn tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, nếu tất cả mọi người đều không muốn lên, tôi cũng sẽ không oán trách. Bạch Hùng liếc nhìn người trong nhà cúi đầu ủ rũ nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra, trong lòng không nói cũng biết là có bao nhiêu đau đớn, đây chính là những người mà mình một lòng muốn bảo vệ ư. Được, nếu tất cả mọi người đều không muốn lên, cuối cùng vẫn là để tôi đi vậy. Bạch Hùng thấy cảnh này, tạm rút lại nỗi buồn dưới đáy lòng, móc ra một viên đan dược từ trong lồng ngực, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Gia chủ, đan dược này không dùng được đâu, uống rồi, người sẽ không toàn mạng. Có người nhìn thấy viên thuốc trong tay Bạch Hùng, lập tức sợ hãi biến sắc, mở miệng hô. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía tay của gia chủ Bạch Hùng, từng người một đều cảm thấy vô cùng phức tạp. Bố, xin bố đó, không được đâu, chờ thêm chút nữa, vẫn còn thời gian, thấy viên đan dược trong tay bố mình, tuy Bạch Thấm không biết đó là gì, nhưng nghe ý của mọi người thì tuyệt đối chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bố, bố tuyệt đối đừng làm vậy, chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác. Nhất định vẫn còn cách khác mà, Bạch Triển Mộ cũng kinh hãi đến biến sắc, trên mặt mang theo lo lắng nói. Thật ra anh ta biết rõ nhất định đang có vị cao nhân ở đây, hơn nữa vị cao nhân đó rất có thiện ý với nhà họ Bạch của họ, nếu như vị đó có thể ra tay, vậy thì tất cả thử thách này đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ là anh ta không biết liệu vị kia có chịu ra tay giúp đỡ hay không. Các người thật sự cho rằng bây giờ còn có biện pháp khác sao? Dựa vào thực lực của nhà họ Bạch chúng ta thì không thể nào là đối thủ của nhà họ Tiền, trừ khi có người đồng ý ra tay giúp đỡ, không thì hôm nay nhà họ Bạch xem như là đã hoàn toàn ngã xuống, Bạch Hùng lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh mà nói. Nghe Bạch Hùng nói xong, ai cũng đều trầm mặc. Hiện giờ nhà họ Bạch chính là một đám lửa cháy rực, ai cũng không ngu, sao có thể cứ thế nhảy vào hố lửa. Bạch Hùng, thời gian 3 phút sắp sửa đến rồi, nhà họ Bạch các người chuẩn bị cho ai tới chịu chết đây? Ánh mắt Tiền Hải mang theo một nụ cười tàn khốc, lớn giọng hô to với Bạch Hùng. Hừ, Tiền Hải, không phải còn tận một phút ư, sao vậy? Chỉ một phút như này cũng chờ không nổi à, Bạch Hùng vẫn hừ lạnh, sau đó trả lời. Đương nhiên là có thể, yên tâm đi, đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ một phút tôi đương nhiên là sẽ cho ông, Tiền Hải thâm trầm nhìn về phía Bạch Hùng nói. Bố, tha hết sức liều mạng với bọn họ cũng tốt hơn là chịu uất ức như vậy, đến cuối cùng nếu như thua thật. Chẳng phải là để mặc cho người ta sâu xé, Bạch Triển Mộ thấy bố mình và cả mọi thành viên khác đều là bộ dạng này, trong lòng vô cùng ngột ngạt bèn mở miệng đề nghị. Con cầm miệng lại cho bố, hợp lại, chỉ biết có hợp lại, con cho rằng chúng ta chỉ cần hợp hết vinh dí dự của người trong nhà họ Bạch, nhưng cuối cùng những phụ nữ trẻ em ở sau chúng ta sợ là đều sẽ trở thành tù nhân, đến lúc đó con cảm thấy dễ chịu sao, Bạch Hùng hừ lạnh, giận dữ nói. Nghe Bạch Hùng nói vậy, tất cả mọi người cúi đầu. Bọn họ biết lần này nhà họ Bạch chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Trần Triệu Dương khốn nạn, Trần Triệu Dương ngớ ngẩn, Trần Triệu Dương là đồ nhát gan, sao vẫn chưa chịu đến vậy? Không phải là sợ thật nên mới không dám tới đấy chứ, Bạch Thấm thấy vậy cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Cô nói ai nhát gan, ai ngớ ngẩn, cùng lúc đó, một âm thanh đột ngột vang lên bên tai cô ấy, điều này khiến đôi mắt Bạch Thấm lộ ra vẻ mê mang. Nhìn một vòng xung quanh mới phát hiện mọi người đều chẳng có phản ứng gì. Trong phút chốc, cô ấy chỉ có thể cười thảm, có lẽ là mình chờ mong quá nên mới nghe nhầm. Tôi thấy cô mới là kẻ ngớ ngẩn, đến giọng tôi còn không nhận ra à, ngay khi Bạch Thấm cho là bản thân nghe nhầm, giọng nói quen thuộc kia lại truyền tới lần nữa, điều này khiến cô trợn tròn mắt, không dám tin lại nhìn thêm một vòng. Chỉ thấy một người có vóc dáng thon dài, mặc một bộ đồ nam mát mẻ thoải mái, đang chậm rãi đi về phía này. Đi rất chậm nhưng cũng rất kiên định. Thấy thân ảnh đó, Bạch Thấm lập tức bịt kín miệng, không dám tin mà nhìn, vẻ mặt hơi cảm động. Sao vậy, không hoan nghênh tôi đến à, Trần Triệu Dương đi đến trước mặt Bạch Thấm, cười híp mắt đùa giỡn. Thật ra anh không nên đến đống hỗn độn hôm nay, kết cục của nhà họ Bạch bọn tôi sớm đã định sẵn,
Bạch Thấm nhìn Trần Triệu Dương, không còn vẻ kích động ban đầu nữa mà thay vào đó là lo lắng cực kỳ. Dù sao thì sự hung hăng của nhà họ Tiền đã rõ như ban ngày, cô tin Trần Triệu Dương sớm có mặt tại hiện trường từ lâu, e là đã thấy, còn vì sao phải chờ đến cục diện lúc này thì có chút khiến người khác không thể hiểu rồi. Đó là cô nghĩ vậy thôi, sau khi tôi đến thì sẽ khác, huống gì thứ tôi muốn không phải là nhà họ Tiền, Trần Triệu Dương nở nụ cười sáng sủa, sau đó thản nhiên nói. Sở dĩ anh chờ đến bây giờ không phải là vì đợi nhà họ Bạch rơi vào tình thế gian nan nhất, mà là vì anh cảm nhận được vài luồng hơi thở mạnh mẽ vừa xuất hiện. Tuy những người đó cũng không có ý định vào trận, nhưng xuất hiện ngay lúc này thì chắc chắn không phải bên phía nhà họ Bạch, nếu không thì đã sớm ra mặt. Nếu không phải là của nhà họ Bạch thì đương nhiên là từ nhà họ Tiền đối diện, mà người sau lưng nhà họ Tiền chính là nhà Mộ Dung, vậy thì lai lịch của những người này không nói cũng rõ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tuy trong lòng Bạch Thấm vẫn còn hơi lo lắng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Vì lúc này cô ấy cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ là trơ mắt nhìn nhà họ Bạch bị hủy hoại trong vòng một ngày. Huống gì thực lực của Trần Triệu Dương quả thật vô cùng mạnh, có lẽ anh sẽ làm nên một kỳ tích. Bố, vị này là Trần Triệu Dương, viện trợ mà con đã mời được, lúc này Bạch Thấm mới dẫn Trần Triệu Dương đến trước mặt Bạch Hùng, giới thiệu. Hồ Đô, tình hình của nhà chúng ta đã đủ loạn, nếu Trần Triệu Dương thật sự là bạn của con thì càng không nên làm liên lụy tới cậu ấy. Đây không phải là hại người ta à? Lúc trước bố dạy con như thế sao? Bạch Hùng liếc nhìn Trần Triệu Dương, rồi quay về phía Bạch Thấm gào ầm lên. Mặc dù không cảm nhận được cấp bậc thực lực của Trần Triệu Dương, nhưng tuổi tác của anh đã bày ra ngay tại đây, thực lực còn có thể mạnh đến đâu cơ chứ? Thực lực như vậy mà đi lên chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Cậu Trần, cậu nhanh đi đi, bây giờ nhà họ Bạch chúng tôi đã thất thế rồi, không thể nào cứu vãn được. Nữa, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tôi không muốn làm cậu bị liên lụy, Bạch Hùng nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích và bất đắc dĩ. Gia chủ Bạch, tôi ra sân không phải vì nhà họ Bạch các ông nên ông không cần nói vậy đâu, tôi chỉ mượn võ đài nhà ông dùng chút thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó anh không để ý đến Bạch Hùng nữa mà đi thẳng lên võ đài. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ông ấy sửng sốt, đang lúc ông ấy suy nghĩ về hàm ý trong câu nói của anh thì anh đã đứng trên đó rồi. Bạch Thấm, chuyện này là sao? Chúng ta không hại người ta đấy chứ? Bạch Hùng thấy Trần Triệu Dương đã đứng trên võ đài thì không cản được nữa, lập tức quay đầu nhìn con gái mình, lạnh giọng quát. Bố à, anh ta mạnh lắm, từng chém chết võ đạo tông sư rồi, những hai người Bạch Thấm lắc đầu, không trả lời câu hỏi của bố mà nói một cách chắc nịch. Dù là vậy nhưng Tiền Hải này không phải võ đạo tông sư thông thường. Thế vẫn quá nguy hiểm, không được, bố phải cho dừng thôi. Lần này xem như nhà họ Bạch chúng ta thua, trên mặt Bạch Hùng hiện lên vẻ không cam tâm, theo như ông ấy nghĩ, cho dù cả nhà đều phải chết cũng không thể dễ dàng nhận thua được. Nhưng ông ấy cũng không thể vì chuyện gia đình họ mà để cho người ngoài phải hy sinh. Em gái, cao nhân đấy, lúc này Bạch Triển Mộ như sực nhớ đến điều gì đó, kích động nắm lấy ai Bạch Thấm, la lên. Lộn xôn cái gì, nói rõ coi, cô ấy giật tay Bạch Triển Mộ ra, tức giận nói. Bố, Bạch Thấm, cao nhân đã chỉ dẫn cho con chính là anh ta đấy, không ngờ người đó lại còn trẻ đến vậy, đúng là thần tượng của con mà, sự phấn khởi của anh ta không hề giảm đi chút nào. Bố, hai người yên tâm đi, có cao nhân ra tay, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, sau khi đã xác định Trần Triệu Dương chính là người đã truyền âm cho mình, Bạch Triển Mộ vô cùng tự tin. Vừa rồi nghe Trần Triệu Dương nói chuyện, anh ta đã thấy hơi quen tai rồi, đến lúc Trần Triệu Dương lên võ đài. Anh ta mới nhận ra giọng điệu của người này khi nói chuyện y hệt giọng của người đã truyền âm cho anh ta, trong khoảnh khắc ấy, anh ta lập tức chắc chắn với suy đoán của mình. Con chắc không, nghe con trai nói vậy, Bạch Hùng đang định nói dừng thì giật mình, vội vàng hỏi lại. Tuyệt đối không sai đâu ạ, mặc dù con chưa từng nghe thấy giọng của anh ta nhưng cách nói chuyện không khác gì nhau, chắc chắn sẽ không sai, Bạch Triển Mộ khẳng định. Tạm thời bỏ qua nhà họ Bạch đang bàn tán gì, khi Trần Triệu Dương ra sân. Tất cả mọi người đều ngẩn người, bao gồm Tiền Hải, gia chủ của nhà họ Tiền. Cậu là ai? Cậu không biết đây là cuộc thi đấu sinh tử sao? Cho cậu một cơ hội, cút xuống đi, nếu không cậu cũng đừng mong đi xuống nữa. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Mặc dù Tiền Hải không phải người rộng lượng nhưng ông ta vẫn biết anh không phải người của nhà họ Bạch. Nhiều người đang nhìn, đương nhiên ông ta phải để tâm đến thanh danh của nhà mình hơn. Trời đất, tên kia là ai vậy? Chẳng lẽ là đi nhầm đường?
tôi thấy chắc là bị ngốc rồi đấy, chứ không sao tự dưng đi lên một cách tự nhiên thế được. Những người xung quanh thấy Trần Triệu Dương đi lên thì như ong vỡ tổ, dù sao người trên võ đài chính là gia chủ Tiên Hải của nhà họ Tiền. Người trẻ tuổi trước mắt họ là ai đây? Không ngờ cậu ta lại dám đấu với Tiền Hải, đúng là nghé mới sinh không sợ cọp mà. Tôi tới đây để đánh nhau, thấy ông lợi hại quá nên ngứa tay, lên đây đấu với ông xem thế nào, Trần Triệu Dương nở nụ cười khờ khạo, thành khẩn nói. Đấu, nhưng đấu ở đây là có thể giết người đấy, chắc chắn muốn tiếp tục đấu sao, nghe thấy những lời này của anh, Tiền Hải tỏ ra khinh thường, tàn nhẫn nói. Thế à, vậy thì tiếc quá, vốn là tôi không muốn giết ông, nhưng đây là cuộc chiến sinh tử, tôi lại không muốn chết, thế thì chỉ có thể là ông chết thôi, vậy hãy để tôi giết ông đi. Thế nào, gương mặt Trần Triệu Dương trông rất là vô tội, anh ung dung nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ồ lên, tên này đúng là nói khoác mà không biết ngược, không sợ gió cắt trúng lưỡi. Được, đã lên đây rồi thì đừng xuống nữa, đi chết đi, Tiền Hải cảm thấy khá khó chịu, sắc mặt xa sầm xuống, hung hãn nói. Dứt lời, ông ta lập tức vung tay phải lên, một quả đấm hình thành từ chân khí tượng trưng cho võ đạo tông sư hung bạo đánh về phía Trần Triệu Dương. Ồ, thấy Tiền Hải vừa lên đã thi triển chân khí ngoại phóng, những người vây xem đều kích động hét ầm lên. Ông đấm, tôi cũng đấm, nhìn xem quả đấm của tôi thế nào đi, Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, nếu Tiền Hải này đã không nể nang gì như vậy thì đương nhiên anh cũng không cần phải lịch sự với ông ta rồi. Chân khí trong cơ thể anh chợt ngưng tụ thành một nắm đấm, mạnh mẽ đón lấy quả đấm chân khí từ Tiền Hải, hai nắm đấm đụng vào nhau, lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Cái gì? Tất cả mọi người vốn nghĩ rằng thực lực của Trần Triệu Dương nhiều nhất chỉ nằm ở tầm tiên thiên, nhưng sau khi anh ngưng tụ ra một quả đấm rồi đón lấy cú đấm của Tiền Hải, họ đều giật mình bật thốt. Bố nhìn kìa, con đã nói Trần Triệu Dương là cao nhân rồi mà, cao nhân mà ra tay quả nhiên không hề ầm thường, Bạch Triển Mộ ở dưới võ đài thấy hành động này của anh thì hứng khởi reo lên. Không ngờ lại là một võ đạo tông sư, sau khi thấy quả đấm chân khí do Trần Triệu Dương phát ra, Bạch Hùng tức khắc hoảng sợ. Ai cũng biết rằng ở độ tuổi 20 mà đạt đến mức võ đạo tông sư tuyệt đối chính là một thiên tài tuyệt thế. Mặc dù cô con gái Bạch Thấm của ông là thiên tiên đỉnh cấp, nhưng từ thiên tiên đỉnh cấp đến võ đạo tông sư không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, chưa kể sở dĩ con bé có thể đạt đến cấp độ này cũng do một nguyên nhân khác. Cậu, này thì... Rốt cuộc cậu là ai? Tiền Hải thấy cảnh tượng ật cả mình. Một võ đạo tông sư 20 tuổi hoàn toàn không thể do nhà bình thường đào tạo ra được. Thực lực như vậy là một chuyện, e rằng thế lực sau lưng anh mới là điều quan trọng hơn. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, à, ý ông là ông đang hỏi tôi được thế lực nào chống lưng đúng không? Hay, sao mấy người cứ thích hỏi câu này ấy nhỉ? Thôi, nói cho ông biết vậy, tôi không thuộc bất cứ môn phái nào, không cần lo lắng sẽ có ai trả thù ông đâu. Mặc dù ông không thể làm tôi bị thương nhưng tôi cứ cho ông được yên tâm vậy, nếu không lát nữa đánh nhau ông bị bó tay bó chân thì mệt lắm. Trần Triệu Dương nở nụ cười chân thành, thật thà nói. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, trong lòng của Tiền Hải khế động, những chuyện như vậy, không ai biết được những gì anh nói có phải là sự thật hay không. Nhưng nếu tên này đã nói như vậy ở trước mặt mọi người, cho dù mình đã chém chết anh, đằng sau anh thật sự có thế lực nào đấy thì đến lúc đó cũng không thể kiếm chuyện với mình. Và lại bản thân võ đài này chính là võ đài sinh tử, cho dù đằng sau anh có thế lực. Nhưng một khi lên võ đài sinh tử này rồi thì ai quan tâm sống chết của anh chứ? Đừng đoán mò nữa, yên tâm đi, hơn nữa sau khi lên võ đài sinh tử này rồi thì sống hay chết phải xem chính mình. Ông lo lắng gì chứ? Trần Triệu Dương nhìn thấy Tiên Hải vẫn có vẻ nghênh ngang đắc ý, cảm thấy vô cùng không dễ chịu, ngay lập tức nói thẳng. Cậu muốn chết vậy à? Cậu đã yêu cầu tích cực như vậy thì nếu tôi không ban cho cậu cái chết, có phải quá có lỗi với sự thẳng thắn của cậu rồi không? Tiền Hải nghe thấy những lời nói của Trần Triệu Dương thì cây thương bạc dài sắc bén trong tay liền rung lên, chỉ vào Trần Triệu Dương mà nói. Đúng là chẳng có gì thú vị, nhà họ Tiền của ông không phải chỉ được cái vẻ ngoài nhưng thực chất đều vô dụng sao, Trần Triệu Dương nhìn cây thương bạc dài sắc bén trong tay Tiền Hải, bất lực mà nói. Ha ha, cảnh tượng vốn dĩ rất nghiêm túc nhưng sau khi Trần Triệu Dương nói ra câu nói này, người xung quanh lập tức đều sững sờ, khi bọn họ nghe ra ý tứ trong câu nói. Sau đó lập tức hòa lên một trận cười vang. Cậu muốn chết, Tiền Hải nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy và nhìn thấy dáng vẻ chê cười của người xung quanh, trong lòng đột nhiên rất tức giận, cây thương bạc dài sắc bén trong tay ngay lập tức lia nhanh về phía cổ họng của Trần Triệu Dương.
mới vậy thôi đã tức giận rồi sao? Hình như vừa rồi nhà họ Tiền của ông còn có người đi làm việc gì đó ấy nhỉ, nhưng chỉ dựa vào cái vẻ ngoài này của nhà ông có thể được việc sao? Bước chân của Trần Triệu Dương hơi lộn xộn, tránh được nhát thương kia, sau đó vô cùng lo nghĩ nhìn ông ta hỏi. Này, nếu nhà họ Tiền của ông thất bại, thật sự phải đi làm việc đó, không biết là có đạt yêu cầu không? Trần Triệu Dương không ngừng nói, không ngừng tránh né đòn tấn công của Tiền Hải, đồng thời còn phát ra bom ngôn ngữ từ trong miệng. Lúc này sắc mặt của người nhà họ Tiền đều vô cùng khó coi, đây còn là lần đầu tiên có người dám nói lời khó nghe như vậy trước mặt người nhà họ Tiền bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại hết cách với đối phương. Người nhà họ Tiền dưới sân tức như thế rồi, Tiền Hải trên sân cũng sắp nổi giận rồi. Cây thương dài trong tay giống như chớp, không ngừng bắn về phía toàn thân của Trần Triệu Dương. Chỉ có điều Trần Triệu Dương giống như một con cá, bơi lượn trong những đòn tấn công, nhưng chúng hoàn toàn không dính vào người anh. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh cậu đừng tránh, Tiền Hải duy trì những đòn tấn công cường độ cao như vậy cũng đã hơi không chịu nổi, liền tức giận đùng đùng la hét như sấm động. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn hài hước đùa Tiền Hải, nghe thấy Tiền Hải nói vậy đột nhiên đứng vững lại, trong mắt lộ ra một ánh nhìn làm người khác sợ hãi, sát ý trên người rầm rầm bộc phát ra ngoài. Ông vừa nói gì cơ, sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh nhạt nhìn Tiền Hải, không có tí thiện cảm nào, giống như đang nhìn một người chết vậy. Tôi nói. Cậu là một tiểu tạp chủng, sao hả? Tiểu tạp chủng sao không chạy tiếp? Không chạy nổi nữa chứ gì, mau chịu chết đi, Tiền Hải uy nghiêm đáng sợ mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Trần Triệu Dương chút nào. Theo ông ta thấy, sở dĩ Trần Triệu Dương này dừng lại, e rằng là bởi vì không tránh được nữa. Vốn dĩ tôi không định lấy mạng ông, nhưng có những người chính là như vậy, cứ phải tìm đến cái chết. Ông trời cũng không cứu được người muốn chết, cái mạng này của ông. Hôm nay tôi sẽ thu lấy thay ông trời, vẻ mặt Trần Triệu Dương hờ hững, nhìn Tiền Hải mà nói. Ai cũng biết nói năng khoác lác, tôi cũng muốn xem, cậu thay ông trời lấy mạng của tôi như thế nào, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tiền Hải lại cười khẩy một tiếng. Cùng lúc đó, cây thương dài trong tay ông ta hóa thành sao dày đặc, chặn hết tất cả đường lui của Trần Triệu Dương lại. Hiển nhiên, ông ta sợ Trần Triệu Dương giống như lúc trước, không ngừng bỏ chạy trơn tru tựa như con cá trạch vậy. Nếu ông đã thích đá chọi với đá, vậy thì tới đây đi, Trần Triệu Dương nhìn đòn tấn công của Tiền Hải nhưng không hề thi triển thân hình để tránh né như trước nữa, mà là trực tiếp lên đó chặn, một quyền mạnh mẽ đánh vào chính giữa đòn công kích của Tiền Hải. Cái gì? Sau khi mọi người nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, lập tức trợn tròn mắt hết với nhau, toàn bộ đều đứng dậy, không dám tin nhìn cảnh này. Trong phe cánh của nhà họ Bạch, tất cả mọi người há hốc mồm. Đều không biết tại sao Trần Triệu Dương lại làm ra động tác như vậy. Thế này là muốn tự sát sao? Không sai, theo tất cả mọi người thấy, động tác lúc này của Trần Triệu Dương hoàn toàn chính là một biểu hiện tự sát. Nói cho cùng, chưa ai từng nhìn thấy người nào dùng thân xác của mình đi chọi cứng với vũ khí của một võ đạo tông sư, điều này có khác biệt gì với tự sát chứ? Trần Triệu Dương, nhìn thấy cảnh này, Bạch Thấm lập tức thốt lên, bịt miệng của mình lại, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ. Anh Trần, mà Tăng Kim Lai chỉ gọi một tiếng rồi sau đó bình tĩnh lại. Với thực lực của anh Trần, cho dù thật sự không đánh lại được cũng không thể đi nộp mạng, cho nên Tăng Kim Lai vốn dĩ còn hơi lo lắng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trừ Tăng Kim Lai ra, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Trần Triệu Dương thế nào cũng sẽ bị đâm xuyên qua, cây thương dài vốn dĩ vô cùng điên cuồng lại đột nhiên đình trệ, giống như đụng phải một bức tường cứng chắc không gì sánh bằng. Việc này làm sao có thể, khi cảm nhận được cây thương dài của mình bị cản, sắc mặt của Tiền Hải lập tức đột nhiên thay đổi, ông ta cảm giác cây thương dài của mình đâm trúng vào sắt thép chứ không phải thân xác máu thịt. Chưa kể uy lực một nhát thương vừa rồi của ông ta, cho dù là một tấm tôn dày, e rằng cũng có thể bị ông ta đâm xuyên thủng. Nhưng Trần Triệu Dương lấy thân xác máu thịt lại có thể chặn lại đòn tấn công của ông ta, điều này quả thực. Quá đáng sợ. Rốt cuộc cậu là người hay là ma? Tiền Hải không dám tin nhìn cảnh xảy ra trước mắt, sau đó hỏi ra một vấn đề mà tất cả đều muốn biết. Tôi nói rồi, nhà họ Tiền của ông đều chỉ được vẻ bề ngoài, thực chất vô dụng, đâu thể có tác dụng gì được chứ. Trong lòng Trần Triệu Dương sớm đã phán tử hình cho Tiền Hải, nghe thấy lời nói của ông ta, anh nói tiếp, vừa nãy đầu là ông tấn công, tiếp sau đây đến lượt tôi rồi. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tiền Hải lập tức cảnh giác, thông qua cuộc chiến vừa rồi, dễ nhìn ra được. Thân pháp của Trần Triệu Dương này vô cùng tuyệt diệu, sức chống đỡ của thân xác cũng vô cùng lớn mạnh.
bởi vì vừa rồi thứ Trần Triệu Dương luôn dùng là thân xác và thân pháp, không hề thi triển chân khí, cho nên, cho dù đối thủ là Tiền Hải cũng không hề biết cấp bậc thực lực của Trần Triệu Dương rốt cuộc là gì. Nhất chỉ trấn Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền chỉ, Trần Triệu Dương gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức phun trào ra, ngưng tụ lại ở ngón tay của Trần Triệu Dương, một luồng khí cuồn cuộn cũng tuôn ra mạnh mẽ. Khi chân khí trong người Trần Triệu Dương bắt đầu vận chuyển, cảm nhận được thực lực của anh, Tiền Hải lập tức trợn tròn mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.